Chương 1206 Dương Bình Đại Đế mặt không biểu tình nói, võ thần điện ta hai vị thiên tôn hạ giới vẫn lạc. Joyce thần chủ băng lãnh nói, thủy thần vực ta hai vị thần vương hạ giới vẫn lạc. Lôi trạch đại đế tiếng trầm nói, lôi thần điện ta hai vị thiên tôn hạ giới cũng vẫn lạc. Sarah thần chủ cười lạnh nói, đừng nói từng nơi một, liên quân tất cả đều vẫn lạc, không một ai may mắn thoát khỏi, hạ giới muốn lật trời thật rồi. Tinh lan đại đế đè nén lửa giận nói, 14 vị thần vương liên quan mấy vạn thần linh đều vẫn, dù cho giao chiến cùng thâm uyên cũng ít có lúc tổn thất lớn như thế. Dương Bình Đại Đế ngẩng đầu nhìn về phía Quang Minh Thần Chủ, nói, hơ ti, hạ giới hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào? Quang Minh Thánh Đường hạ giới truyền thừa mấy kỷ nguyên, các ngươi hẳn là có hiểu biết. Hơ ti lắc đầu, giòn dã nói, không biết, Quang Minh Thánh Đường hạ giới cũng không có tin tức truyền lên, Quang Minh Thánh Đường hạ giới đã tan vỡ. Dương Bình Đại Đế ngưng trọng nói, đầu tiên là bốn vị đốc chiến thần vương vẫn lạc, chư thần chỉ chiến bị ép kết thúc, sau đó là 14 vị thần vương xuất lĩnh liên quân hạ giới, tất cả đều vẫn lạc. Hơ Ti nói, khoảng chừng 14 vị thần vương, mấy trăm chủ thần, mấy vạn chân thần đại quân, vốn cho rằng như vậy đã đủ để coi trọng hạ giới, không ngờ còn khinh thị bọn hắn, vậy mà tất cả đều bị hủy diệt. Lại phái ra bao nhiêu thần vương? 20 hay là 30? Joyce thần chủ xoắn xoắn mái tóc ướt sũng, tựa ở thần vị lười biếng nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là, chúng ta căn bản ngay cả đối thủ là ai cũng không rõ ràng, không thể lại phái người đi không dò xét ra đối thủ lai lịch ra sao phái thêm nhiều thần vương cũng vô dụng hành động trước đó quá lỗ mãng rít thần chủ trầm giọng nói ta vẫn nghĩ mãi không ra làm sao vô tận hư không lại tồn tại lực lượng siêu việt thần vương nhiều cuộc chiến kỷ nguyên thần chiến như vậy bản nguyên chi lực vô tận hư không phải vô cùng yếu kém mới đúng joyce thần chủ uể oải nói đây chính là điều chúng ta cần điều tra có lẽ có liên quan tới đồ vật chúa tể đang tìm chưa chắc là chuyện xấu ánh mắt đám thần chủ đại đế sáng lên, không sai, vô số chư thần chỉ chiến không hề có động tĩnh gì, vô tận hư không đột nhiên phát sinh dị biến, khả năng chính là đồ vật chúa tể mưu cầu sắp xuất hiện, cũng không nhất định là chuyện xấu. Bảy vị thần chủ liếc nhau, nhẹ nhàng biến mất khỏi thần điện, vô tận hư không không thể gánh chịu thần chủ, nhưng phân một bộ hóa thân xuống dưới xem xét cũng không phải là việc khó. Từng đạo thần quang truyền tống phát ra từ vĩnh hằng thần giới, tiến vào vô tận hư không phía dưới, phân tán hóa thành từng bóng người joyce xinh đẹp tuyệt luân dương bình trầm ổn lôi chạch trên thân lóe ra lôi điện hơ ti tường hòa ôn nhu được joyce thần chủ nhắc nhở hiện tại vô tận hư không hạ giới sinh ra biến cố với bọn hắn mà nói là có lực hấp dẫn cường đại chúa tể hao hết tâm tư mưu cầu đồ vật bọn hắn cũng hiếu kỳ danh tiếng đạo môn hồng hoang trải rộng toàn bộ vô tận hư không chư vị thần chủ hạ giới tùy tiện nghe thấy hồng hoang cũng biết nơi đó là nơi chư thần hội tụ tất cả đều không hẹn mà cùng tiến về hồng hoang. Một nữ tinh linh mặc trường bào hoa lệ đi trên đại địa hồng hoang, thần sắc có chút hoảng hốt, chư thần hội tụ, tường hòa không tranh đấu. So với vĩnh hằng thần giới nơi này tựa hồ càng thêm phồn vinh, càng thêm an bình. Đây mới thật sự là thần giới chứt nữ tinh linh Mỹ lệ xuyên qua núi, vượt qua sông, đi qua trăm vạn dạm đại địa, vẫn không xuyên qua hồng hoang, từ đó có thể thấy được hồng hoang rộng lớn. Tinh linh thần chủ đứng trên một ngọn núi cao, nhìn phía xa một gốc đại thụ đứng vững trên đám mây, trong mắt mang theo một tia mừng rỡ, tự nói, sinh mệnh thần thụ, tinh linh tộc quả nhiên cũng tại nơi này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi nàng nhẹ nhàng bay về hướng sinh mệnh thần thụ, vừa tới gần thần thụ liền thấy vài độc giác thú trắng ngoãn huy động cánh, chân đạp tường vân đến, trên độc giác thú là mấy tiểu tinh linh vẻn vẹn chỉ có hơn 200 tuổi. Tiểu tinh linh cưỡi độc giác thú vây quanh nữ tinh linh mỹ lệ, phát ra tiếng cười vui rạng rỡ, độc giác thú cũng phát ra tiếng huýt dài. Mỹ nữ tinh linh mỉm cười nhìn, trong mắt không che giấu được yêu thích. Trở về lên lớp hết cho ta, con dám nghịch ngợm sẽ đưa toàn bộ các ngươi đến hạo nhiên thư viện. Một thanh âm truyền ra từ sinh mệnh chỉ thụ. Mấy tiểu tinh linh lập tức sợ oa oa kêu to, sau đó kinh hoàng mà chạy, phẳng phất như nghe thấy điều gì đáng sợ. Mỹ lệ tinh linh ánh mắt lóe lên một chút không vui, mặc dù không biết hạo nhiên thư viện là cái gì, nhưng có thể khiến tiểu tinh linh thuần khiết sợ hãi như thế chắc chắn phải là thế lực tà ác có chế độ nô lệ, dùng thế lực tà ác đe dọa tiểu tinh linh thực sự để tinh linh thần chủ, sinh lòng bất mãn. Một tinh linh nhỏ nhắn xinh xắn chân đạp tường vân, bay tới từ đằng. Xa, đứng trước mặt tinh linh thần chủ, thi lễ nói, Agnes bái kiến đạo hữu. Tinh linh thần chủ sừng sốt một chút, trong lòng càng thêm bất mãn, lễ tiết ta chuyển xuống cũng không phải dạng này. Lúc này một tay đặt trên bụng thi lễ, nói, Selina, ta tên là Selina. Agnes đứng lên, suy nghĩ một chút xác định mình chưa từng nghe qua danh hiệu Selina bao giờ, cười nói, đạo hữu vừa tới hồng hoang ư. Selina gật đầu nói, phải. Agnes tiến lên, kéo cánh tay Selina, thân mật nói, đi vào hồng hoang xem như đi vào nhà của mình. Đi, ta dẫn ngươi đến nhà chúng ta nhìn xem, nơi này gần như hội tụ tất cả thần linh tinh linh tộc vô tận hư không. Agnes lùi kéo Selina vui vẻ bay về phía sinh mệnh chỉ thụ. Càng đến gần sinh mệnh thần thụ càng có thể cảm giác được nó to lớn, Thân cây giống như cây cột chống trời, lá cây tựa như màn trời, bao phủ vạn dạm đại địa. Dưới sinh mệnh chỉ thụ có một hồ nước thanh tịnh, phía trên chim bay lượn toé lên từng gợn sóng, độc giác thú trắng ngoãn nhàn nhã dạo bước bên cạnh. Bên ngoài hồ nước phồn hoa khắp nơi, cỏ mọc én bay, một số tinh linh hoặc ngồi trên mặt đất hoặc ngồi trên tảng đá, khoan thai đàn tấu tiểu khúc. Từng cây cao ngất um tùm mọc phía dưới sinh mệnh thần thụ, trên cây cối đều là thụ ốc, nơi này chính là chỗ ở của tinh linh tộc tới gần sinh mệnh thần thụ. Gặp thần linh tinh linh tộc cũng càng ngày càng nhiều, tất cả tinh linh đều hữu hảo chào hỏi Agnes, Agnes cũng cười hoàn lễ. Serina hơi kinh ngạc, nữ tinh linh dùng thế lực tà ác hù dọa tiểu tinh linh, này làm sao lại được bọn hắn tôn kính như thế? Hai người hạ xuống trước sinh mệnh thần thụ, nhìn thần thụ giống như trụ trời. Agnes cười nói, đây chính là sinh mệnh thần thụ của chúng ta, có phải là rất vĩ đại không? Serina gật đầu nói, đúng vậy, thần thụ rất vĩ đại. Năm đó chính tay nàng đã tự trồng gốc sinh mệnh thần thụ đầu tiên giữa thiên địa. Agnes lôi kéo tay Serina, thân mật nói, đã tới cũng đừng có đi, về sau liền ở nơi này đi, ngươi nhất định sẽ thích nơi này. Serina hỏi ngược lại, "Hạo nhân thư viện ngươi vừa nói là cái gì?" Agnes sững sờ. Serina tiếp tục nói, "Ta thấy những tiểu tinh linh nghe danh tự đó thì vô cùng sợ hãi, chẳng lẽ là thế lực tà ác nào ư?" Agnes không cao hứng nói, "Các nàng là một đám nhóc con không chịu học hành đàng hoàng." Nghe hạo nhiên thư viện đương nhiên sẽ sợ hãi rồi. Rồi nàng giải thích, hạo nhiên thư viện là nơi phu tử triệu hân duyệt truyền đạo, bên trong có rất nhiều đại nho nhân tộc truyền đạo, giáo dục không phân nổi giống, tinh linh tộc chúng ta cũng có theo học. Selina lắc đầu, bật cười nói, tinh linh tộc chúng ta có ma pháp truyền thừa của riêng mình, không cần đi học tập nhân tộc, phương pháp chiến đấu của nhân tộc cũng không hợp với chúng ta. Truy cập halazi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Agnes nghiêm mặt nói, không phải chiến đấu, là ngộ đạo, chỉ có chân chính nhập đạo mới có thể đi xa hơn, an tâm hơn, không có đạo cuối cùng cũng chỉ là trăng trong nước hoa trong gương, không được lâu dài. Mặc dù tinh linh tộc ta có ma pháp chiến kỹ truyền thừa của riêng mình, nhưng lại không có nhập đạo chi pháp vỡ lòng, cho nên chỉ có thể mời tiên sinh hạo nhiên thư viện đến đây vỡ lòng. Selina thì thầm nói, nhập đạo. Trong lòng kích động, Selina đã cảm nhận được tinh linh tộc hạ giới, đã hoàn toàn khác biệt tinh linh tộc thượng giới, nội tại phát sinh cải biến về chất, bọn hắn tựa hồ đi trước tinh linh tộc thượng giới. Tổ, một nam tinh linh tuấn Mỹ mặc tinh bào đi tới, vui vẻ gọi Agnes. Agnes quay người, cười giới thiệu nói, vị này là đệ đệ của ta David, đã từng là tinh linh hoàng một vị diện. David thi lễ cười nói, bái kiến đạo hữu. Selina đặt tay lên bụng, xoay người thi lễ, nói, Selina. David kinh ngạc nói, cổ tinh linh lễ, ngài mới tới ư. Selina nhạy gật đầu nói: Ta vẫn bế quan, gần đây mới đi vào Hồng Hoang. Agnes cười hỏi: Nữ Vương Bệ Hạ đâu? Có một tộc nhân mới đến, cần Nữ Vương Bệ Hạ gặp một lần. David nói: Nữ Vương Bệ Hạ đang tiếp đãi sứ giả Mộc Linh Tộc Tam Tinh Sơn. Agnes kinh hỉ nói: Sao Mộc Linh Tộc lại tới đây? David cười nói: Mộc Linh Tộc dự định cử hành tế điển, tế tự kiến Mộc Thần Thụ, mời Tinh Linh Tộc chúng ta đến tham gia. Agnes mừng rỡ nói: Quá tốt rồi, đây là chuyện tốt. David cũng cười nói, đúng là chuyện tốt. Sinh mệnh thần thụ chập chờn, huỳnh quang óng ánh vẩy xuống, như rát lên toàn bộ khu vực tinh linh tộc một trang phục lộng lẫy. David ngẩng đầu nhìn huỳnh quang phía trên bay xuống, cao hứng nói, sinh mệnh thần thụ cũng cao hứng. Seliner nghi hoặc hỏi, mộc linh tộc là cái gì? Kiến mộc thần thụ lại là cái gì? Agnes cao hứng nói, mộc linh tộc là chủng tộc phụng dưỡng kiến mộc thần thụ bên trong văn minh phương Đông, được kiến mộc thần thụ ban ân, là con cưng thiên nhiên, thân cận tự nhiên hơn tinh linh tộc chúng ta. Kiến mộc thần thụ chính là thần thụ viễn cổ trong truyền thuyết. Sinh trong thiên địa, cao xuyên vào mây, là cầu nối câu thông thiên. Địa, nhưng không biết nguyên nhân gì lại bị gãy. Hiện tại Tam tỉnh Sơn có lưu lại một nhánh cây, một lá không dụng, vạn cổ trường thanh. Sirliner nói thầm, hình như có vẻ trâu bò hơn sinh mệnh thần thụ rất nhiều. Agnes lôi kéo Sirliner nói, đi. Ta dẫn ngươi đi tìm chỗ ở, có chuyện từ từ nói. Selina gật đầu nói, được. Một đoạn thời gian sau, Selina liền ở tại tinh linh tộc, hỏi rất nhiều chuyện về hồng hoang. Hiểu càng nhiều thì trong lòng càng rung động càng mê mang, bàn cổ khai thiên, tam thanh truyền giáo, nữ oa tạo ra con người, tam hoàng trị thế, ngũ đế định luân. Đủ loại truyền thuyết thần thoại chưa từng nghe thấy, muốn nói là giả nhưng bọn hắn còn nói chắc như đinh đóng cột. Đạo môn chính là tam thanh đạo tổ lưu lại truyền thừa thời kỳ viễn cổ, nữ oa hậu nhân, thanh khâu hồ tộc, bái nguyệt thỏ tộc đều là chứng cứ rõ ràng. Nhưng muốn nói là thật, vì sao mình chưa hề nghe nói? Hồng hoang thiên giới, giữa sa mạc có một ốc đảo to lớn, trung tâm là một tòa pho tượng bằng đá cao trăm mét, nữ hoa hậu nhân thân người đuôi rắn sinh hoạt trong đó. Selina mặc trang phục hoa lệ từ ngoại giới đi tới ốc đảo, sa mạc sau lưng để lại một con đường màu xanh biếc. Một nữ hoa hậu nhân nam tính chào đón, thi lễ nói, đạo hữu đến thăm. Không biết có chuyện gì. Selina đáp lễ lại, nói, Selina tinh linh tộc nghe nói nữ oa hậu nhân tại đây nên tới để bái phỏng, muốn chiêm ngưỡng chân dung nữ oa nương nương. Vị nam tính nữ oa hậu nhân kia, lộ ra nụ cười nói, hóa ra là đạo hữu tinh linh tộc. Rồi hắn né người chia tay ra nói, mời đến. Selina đi theo, tiến vào ốc đảo nhiệt độ khô nóng nháy mắt biến mất, cây xanh dâm mắt nước suối len keng, phẳng phất tiến vào một thế giới khác. Nam tính nữ oa hậu nhân dẫn Selina đi vào trước đại điện, gõ cửa một cái nói, tộc trưởng, có khách quý đến thăm đại điện mổ ra, cẩm linh bơi ra, nhìn thấy Selina, lộ ra nụ cười nói, là vị đạo hữu nào của tinh linh tộc vậy? Selina thì lễ nói, ta tên là Selina, muốn thăm viếng nữ oa nương nương, còn xin đáp ứng. Cẩm linh nhẹ gật đầu nói, đi theo ta. Từ khi biết được nữ oa hậu nhân ở nơi đây đã có rất nhiều người đến bái phỏng, đều muốn gặp vị thánh mẫu nhân tộc trong truyền thuyết kia, dù cho chỉ là tượng thần cũng được. Xác minh truyền thuyết thần thoại mình đã nghe kể, Cẩm Linh đã sớm quen rồi, Selina đi theo Cẩm Linh bay về phía trung ương ốc đảo, hai người thực lực không yếu, rất nhanh đã thấy một hồ nước thanh tịnh, ở giữa là một tòa tượng đá, yên lặng nhìn ra bên ngoài. Rõ ràng chỉ là một tòa tượng đá, nhưng nhìn đến nàng lại có thể cảm nhận được một luồng ấm áp tự nhiên, phảng phất như trở lại vòng tay của mẫu thân, cặp mắt bằng đá kia mang theo từ bi nhu vô hạn. Cẩm Linh và Selina đáp xuống cạnh hồ nước. Cẩm Linh nằm sấp trên mặt đất, cung kính kêu lên, mẫu thần. Selina ngẩng đầu nhìn chăm chú lên tượng thần hoảng hốt như nhìn thấy một bóng dáng tôn quý vô cùng đứng trong hỗn độn, siêu thoát thiên địa, vạn giới khó chứa, trí tôn trí quý, khó mà miêu tả. Selina tâm thần rung động, đắm chìm trong sự vĩ ngạn của nữ oa nương nương, trong lòng kích động, nằm dạp trên mặt đất thì thầm, nữ oa nương nương đại từ đại bi công đức vô lượng. Sau một hồi lâu mặt trời chiều ngã về Tây, hai người đứng lên. Selina vẻ mặt hốt hoảng, tâm thần điều loạn, cả thế giới quan đều sụp đổ. Nữ oa nương nương vĩ đại, sinh mệnh chỉ mẫu là tồn tại chân thật, có phải Tam Thanh đạo tổ cũng là chân thực? Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế cũng tồn tại. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Vì sao ở Vĩnh Hằng thần giới chưa từng nghe qua danh hào của bọn hắn? Là ai che giấu dấu vết của bọn hắn trong lịch sử? Chúa tể sao? Nhưng chúa tể thật sự có vĩ đại như nữ oa nương nương không? Sơ nhịn không được hỏi, nữ oa nương nương bọn hắn hiện tại chỗ nào? Cẩm Linh Tiếc núi nói, tại Hồng Hoang chân chính. Hồng Hoang chân chính Cẩm Linh giải thích nói, Hồng Hoang hiện tại là đạo chủ mới lập, Hồng Hoang viễn cổ chân chính chưa bao giờ hiện thế, chỉ sợ cũng chỉ có đạo chủ mới biết Hồng Hoang chân chính ở đâu. Đạo chủ, Selina thì thầm một câu, trong lòng dâng trào suy nghĩ, đó chính là đi bái phòng đạo chủ, tìm kiếm nữ oa nương nương làm sinh mệnh thần chủ vĩnh hằng thần giới. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trước mặt nữ oa nương nương mình nhỏ bé cỡ nào, mình chỉ như một con kiến hôi ngước nhìn thân thể vô biên vô tận của nữ oa nương nương. Giống như trẻ nhỏ nhìn thấy mẫu thân, muốn tìm được nàng, thân cận nàng, cúng bái nàng. Ông. Một cỗ đạo vận càn quét toàn bộ hồng hoang, bầu trời mở ra một chỗ trống, bên trong một mảnh hỗn độn, một thanh âm vang lên, bần đạo ở trong thiên địa hỗn độn bản nguyên khai giảng đại đạo, người có duyên đều có thể tới nghe. Cẩm Linh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức lớn tiếng nói, thiên tiên trở lên đều tiến về thiên địa hỗn độn bản nguyên. Bên trong ốc đảo từng tôn nữ oa, hậu nhân khống chế tường vân bay về phía lỗ hổng trên bầu trời. Cẩm Linh nhìn về phía Selina nói, đạo chủ, giảng đạo không thể bỏ lỡ, ngươi cũng mau đi đi. Đạo chủ, Selina thì thầm một tiếng, gật đầu nói, được, chúng ta cùng đi. Mặc dù không biết đạo chủ khai giảng đại đạo là ý gì, nhưng thấy nữ oa hậu nhân nhao nhao tiến về, liền biết là đại sự, lập tức quyết định đi theo Cẩm Linh cùng tiến đến. Nếu có nguy hiểm thì nể mặt nữ oa nương nương giúp bọn hắn một chút, cũng chưa hẳn là không thể càng ngày càng nhiều tiên thần hội tụ tất cả tiên thần toàn bộ hồng hoang thiên giới đều bị kinh động phóng tới lỗ hổng trên không trung nhưng đại đa số mới vừa đi vào bên trong đã hoảng sợ rời khỏi bên trong thiên địa bản nguyên hỗn độn hỗn loạn pháp tắc dây dưa tu sĩ bình thường khó có thể ngăn cản chỉ có cực ít tu sĩ từ huyền tiên trở lên mới có thể hành tấu tại thiên địa bản nguyên seliner cùng cẩm linh đi trong không gian hỗn độn theo nội tâm chỉ dẫn đi vào một gian nhà tranh trước nhà tranh còn có một cái ghế nằm giờ phút này cửa phòng mở rộng hai người đi thẳng vào. Không gian bên trong nhà tranh rộng lớn, khí tượng ngàn vạn, phía dưới mấy ngàn bồ đoàn, từng tôn tiên thần đã ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hàng thứ nhất là Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, Bạch Vân, Thanh Phong, hàng thứ hai là Triệu Hân Duyệt, Phạm Hiền, La Phai, Vũ Dương Uy. Selina nhìn thấy mấy tiên thần tinh linh tộc đi qua xếp bằng ở bên cạnh, nhìn nhau cười một tiếng. Cẩm Linh thì đi đến nữ oa hậu nhân một bên khác ngồi xuống, lần lượt có tiên thần không ngừng tiến vào, ngồi xếp bằng phía dưới, Selina nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc, võ thần điện Dương Bình Đại Đế, hòa thần điện Tinh Lan Đại Đế, lôi đình thần điện Lôi Trạch Đại Đế, thủy thần vực Joyce Thần Chủ, phong thần vực Sara Thần Chủ, quang minh thần vực Hơ Ti Thần Chủ, thổ thần vực Rít Thần Chủ, ải nhân tộc công tượng Thần Chủ, du thi nhân Thần Chủ, thệ ước Thần Chủ, vô tận hư không không bình thường. Khiến thần chủ vĩnh hằng thần giới hiếu kỳ, nhao nhao phân thân hạ giới điều tra, có người điều tra được gì đó, có người điều tra thì cũng chỉ cho là giả, mà có người chỉ lo sống phóng túng không tra được gì cả, tỷ như Du Thi Nhân thần chủ vẻ mặt tươi cười kia. Những đại năng vĩnh hằng thần giới quen thuộc, liếc nhau rồi quay đầu đi. Sau một hồi lâu, chủ vị xuất hiện một bóng mờ, hư ảnh từ hư hóa thực, hiện ra Lý Bình An. Phía dưới đông đảo thần linh xoay người cung kính nói, "Cung nghênh đạo chủ." Serliner nhìn thanh niên trên chủ vị, trong lòng nghi hoặc, đây chính là đạo chủ? Tựa hồ rất trẻ cũng không đủ ngàn. Không đủ vạn tuế, cũng thuận thế xoay người thi lễ. Dương Bình Đại Đế, lôi trạch Đại Đế ngồi xếp bằng không nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Lý Bình An, chính là tên này đang làm nhiễu loạn hạ giới. Lý Bình An nhìn quanh phía dưới một, nói, đại đạo ba ngàn, từng cái thông thiên, hôm nay bần đạo ở đây khai giảng đại đạo, các ngươi có thể đến đều là hữu duyên, có thể được bao nhiêu, đều nhìn ngộ tính. Đại đa số tiên thần cùng nhau xoay người thi lễ, cung kính nói, đa tạ đạo chủ. Dương Bình Đại Đế, Joyce thần chủ lộ vẻ trào phúng, trong lòng cũng không thèm để ý, một cái dã thần hạ giới thôi mà, không biết có được cơ duyên gì làm nhiễu loạn một phương, vừa có thành tựu đã không kịp chờ đợi muốn làm tông làm tổ, thậm chí còn muốn làm chư thần chỉ sư, trương dương như thế há có thể lâu đài. Lý Bình An nhắm mắt lại, tụng kinh. Theo Lý Bình An niệm tụng, hư không sinh ra đủ loại dị tượng, đại đạo huyền diệu cùng vang, từng mảnh thiên hoa loạn trụy, đoá đoá kim liên mở ra, chúng thần đều đắm chìm trong đại đạo ý cảnh huyền ảo không có thời gian không có không gian vô hỉ vô bi không sợ không lo thậm chí không có tự mình từng loại cảm ngộ huyền ảo xông vào óc nơi này là thiên địa bản nguyên lý bình an ở đây giảng đạo có thể được đại đạo gia trì cho nên mới có thể kéo được đông đảo thần linh vào cảnh giới đốn ngộ nhập đạo thanh âm chậm rãi dừng lại lý bình an từ từ mở mắt nhìn chăm chú chúng tiên thần phía dưới sau một hồi lâu một vị tiên thần dùng mình một cái chợt tỉnh ngộ nằm dạp trên mặt đất kích động bái nói, đa tạ đạo chủ truyền đạo chỉ ân. Các tiên thần còn lại cũng đều liên tiếp tỉnh dậy từ đốn ngộ. Dương Bình Đại Đế đột nhiên bừng tỉnh, từng câu chân ngôn đại đạo còn quanh quẩn trong đầu, vấn đề ngày xưa không hiểu đã vô cùng rõ ràng, nhìn Lý Bình An tràn đầy kinh hãi, cái này, bản kinh thư này làm sao lại xuất từ hạ giới. Đông đảo thần chủ hạ giới giờ phút này đều biến sắc, bần đạo kinh này huyền ảo hơn hẳn những gì bọn hắn mong muốn, thậm chí còn có một suy nghĩ hoang đường, ngay cả chúa tể cũng không biết ra được kinh thư như thế mà. Trong lòng họ sôi trào mãnh liệt tràn đầy rung động. Lý Bình An lạnh nhạt nói, giảng đạo lần thứ nhất kết thúc, lần tiếp theo định tại 33 năm sau. Thân ảnh nhạt dần rồi biến mất. Chư tiên thần xoay người thi lễ, kích động nói, đa tạ đạo chủ truyền đạo chỉ ân. Cung tiễn đạo chủ. Lần này, rất nhiều thần chủ vĩnh hằng thần giới cũng cố nén không thích ứng, xoay người thi lễ. Ơn nghĩa như thế có thể làm lão sức sơ càng kích động run rẩy kinh văn này khẳng định không phải đạo chủ viết, nhất định là tam thanh đạo chủ, tam thanh đạo chủ cũng là tồn tại chân thực. Chúng tiên thần đứng dậy, top 5 top 3 đi ra ngoài, mỗi người đều không nói một lời, thần sắc còn có chút hoảng hốt, đủ loại lĩnh ngộ quanh quẩn trong tim. Từng đạo thần quang xẹt qua không trung, tản mát tại hồng hoang. Bên trên huyền không đảo là một tòa cung điện mới tỉnh, võ thần điện dương bình đại đế, hòa thần điện tinh lan đại đế, lôi đình thần điện lôi trạch đại đế, thủy thần vực Joyce thần chủ, phong thần vực Sara thần chủ, quang minh thần vực hơ ti thần chủ thổ thần vực rít thần chủ ở bên trong dù cho tại hạ giới cũng phải ở trên chúng sinh đây chính là niềm kiêu ngạo của thần chủ vĩnh hằng thần giới rất nhiều thần chủ ngồi vây chung một chỗ trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh im ắng sau một hồi lâu tinh lan đại đế đắng chát nói bản kinh thư này thể hiện tất cả thiên địa huyền ảo Joyce thần chủ dùng ngón tay vòng quanh mái tóc của mình tự nói có thể viết ra kinh thư nhường này sẽ là cảnh giới nào chứ Chúng ta chắc chắn không được rồi, nhưng chúa tể được không?" Lôi Trạch Đại đế quả quyết nói, "Chúa tể đương nhiên có thể." Dương Bình Đại đế trầm ngưng nói, "Vậy đó sẽ là vị chúa tể nào?" Mọi người trầm mặc không nói, nếu có chúa tể viết kinh thư này, bọn hắn không thể nào không biết, càng không thể rơi xuống hạ giới. Tinh Lan Đại đế nắm chặt nắm đấm, tàn nhẫn nói, "Đạo môn nhất định phải diệt, đạo chủ nhất định phải chết, nếu không tất thành họa lớn của vĩnh hằng thần giới ta, thậm chí sẽ là thâm uyên kế tiếp." Sara thần chủ ánh mắt ngưng lại, Nói, ngươi cảm thấy đạo chủ có thể so với Thâm Uyên chi chủ? Tinh Lan đại đế quả quyết nói, "Không, so Thâm Uyên chi chủ hắn càng thêm thần bí, cũng càng nguy hiểm. Các ngươi cũng đã nghe bần đạo kinh này rồi đấy, đối với chúng ta mà nói đều là vô thượng kinh điển, nhưng hắn lại hào phóng nói ra, điểm ấy ngay cả Thâm Uyên chi chủ đều không làm được." Dương Bình đại đế chậm rãi nói, "Các ngươi cảm thấy đạo môn có phải là nguyên nhân các chúa tể một mực phá diệt vô tận hư không?" Joyce thần chủ nói, "Không phải. Vì sao?" Joyce thần chủ mịt mở nói thần hệ đã từng trêu chọc chúa tể tất cả đều biến mất các thần chủ khác im lặng nhẹ gật đầu nếu như đạo môn thật sự là nguyên nhân chúa tể muốn đối phó thần hệ căn bản cũng không cần lần lượt phá diệt vô tận hư không thời điểm ban sơ chúa tể có thể hủy diệt vô tận hư không cũng có thể triệt để hủy diệt đạo môn hoặc là chiếm làm của riêng tinh lan đại đế nghiêm nghị nói không cần biết đạo môn có lai lịch gì bọn hắn đều phải chết nếu không vô tận hư không sẽ thoát ly khỏi kiểm soát của chúng ta Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rít thần chủ có chút hướng tới nói, còn có giảng đạo lần thứ hai. Hơ ti thần chủ trần chờ một chút, nói, nếu không đợi thêm 33 năm đi. Tinh lan đại đế đột nhiên đứng lên, quát chói tay nói, các ngươi đang để mặc cho đạo môn phát triển. Dương Bình đại đế khuyên bảo, tỉnh lan tỉnh táo một chút đi, chúa tể ra lệnh cho chúng ta không thể chống lại, đạo môn nhất định phải hủy diệt. Nhưng hiện tại vô tận hư không không thể gánh chịu thần chủ, chỉ dựa vào thần vương chỉ sợ không diệt được đạo môn. Joyce thần chủ giòn giã nói vô tận hư không không ngừng suy yếu ngược lại trở thành bình chướng tốt nhất cho bọn hắn thần chủ không thể hạ giới thần vương lại không làm gì được đạo môn bây giờ không phải là chúng ta không muốn đánh mà là căn bản không đánh được tinh lan đại đế nhíu mày nói chẳng lẽ mặc kệ bọn hắn sao tùy ý cho bọn hắn phát triển Joyce thần chủ cười nói khoảng thời gian này ta nghe được một tin tức chúng thần chủ đều nhìn về phía Joyce Joyce nói hình như thâm uyên muốn tiến công vô tận hư không Dương Bình Đại Đế cả kinh kêu lên, thâm uyên. Sarah Quang Minh thần chủ kiên quyết nói, không được. Vô tận hư không tuyệt đối không thể rơi vào thâm uyên. Joyce duỗi ra một ngón tay trắng ngoãn lắc lắc, cười hì hì nói, không nên coi thường hồng hoang đạo môn nha. Có thể, toàn diệt liên quân chúng ta một cách im lặng tuyệt đối không phải hạng dễ đối phó. Một khi bọn hắn đánh nhau, chúng ta liền có cơ hội. Dương Bình Đại Đế trầm ổn nói, ngươi dự định để bọn hắn lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta tới thu thập tàn cuộc. Joyce nhẹ gật đầu nói không sai rít thần chủ tiếng trầm nói thủy thần quả nhiên đều không có một tên hay ho nhìn thì thanh tịnh bên trong đều bẩn thỉu Joyce nhìn về phía Reed, cười lạnh nói bẩn nhất chính là đâm bọn ngươi mỗi ngày chơi bùn ấy tinh lan đại đế nói cứ quyết định như vậy chờ thâm uyên xâm lấn các thần chủ cũng đều nhẹ gật đầu đây là hiện tại không có biện pháp nào kỳ thật tất cả mọi người không nói nếu như bất kể đại giới điều động thần vương chủ thần hạ giới, chưa hẳn không thể hủy diệt đạo môn, nhưng như thế trả giá quá lớn. Bên trong tam thanh quan, Lý Bình An ngồi ở lương đình hậu viện, cầm bút lông tô tô vẽ vẽ, lần thứ nhất giảng đạo đức kinh, hình như hơi rộng, lần tiếp theo giảng phải làm tốt hơn, chuẩn bị giáo án trước. Sư phụ, thanh vũ bưng một bàn hoa quả đi tới, đặt ở trước mặt Lý Bình An, mình thì ngồi đối diện, dùng cánh tay chống cầm, cười hì hì nhìn sư phụ. Lý Bình An cất bút lông, nói, nói đi, lại có chuyện gì muốn tìm vi sư, không có việc gì ạ à. chỉ là thấy sư phụ vất vả rửa hoa quả cho sư phụ ăn thanh vũ đẩy mâm đựng trái cây lên lý bình an cầm lấy một miếng bỏ vào trong miệng cười nói hôm nay sao lại ngoan thế thanh vũ chống cầm nhìn lý bình an bằng đôi mắt sáng ngời cười hì hì nói ta tiếp thu rất nhanh dưới sự giảng dạy của sư phụ ta cố gắng học tập khắc khổ tu luyện ta đã xem sơ về phủ đạo nếu sư phụ giảng thêm cho ta vài lần nữa chắc là có thể nhanh chóng tiến dân từng bước lý bình an giật mình cười nói ta tò mò sao hôm nay ngươi lại hiểu chuyện như thế thì ra là muốn vi sư giảng đạo cho ngươi oành bỗng tiếng sấm vang lên trong lòng chúng sinh tam giới đều cảm thấy rung động khó hiểu lý bình an thanh vũ đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thanh vũ hỏi sư phụ có chuyện gì vậy lý bình an cười nói có người độ đại la thiên kiếp thanh vũ tò mò hỏi là ai ngao minh thanh vũ kinh ngạc nói giảng đạo vừa kết thúc hắn liền độ đại la thiên kiếp không cần lắng động một chút sao nhất nhi tái tái nhi tam tam nhỉ kiệt lý bình an giải thích tiếp chắc là trong lúc nghe giảng đã ngộ được đạo thừa dịp cảm ngộ đại đạo mãnh liệt trong lòng nên thăng cấp dù không có sự bình ổn sau thời gian lắng đọng nhưng lại có thêm khí thế dũng cảm không sợ hãi thanh vũ hỏi vậy hắn có thể thành công không lý bình an gật đầu nói có thể thanh vũ thở dài nói vậy là tốt rồi bọn người ngao minh dù khác một kỷ nguyên nhưng vẫn có thể làm người ta thán phục Lý Bình An động dung nói, Thanh Vũ, bên ngoài có khách đến, ngươi ra nghênh đón đi. Được thôi. Thanh Vũ đứng dậy từ ghế đá, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thanh Vũ ra hậu viện liền thấy một tinh linh, Mỹ Lệ đang đứng trong sân nhỏ quan sát bốn phía chung quanh. Thanh Vũ tiến lên thì lễ nói, bần đạo Thanh Vũ gặp qua cư sĩ. Seliner che bụng nhỏ, xoay người thì lễ nói, tinh linh tộc Seliner, gặp qua đạo trưởng. Thanh Vũ cười nói, chắc hẳn là ngươi đến tìm sư phụ ta. Sư phụ đang đợi sau hậu viện, Selina đứng lên, cười nói, trước tiên ra muốn bái kiến tam thanh đạo tổ một chút không biết có được không? Thanh Vũ gật đầu nói, đương nhiên có thể, ngươi đi theo ta. Quay người đi về phía tam thanh đại điện. Selina đi theo sau lưng, ánh mắt giả soát bốn phía. Một lát sau, Selina đi ra từ trong tam thanh thần điện với vẻ mặt hốt hoảng rồi chuyển hướng cùng Thanh Vũ, đi tới hậu viện. Lý Bình An đứng trước đình nghỉ mát, cười nói, hoan nghênh cư sĩ vĩnh hằng thần giới đến thăm. Selina lập tức hoàn hồn, kinh ngạc hỏi, ngươi biết ta. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói, các ngươi dáng lâm không ẩn tàng, bần đạo tự nhiên có thể cảm giác được. Hắn chia tay ra, cười nói, mời đạo hữu ngồi. Selina bước vào trong đình nghỉ mát ngồi xuống. Lý Bình An ngồi đối diện nàng cầm bình trà trong tay rót hai chén trà, một chén đẩy lên trước mặt Selina nói, trà này do mộc linh tộc từ tam tinh sơn trồng, nếm thử xem hương vị như thế nào. Selina nhấp một ngụm lập tức cảm giác vị đắng tràn ngập miệng, nhưng sau một lát đã hóa thành mùi thơm dịu êm, nhịn không được cảm thán nói, không kém chút nào so với rượu bạch hoa hương của tinh linh tộc chúng ta. Lý Bình An cười ha hả nói, không ngờ tỉnh lộc tộc cũng biết nịnh nọt người khác. Sơ dần thoải mái, khẽ cười nói, lời ta nói là thật. Lý Bình An rót thêm một chén cho Sơ cười nói, lần này người từ vĩnh hằng thần giới xuống rất nhiều, nhưng người là người thứ nhất dám đến tam thanh quan gặp bần đạo đấy. Sơ nói, bản nguyên thần chủ hẳn là điều tới, biến động ở vô tận hư không không thể gạt được bọn hắn nhưng bọn hắn có ý nghĩ riêng của mình nên vẫn không dám xuất hiện trước mặt đạo chủ vậy còn ngươi seliner cười dịu dàng nói ta cũng có ý nghĩ riêng của mình ôi lý bình an nhíu mày nói sẵn lòng lắng nghe seliner ung dung nói ta là tinh linh đứng đầu thiên địa trưởng khống toàn bộ sinh mệnh bản nguyên của đại thế giới được gọi là sinh mệnh thần chủ ta cũng cho rằng mình chính là chủ nhân của sinh mệnh nhưng sau khi vào hồng hoang thiên giới thấy được tượng nữ oa nương nương ở chỗ hậu nhân nữ oa lúc này ta mới thấy mình thật nông cạn nữ oa nương nương bác ái chúng sinh mới thật sự là mẹ của sinh mệnh vì vậy ta muốn tìm nàng để bái nhập môn hạ xin đạo chủ giúp ta ánh mắt nóng rực nhìn lý bình an lý bình an nghiêm mặt nói nữ oa nương nương chính là tạo hóa thánh nhân có thể luyện giả thành chân làm người chết sống dậy vạn vật chuyển hóa bất quá chỉ là một ý niệm bóp thổ tạo ra con người, điểm thạch thành khỉ, giữ lại được mệnh của người sắp chết, cực điểm tạo hóa huyền diệu. Selina vội vàng nói, đây chính là khát vọng của ta, xin đạo chủ dẫn ta đến gặp nữ oa nương nương. Lý Bình An lắc đầu nói, thứ cho bần đạo bất lực, bần đạo không tìm được chỗ của nữ oa nương nương. Selina nhịn không được nói, sao có thể? Ngài là đạo chủ cơ mà. Lý Bình An cảm khái nói, nhưng mà đó là nữ oa nương nương đó. Selina im lặng trầm mặc, hiện tại trong lòng nàng nữ oa nương nương chính là trí tôn cao quý đạo chủ tình không thấy cũng bình thường lý bình an trấn an nói ngươi cũng đừng buồn dù ta không tìm được nữ oa nương nương nhưng ta có thể cho ngươi biết lúc ngươi nói lên tên của nữ oa nương nương thì nàng đã cảm ứng được ngươi nhưng do nàng không muốn gặp ngươi nên ngươi không thể tìm thấy nàng Serina nói thầm nữ oa nương nương vẫn chưa muốn thấy ta sao ánh mắt bất nhất kiên định nói nhất định ra sẽ làm cho nữ oa nương nương chấp nhận ta lý bình an cười nói có trí ắt làm nên bần đạo tin tưởng ngươi Serino nhìn lý bình an nhắc nhở nói đạo chủ ngươi phải cẩn thận khi chư thần chiến mở ra thần chủ bảy phương thần vực tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi ngươi sẽ thành mục tiêu chính của bọn hắn lý bình an gật đầu ngưng trọng nói bần đạo biết nhưng cũng chỉ có thể binh đến tướng chặn nước đến đất dâng Serino nhoẻn miệng cười nói đạo chủ cũng không cần khẩn trương vô tận hư không bản nguyên yếu kém ngược lại thành bảo hộ của các ngươi ồ Sao lại nói như vậy? Vì bản nguyên yếu kém nên thần chủ không thể giáng lâm, do đó không cách nào tự mình ra tay với ngươi. Lý Bình An sáng mắt, thân chủ không thể xuất thủ. Đây là một tin tức cực kỳ tốt. Seliner đứng dậy, tay che bụng, xoay người thi lễ nói, nên hỏi cũng đã hỏi, nên nói cũng đã nói, đạo chủ, ta cáo từ trước. Lý Bình An đứng dậy nói, ta tiễn ngươi ra ngoài. Làm phiền đạo chủ. Hai người cùng đi ra ngoài. Sau khi đến cổng lớn tam thanh quan, Selina đi vài bước rồi đột nhiên quay đầu hỏi, đạo chủ, lần giảng đạo tiếp theo sẽ có nội dung gì? Lý Bình An sửng sốt, nói, đại đạo gốc rễ, hoàng đình kinh. Ta chờ ngươi vậy. Selina hóa thành những tia sáng nhỏ rồi biến mất Lý Bình An, đứng trước cửa tam thanh quan ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên cười một chút nói, bản nguyên không đủ ngược lại cho chúng ta cung cấp bảo hộ, trời cũng muốn giúp chúng ta. Áp lực nặng nề trên người lập tức được xóa bỏ dễ dàng hiện tại mình so với thần chủ có thể nói là không có lực phản kháng nào cả dựa vào hệ thống mượn hồng hoang tiên thần lực chỉ là một biện pháp nhưng là nếu hệ thống bỗng nhiên đi hóng gió thì chẳng phải mình thành sắc lạnh luôn rồi thời điểm động kinh của cái hệ thống đại móng heo này quả thực khó đoán vẫn là chỉ có thể tin cậy vào thực lực của chính mình thôi bản nguyên thần chủ không thể giáng lâm chính là thời gian để mình cùng hồng hoang phát triển khoảng thời gian tiếp theo hồng hoang liên tiếp truyền ra nhiều chấn động đột phá thần vương ngao minh bạo dương đại đế kiếm chủ, hỏa hoàng trí tôn lần lượt nối đuôi nhau đột phá thiên tôn. Cuồng bạo thú thần đạt được thần cách chủ thần, cũng dần dung hợp thần cách thay thế thần vương trước đó, không tiếng động leo lên vị trí thần vương. Trong khoảng thời gian ngắn hồng hoang xuất hiện thêm 28 vị thần vương, khí thế toàn bộ hồng hoang tăng mạnh giống như nghênh đón thời kỳ tu luyện hoàng kim. Trong thâm uyên u ám, ngàn vạn trầm luân vị diện san sát nhau, trong đó có một cái vị diện tỏa sáng. Dạ vũ mặc hồng bào đi ra từ bên trong, vầng sáng tư sắc chiếu lên dạ vũ giống như chân thần duy nhất giữa thiên địa vẳng sáng dần xâm nhập vào trong người dạ vũ khí tức bằng bạc càn quét thâm uyên dạ vũ cắt lời vang vọng khắp thâm uyên ta là dạ vũ ta là minh vương trên một tòa xác người một thi thể khô khốc đang ôm nữ thi sinh đẹp nằm ngủ đột nhiên một thanh âm truyền từ xa đến ta là dạ vũ ta là minh vương thi thể khô khốc đột nhiên mở hai mắt dùng sức nhìn về phía dạ vũ buồn rầu nói ôi vô tận hư không sau này chính là vĩnh hằng thần giới, về sau muốn ngủ cũng khó đây. Điều hạnh phúc nhất thiên hạ chính là tử vong vì có thể mãi mãi ngủ đi, lúc trước sao mình lại phục sinh vậy cả. Ôi, sao ta lại phải sống dậy? Trời cao bất công quá. Thiên sứ ngạo mạn lau sạch trường kiếm trong tay, cười nói, trận chiến đã bắt đầu, tiếc là không thể xuất chiến. Đột nhiên, hắn vung trường kiếm trong tay, vài vị diện ở nơi xa võ ẩm ẩm, lạnh lùng nói, quang minh thần chủ hơ ti, chờ ta trở về mấy tên thần chủ còn lại cũng nhìn về phía dạ vũ đột nhiên một thanh âm yếu ớt truyền vào tay dạ vũ đến phong ấn thần điện gặp ta dạ vũ động dung chân đạp thất thải tường vân bay về phía thâm uyên tường vân lướt qua thâm uyên vô tận đi qua những nơi lãnh chúa thâm uyên ẩn nấp ma vương thâm uyên nín thin rất có khí thế nữ vương đang tuần tra dạ vũ đi vào thần sơn đen nhánh ngay giữa thâm uyên trên đỉnh núi có một tòa thần điện ngũ sắc thần quang chuyển động tản ra dao động mạnh mẽ theo truyền thuyết thời viễn cổ xa xưa, chúa tể thâm uyên muốn thôn phệ toàn bộ đại thế giới, đem tất cả thế giới đều đặt vào bên trong thâm uyên. Từ đó nhắc lên đại chiến, kết quả trong trận chiến đó chúa tể thâm uyên bị bảy chúa tể vĩnh hằng thần giới, đánh bại rồi phong ấn trong thâm uyên, nhiều năm trôi qua cũng không thể nào thoát khỏi. Dạ vũ vào thần điện, cung kính thi lễ, cười nói, chúa tể, ta đã đột phá đến cảnh giới ma vương. Tốt lắm. Từ trong thần điện truyền ra thanh âm suy yếu, đa tạ chúa tể ban thưởng u minh huyết liên đó là thứ ngươi nên có thanh âm vang lên nghe thật xa xôi dạ vũ nũng nịu nói chúa tể ngài nói chỉ cần ta đột phá đến cảnh giới ma vương thì sẽ cho ta biết đám ma vương đó đang làm gì bây giờ hình như là lúc phải nói rồi nhỉ người ta tò mò lắm đó thâm uyên muốn thôn phệ vô tận hư không ngươi có sẵn lòng giúp ta hay không thanh suy yếu chuyển ra từ trong thần điện nụ cười trên mặt dạ vũ tắt lịm nàng cảm nhận được hơi thở lạnh thấu xương trong thanh âm này cười lớn nói chúa tể vô tận hư không đối với thâm uyên chỉ là một hạt cát nhỏ bé thôi không quan tâm tới thì xong kẻ thù của chúng ta là vĩnh hằng thần giới thôn vệ một hại bụi bặm làm chỉ cho giơ tay chúng ta ha ha vô tận hư không là bụi bặm nhưng hạt bụi này lại rất quan trọng dạ vũ lắc đầu nói ta không hiểu một hạt bụi thì quan trọng gì chứ người biết trên chúa tể là gì không dạ vũ kinh ngạc nói trên chúa tể không phải chúa tể đã là cao nhất rồi sao không giọng nói trong thần điện trở nên cuồng nhiệt trên chúa tể là chủ vĩnh hằng chủ sáng thế vĩnh hằng bất diệt chủ vĩnh hằng chủ sáng thế sao chưa từng nghe nói bao giờ bởi vì thần sáng thế vĩ đại đã sớm đã qua đời những thứ có liên quan về người ở trên thế gian này đã bị các chúa tể liên thủ xóa đi trước khi thần sáng thế qua đời đã từng nói phương pháp trở thành chủ vĩnh hằng sẽ tìm thấy ở hư không truy cập halaji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé bảy vị chúa tể vĩnh hằng thần giới không ngừng mở ra những đợt trừ thần chiến nhất định là bọn hắn đã tìm được phương pháp để trở thành chủ vĩnh hằng haha ha. nhưng bọn chúng chậm rồi bởi vì ta chúa tể vĩ đại của thâm uyên sẽ nuốt trọn vô tận hư không biến thành vĩnh hằng bất hủ thanh âm trong thần điện trở nên điên cuồng dạo vũ loạn nhịp vô tận hư không vậy mà lại có một bí mật động trời như vậy vậy chẳng phải thần giới vĩnh hằng và thâm uyên sẽ không thể nào bỏ qua cho vô tận hư không đại não dạ vũ nhanh chóng chuyển động đột nhiên hỏi chúa tể vĩ đại chủ vĩnh hằng đã vĩnh hằng bất diệt tại sao lại qua đời chẳng lẽ còn có người cường đại hơn cả chủ vĩnh hằng trong thần điện trở nên im lặng không gian sau lưng dạ vũ lặng im vỡ nát biến thành một thông đạo nối thẳng với thâm uyên vô tận của hư không dạ vũ lui một bước liền ngã vào trong thông đạo thâm uyên người muốn đi đâu một thanh âm suy yếu đột nhiên vang lên dạ vũ lập tức đông cứng tại chỗ, thông đạo thâm uyên cũng vặn vẹo đóng lại. Ai dạ vũ hoảng sợ hô lên rồi bay lại vào thần điện trong nháy mắt. Phịch một cái liền bị áp sáng vào bức màn bảy màu, áo bò tung bay. Trong thần điện phát ra ma khí cuồn cuộn phủ đen thất thải thần điện. Hai đôi mắt đỏ như máu sáng lên từ bên trong thần điện nhìn chăm chú dạ vũ nói, ta không biết thần sáng thế vĩ đại chết đi như thế nào, nhưng ta có thể mơ hồ cảm nhận được bốn cây thần kiếm với sát ý tận trời. Ừm, um. dạ vũ thống khổ kêu lên, bất an nói chúa tể ngài làm như thế này là có ý gì ha ha trong thần điện truyền ra tiếng cười quái dị nói ta đã gặm nhấm bí mật này trong lòng thật lâu cuối cùng cũng nói được bàn tay với móng vuốt thật dài duỗi ra từ thần điện xẹt lên khuôn mặt của dạ vũ phát ra tiếng sèn sẹt suy yếu nói nếu đã biết được bí mật này thì nên hiến thân vì thành tựu vĩnh hằng của ta đến đây dâng lên thể xác và tinh thần của ngươi tiếp nhận ta dung nạp ta ngươi sẽ thành chủ thâm uyên móng tay bén nhọn giống như lợi kiếm đâm vào, xoẹt. Màn phòng ngự của thần điện phát ra âm thanh, móng tay xuyên qua luồng sáng của màn phòng ngự đâm vào trong cơ thể Dạ Vũ. Ai Dạ Vũ ngửa mặt lên trời phát ra thanh âm thống khổ. Khà khà khà. Tiếng cười to vui sướng truyền ra từ trong thần điện, lực lượng vô tận truyền ra từ móng tay dài ngoằn dung nhập vào trong người Dạ Vũ. Cả người Dạ Vũ dần bị nuốt chừng bởi quả cầu hắc ám, trong quang cầu truyền ra tiếng gào thét thống khổ của nàng. Một lúc sau, đùng, đột nhiên thần điện tỏa ra thất thải quang mang, thần quang bảy màu dần thôn phệ hắc ám. Móng tay đang vươn ra bị chém gãy, trong thần điện phát ra tiếng rên rỉ, ma khí cuồn cuộn, cuộn tiêu tán, thần điện khôi phục lại ánh sáng thất thải lấp lánh. Quang cầu đen bao lấy dạ vũ cũng bị đánh bay giữa hư không, nó nhanh chóng co lại lộ ra người ở bên trong. Áo đỏ trên người dạ vũ, chuyển thành màu đen, hình theo mẫu đơn cũng biến thành bụi gai, tóc tử sắc vũ trên vai, nhách đôi môi màu huyết hồng cười lên tạo ra cảm giác tà dị không nói hết được. Dạ Vũ nâng tay lên lật qua lật lại ngắm nhìn, si mê nói, "Thật là một thân thể tuyệt vời, lấy thân thể thuần âm sinh ra lực lượng thuần dương, quả thật tuyệt vời và hoãn mỹ." "Ax, Agnor, Gai Ơ, Boy, Tỉnh Hỏa, Thái Thanh, Hạng Vũ, giờ ta đã ra rồi, các ngươi thua chắc, các ngươi nhất định sẽ thua, các ngươi chờ đấy." Ha 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 ha. Dạ Vũ cười to, cười ngửa tới ngửa lui, cười không kiêng nể gì cả. Bảy thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trước thất thải thần điện họ nửa quỳ ở dưới đỉnh núi, cúi đầu cung kính nói, cung nghênh chúa tể. Dạ vũ không cười nữa, nhắc tay lạnh lùng nói, đứng lên đi. Tạ chúa tể. Bảy vị ma chủ đứng dậy, không dám động đậy gì nữa. Dạ vũ lạnh giọng hỏi, đại quân chuẩn bị cho cuộc xuất trinh vô tận hư không đến đâu rồi. Ma chủ đoạ lạc thiên sứ ngạo mạn cung kính nói, đã chuẩn bị xong hết, có 20 vị ma vương xuất lĩnh thâm uyên lãnh chúa, cùng vô số tà dị xuất trinh. Dạ vũ nhíu mày, nói, không đủ, ta muốn tuyệt đối cẩn thận nhất. U hồn bất tử đứng trong bóng đen cung kính nói, chúa tể, thâm uyên chúng ta chỉ có hơn 50 vị ma vương, đó là tất cả toàn bộ. Chúng ta có thể bị vĩnh hằng thần giới tấn công. Vậy thôi cho xuất động 35 vị ma chủ, cùng ta xuất trinh. Dạo vũ phất tay áo, nhẹ nhàng lướt đi. Bảy ma chủ cung kính xoay người thi lễ, nói, tuần lệnh. Trong U Minh Địa Phủ, Ninh Khuyết dẫn hai người phần thiên khổng tước, mạnh hạo nhiên đi du lịch ngắm cảnh ở Hoàng Tuyền Lộ, bị ngạn hoa, tam sinh thạch sông vong xuyên trông như một gia đình vui vẻ hòa thuận phần thiên khổng tước nhìn ninh khuyết đắc ý giới thiệu địa phủ ánh mắt như ánh nhìn của người mẹ ba người chậm rãi đi trên cầu nại hà phần thiên khổng tước đột nhiên run rẩy dừng chân lại rồi che ngực trong lòng bỗng nhiên bồn chồn đau đớn ai phần thiên khổng tước xoay người phát ra một tiếng ngâm thống khổ mạnh hạo nhiên vội vàng tiến lên ôm lấy phần thiên khổng tước khẩn trương hỏi khổng tước ngươi sao vậy ninh khuyết nửa quỳ đỡ lấy phần thiên khổng tước lo lắng nhìn nàng hai mắt phần thiên khổng tước chảy ra huyết lệ, tuyệt vọng rên lên, minh vương, minh vương bệ hạ qua đời. Mạnh hạo nhiên sững sở, trong đầu hiện lên bóng người hay thích xem tiểu thuyết ngôn tình, minh vương bệ hạ thích mặc áo mẫu đơn đỏ thẫm, nàng, nàng đã qua đời. Sao có thể? Không phải chúa tể thâm uyên thu nhận minh vương làm đệ tử sao? Phần thiên khổng tước đột ngột ngẩng đầu, bi vẫn ngầm thét kêu lên, thâm uyên. Âm thanh to lớn quanh quần khắp địa phủ, vô số âm thần đều kinh động. Oanh! trên người phần thiên khổng tước bốc cháy lửa huyết hồng một con khổng tước đỏ sậm sông ra từ trong lửa nó mang theo lửa hận ngập trời bay khỏi địa phủ mạnh hạo nhiên vội vàng kêu lên ninh khuyết ngươi lập tức thông báo cho đạo chủ ta ngăn mẫu thân ngươi lại được ninh khuyết hóa thành bóng đen biến mất có lẽ đến lúc mình chết nàng cũng sẽ không thương tâm như vậy mạnh hạo nhiên e ẩm nhủ thầm hóa thành một đạo kiếm khí cuồn cuộn đuổi sát phần thiên khổng tước trước tam thanh quan trong lòng đất bốc lên khói đen Ninh Khuyết đi ra từ trong đó lao nhanh vào trong tam thanh quan, lớn tiếng kêu lên, sư phụ. Lý Bình An bước ra thật nhanh từ trong hậu viện, nghi hoặc hỏi, thanh minh, phần thiên khổng tước sao thế? Ninh Khuyết nháy mắt xuất hiện trước mặt Lý Bình An, sốt ruột nói, sư phụ, minh vương qua đời, mẫu thân ta muốn quay lại thâm uyên chém giết. Lý Bình An chấn động, vô thức quay đầu nhìn chiếc ghế nằm dưới gốc hoa đào, trong phẳng phất như thấy được một nữ tử áo đỏ đang nằm trên ghế mỉm cười đọc sách chân nhỏ thỉnh thoảng đá vào miệng giếng ép ma long trong đó ca hát. Lý Bình An nắm chặt tay, ánh mắt trở nên vừa phẫn nộ vừa đau xót. Oanh! Bầu trời thiên giới xuất hiện ngọn lửa huyết sắc, rồi từ từ biến thành biển lửa đầy oán niệm nhuộm đỏ mây trời. Trước biển lửa huyết sắc, Mạnh Hạo Nhiên đẩy tay ra trước, sử dụng lực lượng quỷ tiên cuồng cuộn biến thành kết giới ngăn chặn biển lửa huyết sắc. Khổng Tước rực cháy bay ra từ trong biển lửa, hai mắt đen nhánh nhìn Mạnh Hạo Nhiên đây sát khí, hỏa diễm quanh thân ngưng tụ thành những cây hỏa màu sắc bén vọt thẳng về phía mạnh hạo nhiên, không chút lưu tình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bùm, bùm, bùm. Kết giới bị phá vỡ dưới sự công kích của khổng tước, mạnh hạo nhiên nháy mắt bị hất tung bay ngược ra xa mấy ngàn dặm. Mạnh hạo nhiên ổn định thân hình, liên tục ho khan nói, nàng muốn mưu sát chồng mình à. Ngẩng đầu nhìn phần thiên khổng tước, mặt lộ vẻ về sầu lo, tuyệt đối không cho nàng trở về thâm uyên. Chư thần thiên đình, một ít cường đại tiên thần của Hồng Hoang đều chú ý, đến khi thế thù hận đầy khủng bố bốc lên trên không trung thiên giới, ánh mắt ngày càng đổ dồn về phía bọn họ. Khu, phần thiên khổng tước oai nghiêm, cuồn cuộn phóng thẳng về phía thiên đình tinh vực. Mạnh Hạo Nhiên hét lớn, khổng tước, ngươi trở lại cho ta! Lập tức hướng phía phần thiên khổng tước phóng đi. Đùng, trước mặt phần thiên khổng tước đột nhiên xuất hiện thái cực đồ to lớn, thái cực đồ xoay tròn một phát làm biển lửa huyết diễm và cả phần thiên khổng tước biến mất trong nháy mắt. Mạnh Hạo Nhiên dừng giữa không trung, trong lòng thả lỏng, lập tức quay về địa phủ, thông qua địa phủ đi vào Tam Thanh Quan. Trong thiên đình, Thạch Hạo đột nhiên đứng lên, long bào trên thân biến thành đạo bào rồi biến mất không còn tâm tích. Bạch Hiểu Thuần đang ở mãn thế giới tìm tài liệu luyện đan, cũng gấp rút quay về Tam Thanh Quan, mẫu thân của sư đệ hình như điên rồi, chắc chắn cần ta hỗ trợ tiên đan. Trong Tam Thanh Quan, Thái Cực Đồ hiện lên, phần thiên khổng tước đỏ sậm rơi xuống từ trong Thái Cực Đồ, quang mang lóe lên hóa thành dạng người ngã xuống đất mẫu thân ninh khuyết vội vàng tiến lên nâng đỡ phần thiên khổng tước phần thiên khổng tước ôm chặt ninh khuyết im lặng rơi lệ bầu không khí bi thương tràn ngập khắp tam thanh quan bọn người thanh tuyết thanh vũ thạch hạo bạch hiểu thuần nối đuôi nhau bước nhanh đến mạnh hạo nhiên vội vàng chạy từ ngoài vào thấy được phần thiên khổng tước vẫn còn bình yên vô sự thì lập tức thả lỏng rồi đi lại đứng cạnh lý bình an thi lễ nói đa tạ đạo chủ lý bình an nói ninh khuyết diều mẫu thân người vào đại điện đi vâng ninh khuyết đỡ phần thiên khổng tước đang ảm đạm đi đến đại điện tam thanh quan thanh tuyết nghi hoặc hỏi sư phụ xảy ra chuyện gì lý bình an ảm đạm nói minh vương dạ vũ qua đời thanh tuyết cả kinh kêu lên dạ vũ tỷ sao lại như vậy tất cả mọi người lập tức nhìn về phía mạnh hạo nhiên mạnh hạo nhiên ảm đạm nói dạ vũ dẫn ta cùng khổng tước du lịch chư thiên vạn giới trong đó nhiều lần tiếp xúc với thâm uyên trong một lần vô tình ba người chúng ta vào được một bí cảnh trong bí cảnh đó có tế đàn chúng ta không cẩn thận bước lên tế đàn rồi đột nhiên tốc biến vào trong thâm uyên khi đó chúng ta vốn đã quyết tâm sống chết một trận nhưng không biết vì sao ba người chúng ta lọt vào mắt xanh của chúa tể thâm uyên minh vương dạ vũ lập tức bị chúa tể thâm uyên thu làm đệ tử ban thưởng đại lượng thiên tài địa bảo cho minh vương bệ hạ gia tăng thực lực đến khi thâm uyên có biến động làm chúng ta cảnh giác minh vương bệ hạ mới kêu hai người chúng ta trở về hồng hoang trước Thanh Vũ vội vàng hỏi, tại sao Dạ Vũ tỷ tỷ không trở lại? Mạnh Hạo Nhiên ảm đạm nói, chúa tể Thâm Uyên quản lý Minh Vương bệ hạ rất nghiêm ngặt, trước đó có thể ra vào Thâm Uyên bình thường, giờ thì nghiêm lệnh không được bước ra khỏi Thâm Uyên nửa bước với lý do muốn Minh Vương bệ hạ an tâm tu luyện. Minh Vương bệ hạ đi không được nhưng cũng không muốn đi, nàng muốn thám thính Thâm Uyên đang có dự định gì. Hắn vẫn nộ nói tiếp, lại không nghĩ tới, Thâm Uyên lại dám giết nàng. Lý Bình An hỏi, sao các ngươi biết tin Dạ Vũ qua đời? khổng tước cùng minh vương bệ hạ dù trên danh nghĩa là chủ tớ kỳ thật tình hơn tỉ muội trên người bọn họ có một sợi hồn niệm của đối phương hẳn là khổng tước cảm nhận được lý bình an nhắm mắt lại trong đầu nhớ lại từng chuyện từ hồi quen biết dạ vũ dù là minh vương nhưng lại không có hung lệ của minh vương thích đồ vật mỹ lệ màu đỏ thích xem tiểu thuyết ngôn tình không thích vất vả mỗi ngày chuyện thích làm nhất là nằm lười trên ghế chuyện xấu xa nhất cũng chỉ là giả ma quỷ hù dọa tiểu tác giả không ngờ lời từ biệt năm đó lại chính là lời vĩnh biệt. Lý Bình An đột nhiên mở mắt, ánh nhìn trở lên sắc bén, nói, Thanh Thạch, Thanh Thuần chuẩn bị chiến đấu đi. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần cúi đầu thở dài, lớn tiếng đáp, vâng. Quay người nhanh chân đi ra ngoài, đi ra tam thanh quan đạp chân lên mây phóng cao lên trời. Lý Bình An quay người đi vào trong tam thanh đại điện, mạnh hạo nhiên vội vàng đuổi theo. Trong tam thanh đại điện, phần thiên khổng tước quỳ trên nệm bồ đoàn, cúi người bái lạy thật lâu miệng không ngừng truyền ra từng tiếng rên rỉ, trong đại điện tản ra bi thương khó hiểu. Ninh Khuyết xếp bằng ở bên cạnh, trong miệng niệm tụng đạo kinh. Lý Bình An mở miệng nói, Ninh Khuyết, về địa phủ chuẩn bị chiến đấu đi. Thanh âm tụng kinh dừng lại, Ninh Khuyết đột ngột đứng dậy, thở dài đáp, vâng. Hắn đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài, lúc này trong lòng Ninh Khuyết cũng đang tức giận ngập trời, dám để mẫu thân ta thương tâm như vậy, sao có thể bỏ qua thâm uyên. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn tượng thần tam thanh, xoay người thi lễ rồi quay người đi ra ngoài lưu lại mạnh hạo nhiên và phần thiên khổng tước trong thần điện trong hậu viện lý bình an tay khẽ vẫy tay thanh liên từ trong hồ nước bay lắc lư vào trong tay lý bình an thanh tuyết thanh vũ cùng nhau đi tới đứng bên cạnh lý bình an thanh tuyết hỏi sư phụ người muốn khai chiến với thâm uyên sao lý bình an gật đầu nói đúng thâm uyên nhất định sẽ tới thanh vũ hỏi sư phụ nếu thâm uyên không đến thì sao lỡ mục tiêu của bọn chúng là vĩnh hằng thần giới thì sao lý bình an ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bá đạo nói chúng không đến bần đạo liền đánh tới thiên đình địa phủ phật môn cùng nhau chuẩn bị chiến đấu điều binh khiển tướng không che giấu chút nào tin tức thâm uyên sắp xâm lấn cũng truyền bá khắp hồng hoang thiên giới những tiên thần đã thành thần vương càng hăng hái mong đợi muốn thử một chút thực lực của ma vương uy danh khủng khiếp của thâm uyên được lan truyền nhiều năm đã thấm sâu vào nội tâm tiên thần hư không dù hiện tại có hồng hoang làm chỗ dựa, rất nhiều tiên thần vẫn không nhịn được sợ hãi trong lòng, nhắc lên một trận bối rối. Một phương thế giới của vô tận hư không, ở trong đạo quán to lớn, đạo nguyên đứng trong đại điện vái ba vái với tượng thần Tam Thanh, sau đó vác trường kiếm đi ra ngoài. Bên ngoài viện, một đám đạo sĩ nhìn đạo nguyên bước ra bằng ánh mắt tôn sùng, cầm đầu là nữ đạo sĩ, đó là An Kỳ lúc xưa được dạ vũ cứu giúp, bái sư đạo nguyên rồi cùng người truyền đạo từng cái thế giới. Đạo nguyên nói, An Kỳ, chuyện truyền đạo ở thế giới này từ bây giờ sẽ giao ngươi xử lý." An Kỳ không nỡ, nói: "Sư phụ, ngài muốn đi sao? Thâm Uyên đã đến, vạn giới nguy nan, vi sư đương nhiên phải đi." "Vậy thì khi nào sư phụ trở về?" "Ta sẽ về lúc Thiên Hạ Thái Bình." An Kỳ mỉm cười nói: "Chúng ta chờ sư phụ trở về." "Được." Đạo Nguyên gật đầu, tiên quang tiếp dẫn chiếu xuống từ trên trời bao phủ cả người Đạo Nguyên, rồi lần dần co lại, người cũng biến mất trong nháy mắt. Tình huống như vậy đều phát sinh ở từng thế giới của vô tận hư không, đệ tử đạo môn truyền đạo bên ngoài nhau nhau trở về tụ tập lại thiên giới Bạch Vân. Nửa năm trôi qua, vô tận hư không vặn vẹo xuất hiện vô số thông đạo của thâm uyên, mấy ngàn thông đạo thâm uyên trải rộng khắp nơi trong vô tận hư không, ta dị gào thét đi ra từ trong thông đạo nhiều như nước biển dâng trào. Ma thần, lãnh chúa thâm uyên bước ra tạo nên uy áp vô tận hư không giống như, nhật thực che trời. 35 vị ma vương nhấc một khung loan giá đi ra khỏi thông đạo thâm uyên, trong loan giá có một thân ảnh đang nằm nghiêng, người đó ngắm nhìn vô tận hư không rồi cười khẽ, vô tận hư không. Từ bây giờ ngươi chính là của ta. Hư không biến động tự nhiên không gạt được thiên đình, địa phủ, chúng thần đã chuẩn bị từ trước nháy mắt lao ra. Từng tòa môn hộ xuất hiện phía trước thông đạo thâm uyên, trong môn hộ, thần linh, Phật Đà La Hán, tiên thần sông ra. Phật môn thần thông, đạo môn phi kiếm, phương Tây ma pháp, phương đông chiến kỹ, ngàn vạn thần linh đối đầu với tà dị thâm uyên bắt đầu khiêu chiến với ma thần Thâm Uyên. Nhưng tà dị Thâm Uyên quá nhiều, Hồng Hoang Tiên Thần giống như đá ngầm giữa biển, chỉ có thể chịu sự áp bức của sóng biển, vừa tiếp xúc liền rơi vào thế hạ phong. Trong Hồng Hoang, Chân Vũ Đại Đế bay ra từ Thiên Đình, Chân Vũ thần kiếm ném đi lơ lửng tại Thiên Ngoại Hồng Hoang, vô số thiên binh thần tướng đi ra từ Thiên Đình cầm vũ khí ném xuống, tiên khí thần binh dày đặc bầu trời tạo thành trận thức. Chân Vũ Đại Đế hô lớn, "Thiên binh thiên tướng quy vị." Chân Vũ Đại Đế dẫn đầu bay vào trong đại trận đứng trước chân vũ thần kiếm tuân lệnh ngàn vạn thiên binh thần tướng hét lớn vô số thiên binh biến thành là một đạo kim quang phóng lên tận trời tiến vào trong đại trận bên đứng trước vũ khí của mình chân vũ đại đế vươn tay ra quát lạc vô số thần binh cùng rơi xuống vang lên một tiếng thật lớn thần khí rơi vào trong tay mỗi chủ nhân thần lực nối nhau trong hư không tạo thành một cái võng lớn màu vàng thành thiên la đại trận đồng thời dưới mặt đất hồng hoang thế giới dâng lên một tấm lưới lớn màu đen vô số âm binh thần tướng đứng trong tấm lưới đen thành địa võng đại trận thiên la đại trận và địa võng đại trận đến gần nhau trong một đạo hào quang sáng trói hai tấm lưới hợp thành một tạo thành thiên la địa võng tấm lưới khổng lồ lan tràn trong hư không trong nháy mắt bao trùm cả vô tận hư không trên lưới tản ra ý cảnh bất tử chấn áp bắt giữ trói buộc hủy diệt đông đảo ma thần trong vô tận hư không đều ngẩng đầu nhìn thiên la địa võng tràn ngập trong lòng dâng lên cảm giác nghi ngờ không yên đây là thứ gì một giọng nói lớn vang lên trong hư không bắt lại thiên la địa võng tỏa ra đạo vận như có như không vô số tà dị gào thét vùng vẫy bay về phía thiên la địa võng liên tục bị thiên la địa võng giam giữ thâm uyên tà dị tuôn ra từ trong thâm uyên thực sự là quá nhiều cho dù là thiên la địa võng thì trong nhất thời cũng khó mà tóm hết tà dị liên tục không dứt vẫn không ngừng mà tôn ra từ trong thông đạo thâm uyên tiếng hô giết tiếp tục vang lên trong hư không nếu như nói lúc trước số tà dị trong vô tận hư không là trăm thì bây giờ tà dị trong hư không là một đã khó tạo thành áp lực lớn cho chúng tiên thần hồng hoang mấy ngàn thâm uyên lãnh chúa ở trên hư không nhấp nháy tựa như mặt trời lớn màu đen một giọng nói thanh lãnh chuyển ra từ trong loan giá vô tận hư không biến hóa thật lớn thâm uyên lãnh chúa tới các ngươi rồi dõi mấy ngàn thâm uyên lãnh chúa đồng thanh hét lên thực lực khủng bố phóng ra giống như vừa thức tỉnh từ trong giấc ngủ say mà lực đen nhánh vạn vẹo hư không thiên là địa võng đại chiến toàn lực chấn áp vô tận tà dị đã không còn sức lực để đối phó với thâm uyên lãnh chúa dưới lực lượng phân tán dù là một vài ma thần cường đại cũng có thể vùng thoát khỏi sự trói buộc của thiên la địa võng càng đừng nói tới thâm uyên lãnh chúa mà cấp kim tiên của vô tận hư không vô luận là số lượng hay thực lực đều xa không bằng thâm uyên lãnh chúa một khi thâm uyên lãnh chúa gia nhập chiến trường trong khoảng thời gian ngắn chúng tiên thần vô tận hư không sẽ rơi vào thất bại trong vô tận hư không đột nhiên hiện lên một vầng mặt trời chói trang trong mặt trời hiện lên một con tam túc kim ô, đôi cánh răng rộng cất giọng kêu lên một tiếng vang dài trong vắt. Đồng thời, vô tận hư không hiện lên một vầng trăng sáng, trong mặt trăng hiện ra một nữ thần mờ mịt, trong tay ôm một chú thỏ ngọc. Nhật nguyệt xoay tròn, 365 viên chủ tinh liên tiếp hiện ra, trong mỗi một viên chủ tinh đều hiện lên bóng dáng của tinh quân, tinh quân vận chuyển tinh thần lưu chuyển trong hư không, tạo thành một tình đồ huyền ảo. Chúng tinh quân đồng thanh nói, "Chu Thiên Tỉnh Đấu đại trận, lập 365 chủ tinh ẩn đi." một vùng vũ trụ tỉnh không bao phủ vô tận hư không sâu thẳm hùng vĩ vũ trụ tỉnh không đột nhiên có rút lại thành một mảnh mấy ngàn thâm uyên lãnh chúa lập tức toàn bộ biến mất trong vô tận hư không rơi vào trong chu thiên tinh đấu đại trận tiếng đánh nhau chấn động chuyển ra từ trong chu thiên tinh đấu đại trận vô tận tà dị bị thiên la địa võng đại chiến bắt lại thâm uyên ma thần đang giao chiến với chư thần vô tận hư không tất cả thâm uyên lãnh chúa đều hãm sâu chu thiên tinh đấu đại trận chiến trường chớp mắt rơi vào giai đoạn căng thẳng thân hình lý bình an hiện ra trước loan giá lờ đi tiếng chém giết vang trời tầm mắt nhìn vào bóng người trong loan giá thân người trong loan giá ngồi thẳng lên giọng nói sâu xa truyền ra đạo chủ lý bình an nén giận nói các hạ rốt cuộc là ai là ai đã giết dạ vũ ha ha thì ra người biết dạ vũ nàng là do ta giết đó giọng nói xa xăm vang lên con người lý bình an lóe lên vẻ sắc bén loan giá phát ra tiếng vang thần kiếm vô hình chém lên loan giá tóe ra một loạt thần quang. Láo sược, một ma vương gầm lên giận dữ, thân ảnh nháy mắt biến mất. Sau đó không gian trên đầu Lý Bình An vỡ nát, một ánh đao sáng chói bổ xuống, một ma vương tử trong không gian vọt ra đụng vào sâu trong thâm uyên. Trong loan giá, dạ vũ giơ tay khẽ phất. Thật nhiều ma vương xông ra, ma khí ngập trời. Trong không gian sau lưng Lý Bình An, bạo dương đại đế, kiếm chủ, cuồng bạo thú thần các vị thần vương đồng thời hiện ra sông tới, hai bên chạm nhau làm giấy lên uy thế thần ma ngập trời trong vô tận hư không. Lực lượng thần vương có thể nói là cực hạn mà vô tận hư không có thể chịu được, không gian nơi chiến đấu liên tiếp bị vỡ nát, tất cả chúng thần ma đều giết vào trong vô tận hư không. Ha ha, không ngờ vô tận hư không vậy mà cũng có nhiều thần vương đến thế. Giọng nói ngạc nhiên chuyển ra từ trong loan giá, sau đó lại cười, nhưng mà vô dụng thôi. Sau lưng Lý Bình An hiện ra vô số thần vương xông ra chém giết với ma vương, Ma vương đối diện giống giận giết tới, vừa đụng nhau là thiên địa vụn vỡ. Thần vương dung hợp thần cách và thần vương đột phá trong khoảng thời gian này, Hồng Hoang có chừng 30 vị cấp thần vương, cũng ngăn chặn 30 ma vương, đánh nát hư không giết vào trong thời không loạn lưu. Thần vương vừa đột phá tất nhiên không phải đối thủ của những ma vương lâu năm này, nhưng đối phó một khoảng thời gian vẫn không thành vấn đề. Còn lại năm ma vương cùng giết về phía Lý Bình An, năm luồng công kích của ma vương đồng thời rơi xuống Lý Bình An, một khu vực nơi Lý Bình An đứng lập tức nát tan vặn vẹo thành hỗn độn khủng khiếp thân ảnh lý bình an hiện ra ở nơi xa một chảo ác ma đổ như máu trong nháy mắt vượt qua không gian quét tới thất tỉnh thần kiếm vừa chuyển chảo ác ma chụp lên thần kiếm bắn ra tia lửa thần quang sáng ngời lý bình an xoay người đánh ra một đạo tứ tượng thần ấn một thâm uyên ác ma cấp thần vương hiện ra từ trong hư không một quyền đánh lên tứ tượng thần ấn tứ tượng thần ấn va chạm với ác ma ma lực tạo thành hai bắn cầu thần lực đụng nhau trong hư không tứ tượng thần ấn nổ tung bán cầu ma lực lập tức bị đập tan, ác ma thần vương hét thảm bị hất bay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bốn tiếng rồng ngâm hổ gầm phượng hót rùa hống, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ sông ra từ trong không vực vụ nổ, phóng về phía bốn thần vương khác, tứ tượng thần thú đánh. Với bốn ma vương, trong lúc nhất thời lại khó phân thắng bại. Lý Bình An xảy bước đi về phía loan giá, thất tinh lóe sáng trên thần kiếm trong tay, thân hình lóe lên xuất hiện trước loan giá, một kiếm bổ xuống. Loan giá chia năm xẻ bảy dưới thất tinh thần kiếm, bên trong lộ ra một nữ tử lãnh diễm mặc áo đen. Con người Lý Bình An co rụt, vẻ mặt thẳng thốt, Minh Vương Dạ Vũ. Dạ Vũ cười duyên một tiếng, duỗi tay vỗ một trưởng vào ngực Lý Bình An. Dưới chân Lý Bình An hiện ra một đài sen, tay ngọc thon dài vỗ lên trên đài sen tỏa ra lực lưỡng khủng bố. Lý Bình An lập tức bay ngược ra ngoài như sao băng sạch ngang hư không, nện xuyên qua ức vạn dạng ngoài một phương thế giới, thế giới bị hủy diệt trong một tiếng cực lớn vô tận sinh linh sống trong đó cũng kêu khóc và chết cùng thế giới dạ vũ đứng trên loan giá nói một cách yếu ớt ta vốn dĩ không có ý muốn tính toán với sâu kiến như ngươi ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn lấy thân sâu kiến mạo phạm uy phong của ta bây giờ ta liền thỏa mãn ngươi thân ảnh lóe lên biến mất trên loan giá trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian lao vào trong khu vực thế giới bị hủy diệt tiếp theo đó một gợn sóng phát ra từ trong khu vực hủy diệt mảnh vỡ thế giới nháy mắt điều hóa thành bụi trong dao động lực lượng hủy diệt cuồng bạo cũng bị tẩy sạch sẽ lộ ra hai bóng người bên trong sau đầu lý bình an tỏa ra hào quang thất thải thất tinh thần kiếm trong tay đâm vào lòng bàn tay dạ vũ hai người đứng trong vô tận hư không tất cả mọi thứ xung quanh đều rơi vào hủy diệt một tiếng hét lớn vang lên trong hư không giết năm đòn công kích khủng khiếp rơi về phía lý bình an lý bình an dùng thất tinh thần kiếm hư không chung quanh lập tức vỡ nát hai người nhất thời ngã vào trong thời không loạn lưu Đòn tấn công của năm ma vương cũng tiến vào thời không loạn lưu, không nhấc lên nửa ngọn sóng. Năm ma vương cũng vội vọt theo vào khu vực hư không vỡ vụn, tiến vào trong hư không loạn lưu, hư không vỡ nát khép lại. Thanh Tuyết Thanh Vũ cùng nhau đi ra từ hư không, từng phù triện bay múa nổ bay tất cả ma thần quanh người. Thanh Tuyết nói, "Phá hủy thông đạo thâm uyên." Tiếng nói truyền khắp chiến trường vô tận hư không, cho dù là trong trận đánh vang trời cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Một vòng kiếm luân sáng loáng xẹt qua hư không tất cả thâm uyên ma thần nơi nó đi qua đều hóa thành xương máu. Một thông đạo thâm uyên vặn vẹo vỡ nát dưới kiếm luân, kiếm luân ngừng lại, một lão đạo dầu tóc bạc phơ đứng giữa kiếm luân, mắt lạnh như kiếm phong. Ha ha! Trong tiếng cười lớn có vô số hoa sen bay múa, mỗi một cánh hoa đều là một thanh tiên kiếm vô song, hoa sen bay về phía thâm uyên thông đạo, trên đường đi vô luận là thâm uyên ma thần hay là thâm uyên, ta dị đều biến thành xương máu. Chảm! Một thanh tiên kiếm xanh biếc bay ra từ trong hoa sen, thâm uyên thông đạo ngay lập tức bị phân làm hai, vạn vẹo biến mất. Tiên thần còn lại cũng đều thi triển thần thông phá hủy từng thâm uyên thông đạo. Trong không gian loạn lưu, Lý Bình An đang giao chiến cùng với Dạ Vũ và Năm Ma Vương. Ba ngàn đại đạo pháp tắc vận chuyển sinh sôi không ngừng, bất kể đối phương công kích như thế nào, chỉ cần trong đại đạo, Lý Bình An đều có thể hóa giải hết ba ngàn đại đạo một lòng trong tâm. Một bên khác, trong một mảnh đầm lầy vạn vẹo trong không gian loạn lưu, những nơi đầm lầy đi qua ngay cả không gian cũng bị ăn mòn, đầm lầy bao phủ như thể màn trời bên dưới màn trời đầm lây là một thần long màu đen bay lượn trên mỗi một long lân đều lấp lóe phù văn bất tử thần long đột nhiên đánh mạnh về màn trời đầm lầy cả màn trời đầm lây nổ tung thành một cái động lớn ngàn vạn sấm chớp di chuyển nổ tung trong màn trời cả màn trời đầm lây lẫn lộn với sấm chớp tiếng thần long chiến đấu ầm vang trong màn trời đầm lầy truyền ra lân chảo thần long thi thoảng lóe lên một bóng dáng ma thần khủng bố giống con cá sấu ẩn hiện lộ ra giao động chiến đấu kinh khủng ăn mòn lật tung đầm lầy màn trời đầm lầy xé nát từng mảng tiếng nói tức giận truyền ra từ trong đầm lầy vừa mới trở thành thần vương lại có sức mạnh như vậy ngươi là ai ta chính là nghịch thiên long vương ngao minh là ngươi ta biết ngươi từ mấy kỷ nguyên vô tận hư không đến nay ngươi là kẻ có khí phách nhất khó trách có thực lực như thế thần phục đi thâm uyên mới là nơi trốn thích hợp cho ngươi cút cho ta một long chảo to lớn vạch qua màn trời đầm lầy đầm lầy ăn mòn nháy mắt bị long chảo xé rách một thân ảnh khổng lồ nghiêng ngả bay ra từ trong màn trời đầm lây lao vụt ra từ trong thời không loạn lưu một hắc long phóng ra từ trong đầm lầy ăn mòn vụn vỡ dương chảo đánh về hình dáng tựa cá sấu kia sừng rồng cao vút lần giáp dựng lên mắt rồng bá đạo vô song bên kia kiếm khí vô biên chút xuống nhấn chỉ một thâm uyên tà ngưu đang bốc cháy ngọn lửa khủng bố tà ngưu cầm một cọc gỗ đứng trong không gian loạn lưu cúi đầu nghênh đón vô số kiếm khí Kiếm khí khủng bố cắt qua thân thể Tà Ngưu phát ra tiếng keng keng, rạch từng vết máu trên lưng nó. "Ta tìm ra ngươi rồi." Tà Ngưu ngẩng phát đầu gào lên giận dữ, hai tay rút cọc gỗ biến lớn bay thẳng về phía kiếm khí đầy trời, Tà Ngưu giống giận đẩy cọc gỗ ra sau, chân dẫm không gian đùng đùng. Kiếm khí đầy trời biến mất, thân ảnh kiếm chủ tóc hoa dâm hiện ra, thiết kiếm trong tay đâm lên trên cọc gỗ. "Cút đi cho ta." Thâm Uyên Tà Ngưu nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm đấm to lớn nên vào đáy cọc gỗ, cọc gỗ vọt mạnh về phía trước. Kiếm chủ khẽ biến sắc, thiết kiếm trong tay rắc một tiếng đứt đoạn, cọc gỗ chúng ngay ngực phát ra một tiếng trầm đục, kiếm chủ lập tức bay ngược ra sau, phun ra một ngụm máu. Ha ha, chết cho ta. Tà Ngưu nhảy lên mang theo khí thế cuồng bạo giống như thiên thạch đánh về phía kiếm chủ. Kiếm chủ xoay người né tránh nắm đấm to lớn của Tà Ngưu trong nghìn cân treo sợi tóc, trong tay ngưng tụ ra một thanh thiết kiếm một lần nữa, một kiếm xẹt qua, tiếng chém đứt chói tai vang lên một luồng máu vẩn đục tung tóe trong không gian loạn lưu tà ngư bay ra rất xa cúi đầu nhìn vết thương ở bụng thịt mọc ra lúc nhúc như côn trùng sau một lát lại khôi phục như lúc đầu tà ngư toét miệng cười nói lão già ngươi còn có chút thủ đoạn tới đây xoay người lao về phía kiếm chủ kiếm chủ ánh mắt nghiêm nghị trong đầu vang lên thanh âm đại đạo đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật thân ảnh ngay lập tức một hóa thành hai hai hóa thành ba ba kiếm chủ đồng thời mở mắt thân ảnh chớp mắt đã động hóa thành ba thanh thần kiếm tung hoành vọt về phía tà ngưu bát hoang võ đạo cuồng bạo thú thần giống lên giận dữ quyền cước khu tay đầu gối đao thương kiếm kích tám loại võ đạo ngang tàng trải rộng cả không gian loạn lưu một đoạn thiên sứ mười cánh bị nổ tới lông vũ bay tán loạn máu bắn ra tung tóe đoạn thiên sứ mười cánh kinh sợ kêu lên ngươi là thiên tôn của võ thần điện cuồng bạo thú thần gào lên đâu ra thiên tôn võ thần điện ta là hồng hoang thú thần. Một quyền đấm tới, quyền thế nghiêng trời. 60 vị thần vương giao chiến trong không gian loạn lưu nhiễu loạn cả không gian loạn lưu, vô tận hư không hiện lên từng khe hở không gian lóe lên rồi biến mất, có vài khe nứt không gian lớn mạnh tới mức thậm chí thôn phệ một phương thế giới, còn có khe hở không gian xuất hiện bên trong thế giới, cuốn đi một số người và thế lực vào trong một phương thế giới khác. Trận đại chiến này kéo dài hơn một tháng trời, mang lại tổn thương khổng lồ cho vô tận hư không. Thất tinh luyện ma không gian loạn lưu lóe lên thần kiếm thất tinh quét qua một ma vương nổ tung thần cách đen nhánh lấp lánh trôi nổi trong không gian loạn lưu bóng dáng dạ vũ đột nhiên xuất hiện sau lưng lý bình an đoàn đao trong tay đâm ra thanh quang hộ thân mà tạo hóa thanh liên tạo ra vỡ nát dù sao chỉ là hạt sen sinh ra chứ không phải bản thân tạo hóa thanh liên thập nhị phẩm khi đối mặt với tiên thiên linh bảo phẩm cao vẫn không thể ngăn được lý bình an vội vàng tránh né quang mang màu đen quét qua để lại sau lưng lý bình an một vết thương máu đầm đìa bốc ra khói đen lý bình an nhẹ nhàng lui ra cảm nhận được cơn đau nhói ở sau lưng thì nhíu mày thật sâu dạ vũ này đến tột cùng là có lai lịch gì rõ ràng cũng không vượt qua cảnh giới ma vương nhưng mơ hồ lại có thể áp chế được mình ba ma vương còn lại lơ lửng bao vây xung quanh lý bình an ma lực kinh khủng phun trào mang theo uy thế nặng nề cuồn cuộn lý bình an hít một hơi thật sâu giọng lạnh lùng ngươi rốt cuộc là ai dạ vũ che miệng cười duyên một tiếng ta là ai ta là minh vương dạ vũ nha giọng điệu trượt thay đổi trầm giọng âm u nói ta còn là thôn phệ hư không chi chủ thân ảnh chợt lóe xuất hiện trước mặt lý bình an đoàn đao trong tay xẹt qua một quang mang màu đen thất tinh thần kiếm trong tay lý bình an tiến đón hoa lửa tóe ra căm giận nói thôn phệ hư không làm sao có khả năng để ngươi được như ý một quyền đánh ra tứ tượng vườn quanh trên nắm tay dạ vũ nhẹ nhàng đẩy ra một trưởng quyền trưởng giao nhau uy thế kinh khủng phát nổ lực lượng mạnh mẽ lập tức hất bay hai người. Dạ vũ chuyển người trong hư không, tiếp tục lướt về phía Lý Bình An, đoàn đao cắt một đường đen nhánh trong hư không. Bóng dáng hai người lóe lên, đao kiếm giao nhau phát ra tiếng động vang vọng, tạo thành thời không vỡ nát khắp nơi trong không gian loạn lưu. Một người là hóa thân của thâm uyên chúa tể, một là đại đạo chi chủ của vô tận hư không, tuy rằng đều sử dụng lực lượng cấp thần vương. Nhưng thực lực chiến đấu kinh khủng mơ hồ đã vượt qua cực hạn thần vương, ba ma vương bên cạnh trong nhất thời không thể nhúng tay, chỉ sợ không theo kịp tiết tấu chiến đấu sẽ ngộ thương thâm uyên chi chủ vĩ đại. Một luồng gợn sóng khủng khiếp càn quét trong không gian loạn lưu, một bên là bảy viên thái cổ tinh thần lóe sáng, bên kia là vô tận thâm uyên đen tuyền, hai bên đối chọi gay gắt. Ba ma vương nhìn nhau, đồng thời lao ra hùng hãn ra tay, thị huyết ma chảo, thâm uyên ma băng chú, phệ hồn ma uyển. Một chảo ảnh huyết sắc vô về phía Lý Bình An, ngàn vạn huyền băng màu đen theo sát phía sau, một cái chén lớn màu tím hiện ra trên đầu Lý Bình An trên chén vẽ hoa văn màu máu, vong hồn kêu khóc truyền ra từ trong chén. Từng sợi tơ vô hình màu đen phát ra từ phệ hồn ma uyển, đâm về thức hải của Lý Bình An, trong thức hải Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp tướng đột nhiên mở bừng mắt, trong hai mắt lạnh nhạt mang theo uy nghiêm vô cùng, sợi tơ vô hình màu đen liền tan rã như tuyết trắng mùa xuân, phệ hồn ma uyển trên không bộp một tiếng vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ bắn ra, ma vương phóng ra phệ hồn ma uyển kinh hoàng hét thảm tiếng tiếng, thân hình sụp đổ mà chết hai đòn công kích khác rơi xuống nhấn chìm lý bình an thâm uyên đen nhánh hóa thành một lưỡi đao đâm xuyên bảy viên thái cổ tinh thần hắc ám vô tận nhấn chìm thái cổ tinh thần hai vị ma thần còn lại lích nhìn nhau lần này cuối cùng cũng phải chết trong lòng còn sợ hãi thần vương vô tận hư không này quả thật cực kỳ đáng sợ một khi để hắn trở thành thần chủ trừ chúa tể còn ai có thể chế ngự hắn một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên trong vô hạn thâm uyên sâu thẳm nhất tự trường xà đại trận mở Lưỡng nghỉ đại trận, mở. Tam tài đại trận, mở. Tứ tượng đại trận, mở. Ngũ hành đại trận, mổ. Từng đạo hoa văn sáng lên sâu trong thâm uyên tĩnh mịch, hoa văn lưu chuyển, tạo ra từng tòa đại trận khủng bố chiếm cứ trong thâm uyên sâu thẳm, tả ra dao động lực lượng khủng khiếp đáng sợ. Một tiếng quát lớn vang lên, nổi năm tòa đại trận tự bạo mạnh mẽ, năm đại trận từng là gốc dễ đặt chân của Lý Bình An, đã từng bảo vệ Lý Bình An trưởng thành lúc này nổ tung vang dội. Trận đồ bản mệnh được Lý Bình An luyện nhập vào trong cơ thể, lúc nào cũng nhận được sự nuôi dưỡng của Lý Bình An, uy lực của đại trận sớm đã vượt xa ngày xưa, lúc này năm đại trận bản nguyên nổ tung, uy lực khủng bố cực kỳ trong nháy mắt xé rách vô tận thâm uyên, từng đạo thất thải thần quang cuồng bạo nở rộ trong thâm uyên, lập tức thôn vệ thâm uyên đen nhánh, phóng ra bên ngoài uy lực vô cùng của nó. Ánh mắt hai ma vương khiếp sợ nhìn thất thải thần quang cuốn tới, phòng ngự quanh thân lập tức vỡ nát, chìm ngập trong thất thải thần quang khủng bố. Thời không loạn lưu nơi thất thải thần quang lướt qua đều vạn vẹo sụp đổ. Ngay cả chiến trường đại chiến ở xa cũng bị hất bay, từng ma vương thần vương đều dùng hết sức để chống lại. Không biết bao lâu sau, thất thải thần quang dần biến mất. Lý Bình An ngồi xếp bằng trên tạo hóa thanh liên, máu thịt trên tay trái nứt toác lộ ra xương trắng sâu bên trong, trận văn trên xương trắng nhanh chóng nhạt đi rồi dần tan biến mất. Thân ảnh Dạ Vũ xuất hiện, tay cầm đoàn đao chĩa về phía Lý Bình An, mặt mày tái nhợt, trước ngực nhuốm máu lý bình an khẽ biến sắc vật mà vẫn chưa chết dạ vũ nhìn lý bình an nói mơ hồ nếu như thật sự cho ngươi thời gian vô tận hư không chưa hẳn không thể xuất hiện một chúa tể tạo hóa thanh liên dưới thân lý bình an đột nhiên sụp đổ liên tục ngay sau đó tạo hóa thanh liên cũng hóa thành huỳnh quang tiêu tán một hạt sen ảm đạm lơ lửng trong hư không lý bình an đưa tay thu lại hạt sen đứng trong loạn lưu hủy diệt tay phải cầm thất tinh thần kiếm nhìn thẳng dạ vũ nói muốn đánh thì tiếp tục tới đây Dạ Vũ cười lạnh, hóa thành tàn ảnh lao về phía Lý Bình An, chỉ là tốc độ bấy giờ hiển nhiên giảm rất nhiều. Lý Bình An tay cầm Thất Tinh Thần Kiếm vọt tới Dạ Vũ, tỉnh quang và đao quang hắc ám không ngừng giao nhau. Trong chiến trường vô tận hư không, ngàn vạn phù trận phóng, ra tạo thành một phù trận khổng lồ giam cầm ba ma thần bên trong. Một giọng nói thanh thúy vang lên, Tiên Thiên Hỏa Thần Trận, mở. Ngàn vạn phù trận bay lượn vây quanh ba ma thần tỏa ra ánh lửa chói mắt. Rao. Chết tiệt. Giết. Ba ma thần tức giận xông ra ngoài, nhưng mọi đòn tấn công đều bị phù triện ngăn lại, phát ra tiếng va chạm rầm rầm, thần hỏa khủng bố bao vây thiêu đốt ba ma thần. Trong tiếng kêu gào thê thảm, ba ma thần đều bị lửa diệt, để lại ba viên thần cách thâm uyên đen nhánh. Thanh Vũ chậm rãi bay xuống từ hư không, tay áo hất lên, ngàn vạn phù triện vây quanh tự mình bay múa. Bên kia, Thanh Tuyết, Bạch Vân, Phạm Hiền cũng không gì sánh được chém giết từng ma thần. Trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bọn Thạch Hạo Ninh Khuyết tung hoành vô địch, uy phong đại đế quét ngang thâm uyên lãnh chúa. Bạch Vân nhìn xác chết khắp nơi trong vô tận hư không, bay đến bên cạnh Thanh Tuyết, nói: "Sư tỷ, đại cục đã định, Thâm Uyên Ma Thần đã dẹp yên." Thanh Tuyết rầu dĩ nói: "Cũng không biết sư phụ bọn họ thế nào rồi, chỉ có sư phụ giành được phần thắng, chúng ta mới thật sự thắng lợi." Bạch Vân nói một cách cương quyết: "Sư phụ chắc chắn sẽ thắng." Một đạo kiếm quang xanh biết hình cung xẹt qua hư không, liên tiếp chảm ba ma thần kiếm quang quét tới trước mặt thanh tuyết thì tan biến hiện ra một thanh niên phóng khoáng ngông cùng mặc bạch y phạm hiền vuốt vuốt tóc mai tán loạn nói thanh tuyết đạo trưởng bây giờ phải làm sao nhiều thi thể thâm uyên ma thần như vậy nếu như xử lý không xong sẽ làm ô nhiễm cả vô tận hư không tai họa về sau vô cùng thanh tuyết nhíu mày nhìn quanh ngàn vạn thi thể thần ma trôi nổi trong hư không nói mộng mêu có giọng nói như có như không vang lên hư không vặn vẹo một trận một quái vật giống con sứa khổng lồ hiện lên trong hư không ngàn vạn xúc tua tung bay chuyện được đọc bởi kênh haleji audio thanh tuyết dặn dò đưa thần cách của thâm uyên ma thần chấn áp trong trấn ma tháp dệt mộng cảnh khiến bọn chúng chìm sâu vào thần niệm để cung cấp cho tiên thần trong hồng hoang lịch luyện vô số xúc tua trong suốt bay lượn xuyên vào trong từng thâm uyên ma thần vẫn lạc rút ra từng viên thần cách từ bên trong ngàn vạn thần cách ma thần theo thân ảnh mộng ma hòa vào trong hư không biến mất thanh tuyết nói tiếp diêm la vương một quang mang ám kim sắc phóng ra từ trong chu thiên tỉnh đấu đại trận quang mang ngưng tụ ra thân ảnh diêm la vương mặc long bào đen chắp tay thi lễ bái kiến đạo trưởng thanh tuyết hỏi tình hình trận chiến trong chu thiên tinh đấu đại trận thế nào rồi diêm la vương cung kính nói thâm uyên lãnh chúa đa số đã bị giết còn sót lại một số ngoan cố kháng cự đã không còn là mối họa thanh tuyết gật đầu nói đem tất cả thi thể của thâm uyên ma thần chấn dưới 18 tầng địa ngục đợi sư phụ ta xử lý diêm la vương cung kính đáp vâng hư không nơi xa bỗng nhiên tan vỡ hai bóng dáng bay ra từ trong hư không vỡ nát một đạo đao quang đổ sẫm một đạo tỉnh thần kiếm khí đụng nhau dư chấn khủng bố càn quét thi thể ma thần xung quanh nháy mắt đều tan nát đao kiếm giao nhau tạo thành một luồng vòi rồng thần lực khổng lồ bao phủ hai người cả vô tận hư không đều chấn động dưới long quyển phong kinh khủng tất cả chúng tiên thần trong hư không đều vội vã quay đầu lại nhìn trong vòi rồng thần lực lý bình an và dạ vũ bốn mắt nhìn nhau tranh phong thân ảnh dạ vũ chợt run lên, khóe miệng chảy ra hai dòng máu đen, nhìn Lý Bình An bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hai người đồng thời vỗ ra một trưởng, hai trưởng giao nhau, voi rồng long quyền lập tức nổ tung, uy lực ẩn dưỡng khủng bố càn quét vô tận hư không, hai người cũng bị chấn bay xa, sau đó lại cùng vọt về phía đối phương. Xoẹt! Hai người đồng thời khựng lại trong hư không, thất tinh thần kiếm xuyên qua người dạ vũ, u minh đoản đao cũng đâm vào ngực của Lý Bình An. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Đạo chủ! nơi xa, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Bạch Vân cùng với chúng tiên thần dối rít kinh hô. Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần cũng bay ra từ trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lo sợ mà phóng về phía Lý Bình An. Dạ Vũ cúi đầu nhìn thất tinh thần kiếm xuyên qua trước ngực, trong hai mắt mang vẻ chấn động khó che giấu, làm sao cũng không ngờ tới vào thời đại này mà vô tận hư không còn có thể sinh ra nhân vật như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường khó hiểu, lẽ nào mình đã bị thời đại vứt bỏ sao? Quang mang trong mắt Lý Bình An xoay chuyển, một bức màn trong xuất hiện lên trong vô tận hư không lực lượng pháp tắc của cả hư không đều được điều động mắt dần ứ máu vẻ mặt dạ vũ trợt biến hiện ra một tia vui mừng nói một cách vội vã đạo chủ vô tận hư không có bí mật lớn cơ thể lý bình an khẽ run lên tấm màn bao trùm cả vô tận hư không tan biến nhìn dạ vũ một cách khó tin dạ vũ vẫn còn sống vẻ vui mừng trên mặt dạ vũ lập tức biến mất hóa thành âm lãnh vỗ ra một trưởng một hắc quang tỏa ra trước ngực lý bình an Lý Bình An lập tức bay ngược ra, kéo ra một con đường dài trong hư không, thất tinh thân kiếm, U Minh Đoản đao đồng thời rời khỏi cơ thể mang theo hai đóa hoa máu. Sau lưng Dạ Vũ Vô Thanh vô tức xuất hiện một thâm uyên thông đạo vạn vẹo, không hề lưu luyến xoay người bước vào trong thâm uyên thông đạo, trong phút chốc đi vào đó, Dạ Vũ chợt khựng lại, vẻ mặt nôn nóng xoay đầu lại, một giọng nói như có như không truyền vào trong tai Lý Bình An, vô tận hư không, che giấu, vĩnh hằng chi chủ. Sau đó Dạ Vũ ngay lập tức xông vào trong thâm uyên. Thâm Uyên Thông Đạo khép lại, tiếp đó vô tận hư không liên tục vỡ nát, vô số thần vương ma vương đại chiến trong thời không loạn lưu lao ra, ma vương đều nhân cơ hội mở Thâm Uyên Thông Đạo trở về Thâm Uyên. Bàn tay lộ xương trắng hiếu của Lý Bình An ôm vết thương trước ngực, trong mắt có mừng rỡ cũng có căm giận không cam lòng. Dạ Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết vọt tới bên người Lý Bình An, vây Lý Bình An ở giữa, muốn nói lại thôi. Thần vương Hồng Hoang cũng tụ tập lại, vẻ mặt kích động nhìn Lý Bình An, thắng rồi chúng ta thật sự đánh bại thâm uyên. Lý Bình An buông tay trái xương trắng ơn ẩn xuống, nói, đa ta chưa vị đạo hữu. Tất cả đại la thần vương đều cung kính chắp tay. Xúc động nói, đa tạ đạo chủ. Lý Bình An gượng cười, đại chiến đã kết thúc, thâm uyên bại trận, chư vị đều trở về tu dưỡng thôi. Ha ha, vài tiếng cười to sung sướng chuyển ra từ trong nhóm đại la thần vương. Thân ảnh Lý Bình An lóe lên biến mất trong vô tận hư không, sau đó thân ảnh hiện ra trong tam thanh quan, Loạn choạng đi đến dưới cây đào, ngã ngồi xuống một cái ghế nằm dưới cây, thuận thế nằm xuống, nghiêng đầu nhìn ghế nằm bên cạnh, thì thầm, "Dạ Vũ a, à, ngươi rốt cuộc muốn nói gì với ta?" Thanh Tuyết, Thanh Vũ chạy vào từ bên ngoài, ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh Lý Bình An, nửa quỳ trên đất nhìn bàn tay xương trắng của Lý Bình An, cùng với lỗ dao trước ngực tỏa ra khí tức thâm uyên cuồn cuộn, nước mắt của hai người lập tức không kiểm được trào ra. Thanh Tuyết rũi tay ngọc trắng nõn, run rẩy đụng vào xương tay Lý Bình An, khóc thút thít. Sư phụ, Thanh Vũ cuống quýt lấy ra một sấp phù triện lớn từ trong túi càn khôn, toàn bộ đều đưa cho Lý Bình An, mang theo tiếng khóc bối rối nói, sư phụ, chỗ con có các loại phù trị thương, người dùng mau, mau dùng đi. Lý Bình An tỉnh lại từ trong trạng thái thất thần, nâng tay phải sờ đầu hai người, cười nói, khóc cái gì? Một chút vết thương nhỏ mà thôi, chớp mắt là có thể khôi phục. Trong lúc nói máu thịt trên cánh tay Lý Bình An nhanh chóng tràn ra, rất nhanh đã bao phủ tay trái lộ xương một bàn tay hồng hào hiện ra lần nữa lý bình an giơ tay lên xoay trước mặt hai người cười nói các con nhìn xem có phải đã tốt hay không thanh tuyết thanh vũ lúc này mới nín khóc kiểu thương thế khủng bố kia quả thực cực kỳ dọa người thế mới khiến hai người tâm tư đại loạn thanh tuyết nhìn vết dao tỏa ra hắc khí trước ngực sư phụ lo lắng nói sư phụ cái này không sao chứ lý bình an chấn an yên tâm đi không sao cả chỉ cần thời gian một năm là có thể khu trục lực lượng thâm uyên. Thanh Vũ buồn rầu nói, sư phụ, lỡ đâu lúc này thâm uyên lại đánh trở lại thì sao đây? Lý Bình An nói, sẽ không đâu, lực lượng thất tinh luyện ma của vi sư cũng không phải dễ chịu. Cười một tiếng nói, đại chiến một trận vi sư cũng đói rồi, đi chuẩn bị chút đồ ăn đi. Thanh Tuyết lập tức hỏi, sư phụ, người muốn ăn gì? Gì cũng được. Già Thanh Tuyết, Thanh Vũ đứng dậy chạy ra hậu viện. Đi qua cổng vòm tròn, Thanh Tuyết nói, Người đi phòng tiểu thuần ở càn viện lấy hết dược liệu tốt nhất hắn cất giấu ra. Thanh Vũ Hoài nghi hỏi, nấu cơm cần dược liệu làm gì? Thanh Tuyết vén tay áo lên, nói, hôm nay là một bữa dược thiện cho sư phụ. Được, Thanh Vũ lập tức chạy chậm ra hậu viện. Một hòn đảo xinh đẹp tọa lạc trên một phiến mây trắng, giữa đảo có một tòa thần điện. Thần chủ chúa tể của bảy phương thần vực ở Vĩnh Hằng thần giới tập trung ở đây, mỗi người ngồi trên thần vị, bầu không khí trong thần điện hết sức ngưng trọng. Dương Bình đại đế gõ ngón tay lên tay vị, từ tốn nói các ngươi đều đã thấy vở kịch thâm uyên xâm lấn này lúc đầu là joyce thần chủ quyết định kế sách thừa lúc thâm uyên và vô tận hư không lưỡng bại câu thương chúng ta thừa cơ hội ra tay bình định hai bên phá hủy vô tận hư không bây giờ joyce thần chủ có gì muốn nói không chúng thần chủ đều nhìn joyce joyce nghiêm nghị nói hiện thực vượt qua dự tính của ta nữ tử xuất hiện trong thâm uyên nọ là ai các ngươi có ai nhận ra không tất cả thần chủ đều im lặng không nói gì qua một lúc lâu tinh lan đại đế nói đạo chủ đã bị thương nặng bây giờ là thời gian tốt nhất để giết chết đạo chủ joyce nói một cách quyết đoán tuyệt đối không được tình huống giao chiến của đạo chủ và ma nữ thâm uyên kia các ngươi đều đã nhìn thấy thực lực của bọn họ đã vượt qua cực hạn thần vương bây giờ giết chết đạo chủ ma nữ thâm uyên kia lại tới chúng ta ngăn cản thế nào làm sao bảo vệ vô tận hư không dương bình đại đế thong thả nói cho nên bây giờ đạo chủ tuyệt đối không thể chế cho dù là để vô tận hư không do hồng hoang đạo môn khống chế cũng không được để vô tận hư không rơi vào thâm uyên đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý mấy người còn lại cũng rối rít đáp lời rít thần chủ trầm giọng nói nếu đã quyết định tạm thời giữ tình trạng hiện nay thân ảnh trên thần vị nháy mắt biến mất những thần chủ còn lại cũng đều nhạt dần biến mất vô tận hư không tuyệt đối không thể rơi vào trong thâm uyên đây là nhận thức chung của mọi người cũng là ý chí tuyệt dứt khoát của chúa tể trong một phương thế giới hư không từ sau khi sư phụ rời đi an kỳ mỗi ngày cầu nguyện phần lớn thời gian còn lại đều ngẩng đầu nhìn trời trông mong sư phụ trở lại một đạo sĩ từ xa đi tới cung kính hành lễ sư tỷ ăn chưa thôi hôm nay đã chuẩn bị sủi cảo mà người thích ăn nhất an kỳ lắc đầu nói cái này không phải là món ta thích ăn nhất là sư phụ thích ăn nhất đạo sĩ thanh niên đứng dậy nói sư phụ chắc chắn sẽ trở lại An Kỳ gật đầu kiên định nói, ui bầu trời đột nhiên có một luồng sáng lóe lên, một thanh phi kiếm xẹt qua giữa trời đất, cắm vào trong sân. Trong đạo quan, trên phi kiếm lóe lên linh quang. An Kỳ sững sờ, trong lòng dâng lên cảm xúc kinh hoàng, lập tức khẽ bay lên đáp xuống trước phi kiếm, tay run rẩy sờ chuôi kiếm, quỳ sụp xuống đất, kêu lên một cách bi thương, "Sư phụ!" Tất cả đạo sĩ còn lại trong đạo quan cũng lũ lượt ùa ra, nhìn thấy tiên kiếm cắm trên đất, toàn bộ đều vô thanh vô tức quỳ xuống. Giạp đầu sát đất, không khí đau thương tràn ngập trong cả đạo quan. Các thế giới khác cũng đều xảy ra chuyện tương tự, kinh văn siêu độ vang vọng trong từng phương thế giới. Có chiến tranh thì sẽ có chết chóc, đây là điều không thể nào tránh khỏi. Tốn dòng giã nửa năm, vô tận hư không mới khôi phục yên ả à trở lại, chư thần ai về chỗ nấy. Tháng 12 trời đông giá rét, cây cối khô héo, tuyết trắng bao phủ núi. Thân ảnh phần thiên khổng tước hiện ra trước cửa tam thanh quan, lao thẳng vào trong tam thanh quan bóng dáng lóe lên một cái xuất hiện trước mặt thanh tuyết cuống cuồng hỏi đạo chủ đạo chủ đâu thanh tuyết nói sư phụ ta vẫn còn đang bế quan trị thương phần thiên khổng tước lích nhìn cửa đại điện đóng chặt tóm chặt bờ vai của thanh tuyết mong đợi nói minh vương bệ hạ vẫn chưa chết phải không người nói cho ta biết minh vương bệ hạ có phải vẫn chưa chết hay không mạnh hạo nhiên từ bên ngoài chạy vào ôm chặt lấy phần thiên khổng tước kéo nó ra áy náy nói đạo trưởng chớ trách khổng tước nàng là quá sốt ruột thôi phần thiên khổng tước dựa lên người mạnh hạo nhiên tràn đầy mong đợi nhìn thanh tuyết thanh tuyết nói trước khi sư phụ bế quan có nói với ta dạ vũ cư sĩ có khả năng thật sự vẫn còn sống phần thiên khổng tước chấn động tinh thần nỉ non còn sống vẫn còn sống thanh tuyết gật đầu lúc mà dạ vũ trọng thương đã có khoảnh khắc khôi phục ý chí của minh vương dạ vũ cư sĩ muốn truyền lại tin tức cho sư phụ ta nhưng mà tin tức cũng không truyền được hết phần thiên khổng tước trong lòng dâng lên một cỗ mừng rỡ thì thầm vẫn còn sống, minh vương bệ hạ vẫn còn sống. Hai hàng lệ chảy dài trên má. Nắm chặt cánh tay của mạnh hạo nhiên, ngừng đầu nhìn hắn khẩn cầu. Cứu nàng ra đi, chúng ta đi cứu minh vương bệ hạ ra đi. Mạnh hạo nhiên cảm thấy đau lòng, từ khi quen biết phần thiên khổng tước tới nay, chưa bao giờ thấy nàng lộ ra dáng vẻ bất lực như vậy, lập tức gật đầu, được. Ta chắc chắn sẽ cứu minh vương bệ hạ. Xiết tay ôm phần thiên khổng tước thật chặt. Thanh tuyết cảnh cáo, các ngươi dù sao cũng không thể loạn động đối phó thâm uyên như thế nào sư phụ ta đã có sắp xếp mạnh hạo nhiên gật đầu trong tam thanh điện lý bình an ngồi xếp bằng trong đại điện thả bay vô hạn suy nghĩ trong đầu bao phủ cả vô tận hư không vô số thế giới lấp lóe tựa như sao trời chiếu ngược trong tâm thần tâm thần lý bình an thỏa sức dạo trong vô tận hư không nhìn khắp chư thiên vạn giới nhưng đối với vị trí thâm uyên vẫn không có chút đầu mối nào thâm uyên rốt cuộc ở nơi nào vô luận là vì dạ vũ hay là vì vô tận chúng sinh, thâm uyên đều phải được tìm ra. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cơ thể Lý Bình An không động đậy như tượng đá đột nhiên run lên, hai mắt nhắm chặt từ từ mở ra, trong mắt mang theo tiếc nuối không cam lòng, vị trí thâm uyên vẫn không có tí đầu mối. Lý Bình An đứng dậy cung kính hành lễ với tượng thần Tam Thanh, sau đó xoay người đi ra ngoài. Cổng lớn Tam Thanh quan kéo kẹt mở ra, Lý Bình An đi ra đại điện, trong viện thuyết động một lóng tay trắng xóa cả một vùng. Lý Bình An nói một cách khoan thai, "Tuyết rơi rồi à?" Thanh Tuyết chạy ra từ hậu viện, phấn khởi kêu lên, "Sư phụ." Khế Tung người tới trước mặt Lý Bình An, vô thức cúi đầu nhìn trước ngực Lý Bình An, thấy miệng vết thương đáng sợ kia đã biến mất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Bình An hỏi, "Trong khoảng thời gian này tam giới có xảy ra chuyện gì không?" Thanh Tuyết nói, "Phần Thiên Khổng Tước cư sĩ và Mạnh Hạo Nhiên tới đây một chuyến ạ, hỏi chuyện của Dạ Vũ sao?" Thanh Tuyết gật đầu, cảm động, "Vâng ạ." quan hệ của phần thiên khổng tước cư sĩ và dạ vũ cư sĩ thật tốt. Tò mò mà nhìn Lý Bình An hỏi, sư phụ, người định cứu dạ vũ cư sĩ không? Sẽ. Nhưng có thể cứu nàng ra hay không thì ngay cả ta cũng không chắc chắn. Thanh tuyết gật đầu kiên định, nói, con tin sư phụ nhất định có thể. Lý Bình An dẫm tuyết động đi ra ngoài, gọi, thanh ngưu. Thanh ngưu lững thững chạy qua từ bên tường, đứng trước mặt Lý Bình An. Lý Bình An khẽ tung người cưỡi lên thanh ngưu, nói, đi tới tộc địa của hậu nhân nữ oa. Thanh Ngưu giống nhẹ một tiếng, chở Lý Bình An đi ra ngoài, đi ra sau tam thanh quan, chân đạp tường vân chậm chậm bay lên. Thanh Ngưu chở Lý Bình An bay lượn trong hồng hoang thiên giới, bên người là mây trắng ung dung, gió mát nhẹ nhẹ, phía dưới là sơn hà tốt đẹp, cảnh sắc tú mỹ. Rất nhanh, Thanh Ngưu đã đi đến trên không một vùng sa mạc. Từ trên cao nhìn xuống, có một ốc đảo nằm ngay giữa sa mạc, giống như một viên phỉ thúy xanh biếc tô điểm trên một dải lụa vàng. Thanh Ngưu, hướng xuống phía dưới bay là là gần mặt đất, trong nháy mắt đã đến ốc đảo của nữ oa hậu nhân. Cẩm Linh vội vàng mang theo tộc nhân bay ra khỏi ốc đảo, tất cả cung kính thi lễ nói, cung nghênh đạo chủ. Lý Bình An nhẹ nhàng rời khỏi thanh ngưu, đáp lễ lại rồi cười nói, bái kiến nữ oa hậu nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có lẽ lai lịch của bọn họ không phải là nữ oa hậu nhân, nhưng bây giờ họ đã được nữ oa nương nương tán thành, thì họ chính là nữ oa hậu nhân thật sự. Cẩm Linh đứng lên, hỏi, đạo chủ, ngài có gì phân phó? Lý Bình An nói, ta là tới tìm tinh linh tộc Sơ cư sĩ. Cẩm Linh cười nói, dạo gần đây Sơ vẫn luôn ở gần tượng thần của nữ oa nương nương, ta mang ngài đến đó. Làm phiền. Lý Bình An đi theo Cẩm Linh bay tới trung tâm ốc đảo. Sau khi tới gần hồ nước liền nhìn thấy Sơ đang ngồi xếp bằng ở trước tượng thần của nữ oa nương nương, nhắm mắt ngộ đạo. Bên cạnh nàng là một căn nhà gỗ nhỏ mới tinh. Hiển nhiên là chuẩn bị cho việc ở lâu dài. Lý Bình An cùng Cẩm Linh nhẹ nhàng hạ xuống, đầu tiên là thi lễ với tượng thần. Serina mở to mắt, đứng dậy cười nói, Thâm Uyên vừa rút đi, lúc này đạo chủ đến tìm ta, thoạt nhìn là có chuyện rất quan trọng. Lý Bình An nhìn Serina, nói, từ trước đến nay Vĩnh Hằng Thần Giới vẫn luôn đối đầu với Thâm Uyên, hẳn là hiểu biết lẫn nhau không ít, có một số việc muốn thỉnh giáo cư sĩ. Serina gật đầu, nói, đạo chủ, ngài muốn hỏi cái gì? Lý Bình An nghiêm mặt nói, "Bần đạo muốn hỏi Thâm Uyên ở đâu?" Serlina kinh ngạc đánh giá Lý Bình An, nói, "Đạo chủ, ngài muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngài muốn đánh vào Thâm Uyên?" "Không sai, Thâm Uyên đã có thể đánh đến đây, hiển nhiên bần đạo cũng muốn đánh ngược về." Serlina hơi há miệng, sau đó vội vàng khuyên bảo, "Đạo chủ, quả thực ngài rất mạnh, nếu là ở Vô Tận hư không có thể không cần sợ Thâm Uyên. Nhưng ở trong Thâm Uyên thì hoàn toàn khác biệt, bên trong Thâm Uyên có ma chủ mà ma chủ lại có thể phát huy toàn bộ thực lực của mình ở đó. Lý Bình An nói, những việc này bần đạo đều biết, cũng đã có tính toán của riêng mình, sẽ không hành sự lỗ mãng, còn xin cư sĩ nói cho phương pháp mở ra cánh cổng tiến vào thâm uyên. Sơ bất đắc dĩ nhìn Lý Bình An một hồi, cuối cùng nói, ngài đi theo ta. Thân ảnh lóe lên một chút rồi biến mất. Thân ảnh Lý Bình An cũng biến mất, một giây sau hai người đồng thời xuất hiện, trên một khối thiên thạch ở một chỗ trong hư không. Sơ nói ra, trước khi tới tìm ta, hẳn là ngài cũng đã cẩn thận tìm kiếm qua vô tận hư không lý bình an gật đầu nói không đạt được bất kỳ thứ gì đó là vì thâm uyên vốn dĩ không ở trong vô tận hư không hay nói cách khác vô tận hư không và thâm uyên không có bất kỳ liên hệ nào seliner đưa tay ra điểm trước mặt một cái trước mặt xuất hiện ba viên cầu viên cầu màu đen ở giữa là lớn nhất bên trong nó điểm điểm tỉnh quang phía trên viên cầu màu đen là một viên cầu nhỏ hơn màu trắng hai viên có sự liên kết với nhau còn viên cầu màu đỏ ở dưới cùng là nhỏ nhất nó không có bất kỳ liên kết nào với hai viên cầu kia đây chính là toàn bộ đại thế giới của chúng ta cái ở giữa lớn nhất chính là vô tận hư không phía trên là vĩnh hằng thần giới vĩnh hằng thần giới và vô tận hư không có sự liên kết nếu nói cả hai là một thể cũng không phải là không đúng cái màu đỏ phía dưới chính là thâm uyên thâm uyên cách biệt với vô tận hư không và vĩnh hằng thần giới có tinh bích ngăn cách dưới tình huống bình thường tuyệt đối không quấy nhiễu lẫn nhau lý bình an nghi hoặc hỏi vì sao thâm uyên có thể trực tiếp tiến vào vô tận hư không? Như thế này là được rồi. Selina chỉ tay một cái, viên cầu màu đỏ phóng ra từng cái xúc tu đâm vào trong viên cầu màu đen, hình thành nên ba thông đạo sáng tắt liên tục. Selina giải thích kiểu thâm uyên thông đạo này là một dạng tồn tại ngắn ngủi, ngoài ra còn một loại thông đạo khác nữa. Viên cầu màu trắng đại biểu cho vĩnh hằng thần, giới và viên cầu màu đỏ đại biểu cho thâm uyên, đồng thời phát ra một luồng sáng dày rộng, hai luồng sáng giao nhau tạo ra một kết nối khung cầu nơi giao giới hình thành một viên cầu hình bầu dục. Seliner nói, đây chính là thông đạo giữa vĩnh hằng thần giới và thâm uyên, nơi giao giới được gọi là không giới chi địa, là chỗ sát phạt của thâm uyên và vĩnh hằng thần giới, song phương đều phái thần vương ra chấn thủ. Lý Bình An hỏi, thâm uyên có thể mở ra thông đạo tiến vào vô tận hư không? Vì sao vô tận hư không lại không cách nào tiến về thâm uyên? Ta cũng tìm không thấy phương pháp mở ra thâm uyên thông đạo. Bởi vì hiện tại vô tận hư không rất yếu, yếu đến mức không cách nào đâm thủng thâm uyên tinh bích. Một phương mạnh muốn tiến vào một phương yếu là rất đơn giản, nhưng một phương yếu muốn tiến vào một phương mạnh lại vô cùng khó khăn. Nhất định còn biện pháp khác chứ. Selina gật đầu cười nói, ngài nói không sai, đúng là có biện pháp, mà biện pháp này vẫn là thâm uyên nghĩ ra. Được. Lý Bình An vội vàng nói, xin lắng tai nghe. Khi thật muốn cưỡng ép mở ra thâm uyên cùng vô tận hư không, cũng không phải đơn giản như vậy. Thâm uyên ma thần bình thường đều làm không được, có thể làm đến trình độ đó chỉ có thâm uyên lãnh chúa vậy những thâm uyên ma thần kia hoặc là các thâm uyên ác ma càng nhỏ yếu hơn muốn tiến vào vô tận hư không phải làm sao bây giờ lý bình an thần sắc khẽ động nói người nói là thâm uyên tế đàn phải thâm uyên tế đàn chính là biện pháp bọn hắn nghĩ ra có thâm uyên tín đồ từ vô tận hư không hiến tế kết nối với thâm uyên ý chí từ đó mở ra thâm uyên thông đạo nếu như nghịch chuyển pháp trận bên trên thâm uyên tế đàn lại có người đang hiến tế ở thâm uyên liền có thể từ thâm uyên mổ ra hư không thông đạo, triệu hoán hư không chúng thần qua đó. Lý Bình An mỉm cười, nói, ta hiểu được. Hắn thi lễ rồi nói tiếp, đa tạ chỉ điểm. Selina hoài nghi nhìn Lý Bình An, hỏi, chẳng lẽ ngài có chuẩn bị hậu chiêu ở thâm uyên? Nếu không có ai ở thâm uyên, ngài sẽ không mở ra được thâm uyên thông đạo. Lý Bình An gật đầu nói, cói Selina há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, đạo chủ, ta vẫn khuyên ngài cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Trước mắt thần chủ thì cái gọi là thần vương kia chỉ là hạng sâu kiến thôi, có nhiều thần vương thế nào chăng nữa cũng không đủ tạo thành uy hiếp cho thần chủ. Lý Bình An nói, đa tạ cư sĩ quan tâm, nhưng bần đạo đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Bần đạo còn muốn thỉnh giáo cư sĩ một việc. Chuyện gì? Lý Bình An nghiêm mặt nói, cư sĩ có từng nghe nói qua cái tên Vĩnh Hằng Chi Chủ chưa? Sơ Liner co mày, lẩm bẩm, Vĩnh Hằng Chi Chủ, Vĩnh Hằng Chi Chủ, Vĩnh Hằng Thần Giới có chủ sao? cái tên thật quen thuộc, nhưng rõ ràng ta không biết vĩnh hằng chi chủ là ai, sao lại cảm thấy quen thuộc. Càng nghĩ liền càng cảm thấy quen, một cơn đau nhói chuyển ra từ trong não khiến Selina nhíu mày hô đau, đau đó nàng lắc đầu tiếc nuối nói, chưa từng nghe qua, sao đạo chủ lại hỏi ta cái này. Cái này là dạ vũ nói cho ta biết, đã để đạo chủ thất vọng, ta chưa từng nghe qua cái danh hiệu vĩnh hằng chi chủ này. Selina nói, Lý Bình An nói, xem ra chỉ có tiến vào thâm uyên mới giải đáp được hết tất cả bí ẩn đó. Thân ảnh Lý Bình An phía trên thiên thạch biến mất. Một mình Liner đứng trên thiên thạch, sắc mặt dần dần trở nên vô cùng khó coi. Nàng đã phát giác ra, chỉ e chỉ nhớ bản thân xuất hiện vấn đề, hoặc là bị ẩn giấu đi một tin tức nào đó cực kỳ quan trọng. Nếu không phải lần này đạo chủ đưa ra cái danh hiệu Vĩnh Hằng Chi Chủ kia, rất có thể mãi mãi nàng cũng không phát hiện mình đã lãng quên một điều gì. Rốt cuộc, Vĩnh Hằng Chi Chủ đại biểu cho thứ gì? Nó có quan hệ thế nào với Vĩnh Hằng thần giới? sao nàng lại cảm thấy nó vô cùng quen thuộc lại còn vô cùng quan trọng nữa sơ yên lặng đứng trên thiên thạch thật lâu sau nửa tháng mới quay về hồng hoang bên ngoài tam thanh quan lý bình an cưỡi thanh ngưu đạp tuyết mà về trong mưa tuyết lớn như lông ngỗng đám người thanh tuyết thanh vũ thạch hạo bạch hiểu thuần ninh khuyết vội vàng nghênh đón cùng nhau thi lễ hô sư phụ lý bình an xoay người bước xuống thanh ngưu lập tức cằn nhằn chạy sang bên cạnh lý bình an nói các con ở chỗ này làm gì Bạch Hiểu Thuần cười nói, sư phụ, chúng con lo lắng cho vết thương của người. Lý Bình An đạp lên tuyết đi về phía hậu viện, chúng đệ tử đi theo phía sau. Ninh Khuyết hỏi, sư phụ, nên xử lý thi thể của thâm uyên ma thần trong địa phủ thế nào? Lý Bình An chậm rãi đáp, vi sư sẽ chấn áp tất cả bọn hắn ở phía dưới hồng hoang, lấy ma thần nhục thân tầm bồ hồng hoang bản nguyên. Thạch Hạo nặng nề nói, sư phụ, mặc dù trận chiến này xảy ra ở hư không, nhưng vẫn gây ra ảnh hưởng rất lớn, Mấy trăm thế giới bị hủy diệt do tác động của đại chiến, nếu không nhờ Thiên La Địa Võng đại trận cùng Chư Thiên Tỉnh đấu đại trận, vây khốn gần hết Thâm Uyên cao thủ, rất có thể toàn bộ Vô Tận Hư Không đều đã bị Thâm Uyên phá hủy. Lý Bình An nói, cho nên lần khai chiến tiếp theo với Thâm Uyên sẽ không diễn ra ở Vô Tận Hư Không. Thạch Hạo Hiếu Kỳ hỏi, "Ở đâu?" Thâm Uyên. Bạch Hiểu Thuần cả kinh kêu lên, "Thâm Uyên!" Sư phụ ngài muốn đánh vào Thâm Uyên. Bọn hắn có thể đến, hiển nhiên vi sư cũng có thể đánh ngược lại. Lý Bình An mang theo một đám đệ tử đi vào trong đại sảnh ở hậu viện. Hắn ngồi trên chủ vị, các đệ tử chia ra hai bên trái phải ngồi xuống phía dưới. Lý Bình An mặc niệm chú ngữ trong miệng. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy thâm uyên, từng tiếng kêu thảm truyền ra từ trong vòng xoáy. Đạo chủ tha mạng. Đừng niệm. Đạo chủ đừng niệm. Một đạo hắc ảnh xông ra khỏi vòng xoáy, hóa thành một lão già nằm vật xuống đất, khi thì hóa hắc khí khi thì ngưng thực, lăn lộn kêu khóc. Sau một lát, Lý Bình An mới im miệng, lạnh lùng nhìn Hắc khí bên dưới. Hắc khí ngưng tụ thành một lão giả quỳ trên mặt đất, trên cổ mang một cái vòng phát sáng lập lòe. Lão giả run rẩy cả người, sợ hãi nói, "Ảnh ma hoắc thương, bái, bái kiến đạo chủ." Lý Bình An lãnh đạm nói, "Có phải bần đạo đã quá khoan dung với ngươi rồi?" Ảnh ma hoắc thương vội vàng nói, "Đạo chủ bớt giận, trước đó Thâm Uyên vẫn luôn không có động tác gì với Vô Tận hư không, cho nên ta mới không liên hệ đạo chủ." Lần này Thâm Uyên xâm lấn vô tận hư không, chẳng lẽ ngươi không hề có một chút tin tức nào? Ảnh Ma Hoắc Thương vội vàng kêu oan, "Đạo chủ, ta chỉ là một Thâm Uyên lãnh chúa nho nhỏ, cái loại hành động cử ra mấy chục thần vương này đều là ma chủ âm thầm điều khiển, ta làm gì có tư cách tham dự. Đạo chủ, ta thật sự là không biết rõ tình hình." Thâm Uyên dị động, "Chẳng lẽ ngươi không phát giác ra bất kỳ điều gì?" Ảnh Ma Hoắc Thương lắp bắp nói, "Ta, ta chỉ là phát giác được một chút xíu." cứ tưởng là thâm uyên muốn khai chiến với vĩnh hằng thần giới. Lý Bình An bình thản nói ra, có phải ngươi nghĩ lần này bần đạo nhất định sẽ chết? Cả người ảnh ma hoắc thương cứng đờ, hắn nằm dạp trên mặt đất không nói một lời. Hiện tại ngươi thấy được, thâm uyên không giết được bần đạo. Ảnh ma hoắc thương định nọt ngay, thâm uyên tính là gì? Cho dù là vĩnh hằng thần giới cũng đã định sẵn phải sụp đổ trước mặt đạo chủ rồi. Cầu đạo chủ cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định giúp hồng hoang chúng ta dám thị thâm uyên. Lý Bình An nói, hiện tại ta giao cho ngươi một nhiệm vụ hy vọng ngươi không để ta thất vọng nữa nếu không bần đạo cũng không ngại đổi người đại diện thâm uyên khác đâu ảnh ma hoắc thương liên tục gật đầu nói không dám ta cũng không dám nữa còn xin đạo chủ tha mạng lý bình an chỉ tay một cái thiên địa linh khí hội tụ ngưng tụ thành vô số tượng thần bay bổng giữa không trung hắn nói mang cái này về thâm uyên giải ở mỗi một nơi khác nhau trong thâm uyên ảnh ma hoắc thương vội vàng đáp vâng trở về đi ảnh ma hoác thương mau chóng đứng lên, một đạo hắc ảnh lướt qua, tất cả tượng thần nháy mắt biến mất, hắn xoay người cung kính thi lễ, lại hóa thành một đạo hắc ảnh chui vào trong thâm uyên thông đạo. Khí tức âm lãnh trong đại điện lập tức biến mất, biểu tình lý bình an cũng trở nên hòa hoãn lại. Thanh Vũ nhỏ giọng nói, sư phụ, ban nãy nhìn người thật đáng sợ. Lý Bình An bất đắc dĩ nói, trước đó vi sư rất khoan dung với hắn, muốn cảm hóa hắn, nhưng hắn lại che giấu động tác của thâm uyên. Nếu không nhờ đám người dạo vũ truyền tin đến đây, thì chúng ta đã không hay biết gì về chuyện thâm uyên chuẩn bị công kích tất nhiên sẽ bị thâm uyên đánh cho trở tay không kịp tổn thất nặng nề có lẽ đối với đám thâm uyên ma thần này tha thứ sẽ chỉ làm bọn hắn mất đi kính sợ thạch hạo hiếu kỳ hỏi sư phụ ngài đem tượng của chúng thần giải đến thâm uyên là có ý truyền đạo ở đó sao lý bình an nghiêm mặt nói ra thâm uyên xâm lấn không có kết quả tất nhiên sẽ tiến vào giai đoạn ẩn nấp trong tương lai chúng thần cần thông qua tượng thần để toàn lực phát triển tín đồ ở thâm uyên bạch hiểu thuần nghi hoặc hỏi sư phụ thế nhưng làm chuyện đó thì được gì chẳng lẽ là chờ đến lúc thâm uyên xâm lấn lại kẻ địch sẽ ít đi một chút ư lý bình an đứng dậy nghiêm túc nói đến thời điểm số lượng tín đồ đủ rồi liền có thể để tín đồ dựng tế đàn ở thâm uyên mở ra hư không thông đạo cho chúng thần xâm lấn qua đó kéo thâm uyên thế giới vào trong vô tận hư không tăng cường hư không bản nguyên bạch hiểu thuần thì thầm phương pháp này nghe quen thật thạch hạo nói sư phụ đây không phải là phương pháp thâm uyên xâm lấn vô tận hư không trước kia sao? Lý Bình An khẽ gật đầu nói, đúng vậy, bọn hắn có thể đến hiển nhiên chúng ta cũng có thể đi, chuyện tiếp theo liền giao cho các con. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Quyết cùng nhau đứng dậy, thi lễ đáp, vâng, sau đó bước nhanh ra ngoài. Bên trong thâm uyên có ngàn vạn thế giới, cũng chia cao thấp khác nhau, cao đẳng vị diện có ma thần và một vài thâm uyên lãnh chúa, mà trung đẳng vị diện, và cấp thấp vị diện lại chính là nơi thai ngén thâm uyên tà dị rất hiếm khi sinh ra được ma thân trong một trung đẳng vị diện không đáng để chú ý có một huyết hải rộng lớn từng tiểu ác ma hai cánh ngoi lên từ trong huyết hải chúng vừa leo đến bãi cắt màu đen liền nhao nhao nhè răng nhếch miệng tấn công lẫn nhau huyết nhục bay tán loạn kẻ thắng cuộc sẽ kéo thi thể đối phương qua một bên bắt đầu ăn ào ào một tiểu ác ma vỗ cánh bay dọc theo bãi cắt bỏ trốn trong miệng phát ra âm thanh gầm rú hốt hoảng đuổi sát sau lưng nó là một tiểu ác ma khác lớn hơn nó rất nhiều Tiểu ác ma hoảng hốt bay bừa vào trong một đống loạn thạch, nó lảo đảo chạy trên đám thạch trụ. Giát! Tiểu ác ma phía sau rú lên quái dị, nó bay lên cao mấy mét rồi vồ xuống, móng vuốt sắc bén chộp tới cái đầu của Tiểu ác ma đang bỏ chạy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu ác ma bị đuổi giết quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt tuyệt vọng mang theo chút hy vọng sống. Ông. Không trung bỗng nhiên nở rộ kim quang, Tiểu ác ma đang bay giữa không trung kia kêu thảm, bị đốt thành cho bụi kim quang bao phủ xuống thân thể gầy gò của tiểu ác ma bị đuổi giết mang nó vào trong một thần điện bên trong thần điện có một thần linh vĩ đại đang ngồi trên thần vị một thân khôi giáp lấp lánh uy vũ bất phàm giống như vô địch chiến thần nhìn xuống ngàn vạn thế giới bên dưới tiểu ác ma vội vàng quỳ dập đầu phanh phanh phanh, phanh lên mặt đất cả người run lẩy bẩy thần linh cúi đầu nhìn tiểu ác ma uy nghiêm nói ghi nhớ danh hiệu ta truyền bá vinh quang của ta trở thành tín đồ của ta ta ban thưởng cho ngươi tín nhiệm Dũng khí, trí tuệ, lực lượng, kim quang thu lại, giống như thời không đảo lưu, tiểu ác ma xuất hiện ở bên ngoài lần nữa, trước mặt nó lơ lửng một tôn tượng thần. Tượng thần thân mặc kim giáp lưng khoác áo choàng màu đen, tay cầm thần kiếm, pho tượng không lớn nhưng tràn đầy thần tính uy nghiêm. Tiểu ác ma vội vàng quỳ gối trên đống loạn thạch, kích động dập đầu, cuồng nhiệt kêu lên, tán dương phương Đông trì quốc thiên vương. Xa xa lại truyền đến tiếng chém giết, tiểu ác ma vội vàng xoay người đứng dậy đưa tay bắt lấy tri quốc thiên vương tượng thần, chạy như bay tới một nơi âm u hẻo lánh. Hơn 30 năm sau khi thâm uyên xâm lấn, một thanh âm khổng lồ vang vọng toàn bộ hồng hoang thiên giới lần nữa, bần đạo khai giảng đại đạo trong thiên địa hỗn độn bản nguyên, người hữu duyên đều có thể đến nghe. Không trung thiên giới bất chợt nứt ra, xoáy tròn tạo thành một cánh cửa, hỗn độn chỉ khí cuồn cuộn phun trào ở bên trong cánh cửa. Có kinh nghiệm lần trước, lần này hồng hoang tiên thần không tiếp tục mù quáng bay về phía cánh cửa, mà chỉ những tiên thần nào có thể chịu đựng được pháp tắc ăn mòn trong hỗn độn hải, mới có ý xông vào trong hỗn độn. Selina xuyên qua hỗn độn hải, dựa theo chỉ dẫn trong tâm đi đến một ngôi nhà tranh, nàng phát hiện bên trong đã có hơn phân nửa chúng tiên thần, kể cả mấy vị thần chủ của vĩnh hằng thần giới kia cũng có mặt. Ánh mắt Selina dừng ở trên người đám dương bình đại đế, tinh lan đại đế, Joyce thần chủ, Sarah thần chủ, không biết trí nhớ của bọn họ có bị ảnh hưởng không. Lúc này đám người dương bình đại đế, tinh lan đại đế joyce thần chủ sarah thần chủ mới nghiêng đầu đi sau một hồi lâu cánh cửa nhà tranh trượt đóng lại thân ảnh lý bình an xuất hiện trên bồ đoàn ở vị trí chủ vị đông đảo tiên thần bên dưới cung kính nói cung nghênh đạo chủ lý bình an gật đầu nhàn nhạt nói ba ngàn đại đạo đều có thể thông thiên hôm nay bần đạo ở đây khai giảng đại đạo cho các ngươi các ngươi có thể đến đây đều là người hữu duyên lĩnh ngộ được bao nhiêu thì tùy vào tạo hóa của các ngươi tất cả tiên thần cùng thi lễ kích động nói, đa tạ đạo chủ. Lý Bình An tiếp tục nói, Hoàng Đình Kinh chính là đại đạo căn bản của đạo môn ta, các ngươi nghe cho kỹ. Mọi người đều vảnh tai nghe Lý Bình An giảng, có kinh nghiệm từ lần giảng đạo trước, tất cả đều biết những gì đạo chủ giảng là chân quý đến cỡ nào, trong lòng ai nấy đều hết sức chờ mong. Trên có Hoàng Đình dưới có quan nguyên, trước là ú khuyết sau có mệnh môn, hô hấp trong hư không nhập vào đan điền, xét rõ mà tu học có thể sẽ trường tồn. Hoàng Đình chân nhân mặc hồng y, then cài cửa khóa ẩn sâu xa trống rỗng khiến nơi cao lồng lộng bên trong đan điền tinh khí màu nhiệm ngọc trì thanh thủy làm thổ sinh màu mỹ linh căn kiên cố thì già lão không bị suy yếu theo tiếng tụng niệm của lý bình an hư không sinh ra đủ loại dị tượng thiên hoa loạn trụy địa dũng kim liên tất cả chúng thần đều đắm chìm trong đại đạo ý cảnh huyền ảo không có thời gian không có không gian vô hỉ vô bi không sợ không lo thậm chí không có bản thân từng loại cảm ngộ huyền ảo sông lên đầu ngay tại thời điểm lý bình an giảng đạo Thiên Đình cũng đang chuẩn bị một lần hành động lớn, cũng là dấu hiệu khởi đầu cho đợt phản kích đầu tiên của Hồng Hoang với Thâm Uyên. Trong Thâm Uyên thế giới, một ác ma sau lưng mọc hai cánh đang đứng bên rìa một hòn đảo trôi nổi. Tại trung tâm hòn đảo là pho tượng khổng lồ của một người mặc thần giáp, xa xa phía đối diện là một tòa thành trì to lớn, thành trì màu đen giống như một Thâm Uyên cự thú đang nằm phủ phục trên mặt đất. Trước thành trì, tiếng la giết rung trời, vô số ác ma lao vào chém giết lẫn nhau. APK bên trong thành trì vang lên tiếng gầm giận dữ, tiếng gầm như lôi đình vang vọng giữa thiên địa, ngay cả thanh âm đại chiến cũng bị che mất. Ác ma hai cánh khoanh tay đứng ở rìa đảo, ngạo nghễ nói, gọi ta là thừa hành giả Apica, người đáng chết. Bên trong thành trì, một ác ma tay cầm bạch cốt phóng lên tận trời, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Apica. Ánh mắt Apica ngưng trọng hẳn, hắn hô, toái cốt giả. Apica, người chiếm lĩnh huyết hải, hủy diệt đoạn tích sơn mạch, tàn sát huyễn hóa sa mạc những chuyện này ta đều không muốn quản ngươi ngươi có biết vì sao không bởi vì ngươi không quản được ha ha ta căn bản là không thèm để ngươi vào mắt cho dù ngươi có làm cái gì cuối cùng cũng đi về phía hủy diệt nhưng ngươi dâm chạm vào giới hạn của ta ngươi dám đi vào toái cốt thành apk nhìn toái cốt giả nói bởi vì nơi này là nơi duy nhất chưa được giải phóng ta muốn thế giới chúng ta không còn giết chóc ta muốn tất cả ác ma đều được sống an bình ta muốn hủy diệt thế giới tràn ngập máu tanh này ta muốn khiến tất cả ác ma được bao phủ dưới ánh sáng thần linh. Chúng ác ma trong đại chiến phía dưới hưng phấn gầm rú, tán dương phương đông trì quốc thiên vương. Tân dương phương đông trì quốc thiên vương. Tân dương phương đông trì quốc thiên vương. Toái cốt giả cười ha ha nói, trò cười. Thật sự là một cái trò cười cực điểm. Đám sâu kiến mà cũng vọng tưởng phá hủy quy tắc thâm uyên. Apika giơ tay lên, trong tay ngưng tụ một thanh thần kiếm, tiếng hô chấn động bầu trời. Sâu kiến cũng có thể chống trời. Hai cánh sau lưng giang ra, hắn bay thẳng tới trước, tựa như một mũi tên vọt tới chỗ toái cốt giả. Cút, Bạch Cốt vung lên đón đỡ. Oanh! Một tiếng vang trầm giữa không trung, hai người nháy mắt tách ra, một giây sau lại lao vào chém giết lẫn nhau. "Hôm nay ta muốn đập nát từng chút xương cốt của ngươi. Hôm nay ta muốn mang thế giới này hướng tới ánh sáng." "Đông! Bang! Đông!" Âm thanh chiến đấu liên tiếp vang lên, hai người tựa như hai đầu hung thú giao đấu giữa không trung. Một trận chiến này đánh đến thiên địa u ám, sơn hà trao đảo, toái cốt. Một khúc bạch cốt to như một ngọn núi đập xuống, che khuất cả một khoảng trời. Phía dưới bạch cốt là một bóng người màu đen đang đứng thẳng. APK ngẩng đầu nhìn bạch cốt dữ tợn đang đập xuống, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên vung lên, trên trường kiếm lóng lánh kim sắc hỏa diễm. Bang! Bạch cốt lập tức bị một kiếm chém thành hai. Toái cốt giả lào đảo bay ra ngoài, trong tay cầm bạch cốt đã gãy, hắn trợn to mắt sợ hãi kêu lên, kiếm của ngươi là thứ gì? APK đưa thần viêm trưởng kiếm rừng rực kim sắc hỏa diễm lên ngang mặt, nói, kiếm này tên là trí quốc kiếm. Có thể thủ chính trừ tà, hộ vệ thương sinh. Đáng chết. Toái cốt giả giận mắng một tiếng, quay đầu chạy về phía thành trì sau lưng, hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh xẹt ngang không trung, bắn vào trong thành trì. APK chân đạp hư không đi tới thành trì, nói, toái cốt giả. Hiện tại thiên địa thay đổi. Ngươi không cần đắc ý, ngỗ nghịch thâm uyên ý chí, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong trong thành trì truyền ra thanh âm tức giận của toái cốt giả ta là toái cốt giả AT-3, ba lấy toái cốt thành danh thành chủ nay ta hiến tế thành trì này giáng lâm đi hỡi cốt ma ba âu ti lạc miệng hạ vĩ đại tiếng gầm thét vang lên trong thành ầm ầm thành trì đen nhánh rung lên cả thành trì bắt đầu bốc cháy ai ai cứu mạng tất cả ác ma dễ dụa trong hỏa diễm đỏ như máu APK đột ngột dừng chân lại, phẫn nộ nói, hiến tế ngàn vạn tộc nhân, người đáng chết. Vô số ác ma bị đốt thành từng cỗ bạch cốt bên trong huyết diễm, huyết nhục hóa thành từng sợi huyết hồng sắc năng lượng bay lên trên, hội tụ ở trên không thành trì, vạn vẹo uốn éo tạo thành một thông đạo. Thông qua thông đạo có thể nhìn thấy một khô lâu khổng lồ như một tòa sơn phong, tỏa ra uy nghiêm kinh khủng. APK lập tức quay đầu bay về phía hòn đảo trôi nổi, hắn vừa đáp xuống đảo liền quỳ gối trước tượng thần, bắt đầu cầu nguyện khô lâu khổng lồ trong thông đạo phía đối diện chậm rãi duỗi ra một cánh tay bàn tay khô lâu xuyên qua vòng xoáy huyết hồng không gian lập tức hỗn loạn thiên địa vang vọng toái cốt từ trong thành trì bay ra quỳ ngay giữa không trung kích động hô ba âu ti miệng hạ vĩ đại bàn tay khô lâu như bàn tay của thiên đánh về phía hòn đảo tượng thần trên hòn đảo phát sáng li ti ánh mắt tượng thần dần dần, dần có thần thái ngài cúi đầu nhìn apk đang quỳ bên dưới apk ngẩng đầu nhìn tượng thần trong mắt mang theo kích động tượng thần mở miệng thanh âm vang dội truyền ra đây là lần cuối cùng ta giúp ngươi nhìn kỹ bên hông tượng thần mang theo thần kiếm keng một tiếng kiếm ra khỏi vỏ một đạo kiếm quang óng ánh đảo qua phanh 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 bàn tay kia lập tức vỡ ra thành từng mảnh nhỏ kiếm quang đảo qua thông đạo huyết hồng ngay lập tức một tiếng kêu thê lương tuyệt vọng truyền ra từ trong thông đạo phanh vòng xoáy huyết hồng nổ tung vô số mảnh vỡ bạch cốt rơi xuống như mưa không trung dày đặc cốt phấn tượng thần trên đảo thu nhỏ lại, biến thành lớn cỗ một bàn tay, sau đó hóa thành một vệt sáng phóng lên tận trời, cuối cùng biến mất hẳn. Apica thất vọng, mất mát thì thầm, phụ thần ơi, toái cốt giả bỏ mạng, đại chiến cũng lập tức kết thúc, hiện thực của thâm uyên ác ma chính là như thế, cường giả vi tôn. Vô số ác ma ngẩng đầu nhìn lên không trung, hoan hô rung trời. Hòn đảo lập tức biến hóa, phía trên hòn đảo hiển hiện từng đạo trận văn, trong nháy mắt, hòn đảo biến thành một tòa tế đàn. APK lơ lửng phía trên tế đàn, kích động hô, ta lấy phương thế giới này để tế, mở ra hư không thông đạo, dẫn dắt quang minh đến. Các ác ma còn lại cũng điên cuồng hô to, mổ ra hư không, thông đạo, dẫn dắt quang minh đến. Trên không trung thế giới, bầu trời dập dĩnh như mặt nước, sáng tối chập chờn Tất cả ác ma lập tức yên tĩnh lại, có vài ác ma khẩn trương bất an, có vài ác ma kích động nhìn bầu trời biến đổi. Ở giữa thâm uyên và hư không đột nhiên xé ra một lỗ hồng khổng lồ, một luồng thần quang từ trong hư không chiếu đến xuyên qua vô tận không gian bao phủ cả thế giới này vào trong dưới sự dẫn dắt của thần quang thế giới chậm rãi bay về phía lỗ hồng trong vô tận hư không yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một lỗ đen khổng lồ lỗ đen xoáy tròn một thế giới tràn ngập khí tức thâm uyên chui ra từ trong lỗ đen sau đó lỗ đen đột nhiên co vào biến mất không thấy đâu nữa chỉ còn một thế giới mới đang trôi nổi trong vô tận hư không Bên trong thế giới đó, mặt trời đỏ máu hóa thành mặt trời trắng tinh, vô tận quang minh chiếu rọi khắp nơi trên thế giới, xua tan mọi u ám. Dưới ánh mặt trời, thâm uyên ma khí chìm xuống, thiên địa linh khí tiến vào, mặt đất chết lặng bắt đầu khôi phục, từng chồi non xanh biếc trồi lên, dòng sông đen nhánh trở nên thanh tịnh, trong thế giới ấp ủ hơi thở sự sống. apk đứng giữa không trung, nhìn biến hóa giữa thiên địa, hai tay nâng lên cuồng hỉ kêu, thế giới chúng ta nghênh đón quang minh. Giống, giống, ô kéo kéo. Vô số ác ma phía dưới cũng phát ra tiếng kêu đầy vui sướng. Có ác ma tùy ý chạy trên mặt đất, có ác ma nằm sấp xuống đất hôn lấy chồi non xanh biếc, có ác ma sông lên bầu trời, há hốc miệng hô hấp lấy không khí thanh tân. Ngay tại thời điểm mọi người đang hạnh phúc đến cực điểm, trên trời đột nhiên phong vân biến ảo, đoá đoá tường vân hiển hiện, phía trên tường vân xuất hiện một tòa thiên môn uy nghiêm. Vô số ác ma đều kinh ngạc không thôi nhìn thiên môn kia. Trong lòng Apika hơi hiểu được, hắn cúi đầu nhìn vô số ác ma bên dưới, nói, công đức ta đã viên mãn, sắp phi thăng thiên giới. Sau này các ngươi ở đây sống cho tốt, không được hỗn loạn giết chóc. Một ngày nào đó, ta hy vọng có thể được thấy các ngươi trên thiên giới. Tất cả ác ma đều bay xuống, quỳ dạp trên mặt đất thương cảm kêu, ô kéo kéo. Apika. Một kim sắc quang trụ từ trong thiên môn vọt tới, bao phủ lấy Apika. Dưới sự dẫn dắt của quang trụ, Apika bay về phía thiên môn cuối cùng biến mất ở trong thiên môn. Bên trong thiên đình, chúng thần tụ tập tại lăng tiêu bảo điện, một thần kính lơ lửng trước mặt, bên trong thần kính đang chiếu cảnh tượng xảy ra trước đó ở thế giới kia. Ngồi ở vị trí chủ vị chính là giao trì linh mẫu hỏa linh nhị, thạch hạo đã đi hỗn độn bản nguyên không gian nghe đạo, không có mặt tại thiên đình. Hỏa linh nhi cười nói ra, thật tốt, hết thảy đều thuận lợi. Câu trần đại đế nhìn về phía phương đông trì quốc thiên vương, nói, đây không phải dự định ban đầu của bệ hạ đúng không? ý của bệ hạ là để tín đồ thành lập tế đàn, sau đó tiếp dẫn thiên binh giáng lâm, từ đó nhanh chóng thống nhất thế giới đó, tiếp đón nó đến vô tận hư không. Phương Đông Trì Quốc Thiên Vương cung kính nói, khởi bẩm đại đế. Ta cảm thấy làm như vậy vẫn ổn thỏa hơn. Hỏa Linh Nhi cười nói, không sao cả. Lần hành động đầu tiên quả thực cần ổn thỏa một chút, và sự thật đã chứng minh, phương pháp này có thể làm được. Từ giờ trở đi, sẽ đến lượt vô tận hư không xâm lấn thâm uyên. Chư vị ái khanh, sau này xem ở các ngươi, tất cả chư thần đều đi ra, thi lễ với giao chỉ linh mẫu, lớn tiếng đáp, tuân pháp chỉ. Đối với thâm uyên mà nói, một thế giới của nó biến mất giống như một ngọn núi rớt mất một hòn đá, chỉ là một chuyện nhỏ vô cùng nhỏ, không dấy lên được chút gợn sóng nào, cũng không gây ra được nửa điểm chú ý, nhưng thế giới đó biến mất lại đại biểu cho mối quan hệ giữa thâm uyên và vô tận hư không phát sinh nghịch chuyển bên trong hỗn độn bản nguyên không gian thần sắc lý bình an khẽ động đôi mắt đang nhắm mở ra trên mặt mang ý cười hắn tiếp tục tụng niệm hoảng hốt sẽ không thấy được thanh linh, không màng danh lợi liền được sinh, trở về thất môn mà uống thái uyên, thông huyền ưng đến thanh linh, hỏi ta tiên đạo cùng phương pháp, đầu đội bạch tố cách đan điền, mộc dục hoa chỉ quán linh căn, đạt được ngủ tạng mệnh môn sẽ khai, ngủ vị trí thiện khí sẽ hoàn, làm theo như vậy có thể trường tồn. Đoạn đạo kinh cuối cùng được đọc xong, thân ảnh Lý Bình An nhạt đi rồi biến mất. Đông đảo tiên thần bên dưới cũng chìm trong nhập định. Sau một hồi lâu, một tiên gia đột nhiên run lên rồi bừng tỉnh thái độ vừa thất vọng vừa mất mát, thấy nơi chủ vị đã không còn ai, hắn liền quỳ xuống đất bái ba bái, sau đó mới yên lặng đi ra ngoài, không làm kinh động đến bất kỳ ai trong gian phòng. Về sau, liên tục có tiên thần choàng tỉnh từ trong nhập định, ai nấy đều cung kính cúi đầu trước chủ vị rồi mới quay người rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời gian dần trôi, càng ngày càng có nhiều tiên thần rời đi cuối cùng chỉ còn lại Seliner, Dương Bình Đại Đế, Joyce Thần Chủ và các vĩnh hằng thần giới thân chủ khác. Cảnh giới của ai càng cao thâm, người đó càng có thể cảm nhận được sự huyền ảo của Hoàng Đình Kinh, căn bản của đại đạo cũng không phải đơn giản như thế, những người còn lại cứ trầm mê trong đó, như si như say. Không biết đã qua bao lâu, liên tiếp có mấy người tỉnh lại, họ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hốt hoảng xuất thần. Sau một lát, Joyce chậm rãi đứng dậy nói ra, đi thôi. Joyce thở dài cúi đầu trước chủ vị, quay người đi ra ngoài. Xin dừng bước đột nhiên có người kêu lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về một phía, chỉ thấy Selina chậm rãi đứng lên. Joyce cười nói, tinh linh thần chủ. Selina nghiêm mặt nói, ta muốn thỉnh giáo mấy vị thần chủ một vấn đề. Dương Bình Đại Đế vô thức nhìn thoáng qua nơi chủ vị, sau đó nhỏ giọng nói, nơi này không phải chỗ để thảo luận, có chuyện gì thì ra ngoài hãy nói. Những người còn lại đều khẽ gật đầu. Nếu như để lộ tung tích, bị đạo chủ nhắm vào thì sẽ rất phiền toái, với thực lực có thể phát huy được ở nơi này, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của đạo chủ. Selina không thèm để ý chút nào nói, không cần che giấu, thân phận của các ngươi ở trước mặt đạo chủ căn bản chẳng phải bí mật gì. Ngay tại thời điểm chúng ta đến đây, đạo chủ đã phát hiện ra. Dương Bình Đại Đế cả kinh kêu lên, làm sao có thể? Lôi Trạch Đại Đế cũng nhíu mày nói, tuyệt không có khả năng. Nếu đạo chủ đã phát hiện ra thân phận của chúng ta, sao chẳng có bất kỳ động tác nào? còn để mặc chúng ta dò xét tin tức của hồng hoang, rồi lại cho phép chúng ta đến đây nghe giảng. Selina nói ra, đây chính là đạo chủ ý chí. Yên tâm đi, khi nào các ngươi còn chưa để lộ địch ý, đạo chủ sẽ không ra tay với các ngươi. Tổ Long trầm giọng nói, ta tin lời nàng. Quả thực rất có thể đạo chủ đã phát hiện ra tung tích của chúng ta, huống hồ lần này chúng ta ngộ đạo lâu như thế, thật sự rất gây chú ý. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, vốn cho là mình đã nấp rất kỹ, lại không ngờ đã sớm bị đạo chủ phát hiện. Joyce hỏi, tinh linh thần chủ, ngươi muốn hỏi cái gì? Tại sao phải không ngừng hủy diệt vô tận hư không? Tất cả các thần chủ khác đều nhìn về phía Joyce. Đây cũng là điều mà bọn hắn không hiểu Joyce cười lắc đầu nói. Ngươi sai rồi. Chúng ta chưa hề hủy diệt vô tận hư không? Trước giờ vẫn luôn là bọn họ tự tranh giành chém giết lẫn nhau, tự mình hủy diệt vô tận hư không? Selina ngừng trọng nói, câu trả lời này thật chẳng có ý nghĩa gì. Mà thôi, nếu ngươi đã không muốn nói, ta lại hỏi ngươi một vấn đề khác vậy. Đây cũng là câu hỏi chung cho tất cả các ngươi. Có ai từng nghe nói qua về Vĩnh Hằng Chi Chủ chưa? Vĩnh Hằng Chi Chủ. Joyce thì thầm, sắc mặt dần dần ngưng trọng, ngón tay vô thức vươn ra mơn trớn bên tai, sau đó lắc đầu. Các thần chủ còn lại cũng có vẻ mặt kỳ quái, ai nấy đều lắc đầu. Selina nhìn bọn hắn một lượt, nói, ta đã biết điều mình muốn biết, chư vị đạo hữu cứ tùy ý đi. Nói xong quay người đi ra ngoài. Các thần chủ còn lại, mỗi người một thần sắc khác nhau, nhưng tất cả đều mang theo tâm trạng nặng nề đi ra khỏi nhà tranh. Trong một tòa thần điện u ám, từng đạo quang mang liên tiếp sáng lên, phía dưới mỗi quang mang đều có một tòa thần vị, trên mỗi tòa thần vị đều hiển hiện thân ảnh của một tôn thần linh. Dương Bình đại đế lên tiếng, "Vĩnh Hằng chi chủ." Lôi Trạch đại đế sờ lên chán mình, lẩm bẩm, rất quen thuộc nhưng hoàn toàn nhớ không được. Tinh Lan đại đế ngưng trọng nói, "Đối với ta mà nói, danh hiệu này vô cùng quan trọng, nhưng mà ta lại hoàn toàn không nhớ gì cả, điều này rất không bình thường." Joyce thần chủ mặt mày âm trầm nói, trí nhớ của tất cả chúng ta đều đã bị ảnh hưởng. Hơ ti thần chủ nói, không phải chúng ta, mà là toàn bộ sinh linh. Cho dù là hạng sâu kiến phàm trần hay thần linh thần chủ, tất cả đều bị xóa đi một ít tin tức quan trọng. Rít thần chủ trầm giọng nói, ảnh hưởng toàn bộ đại thế giới, ai có thể làm được. Chúa tể cũng không. Nếu như là các chúa tể đồng loạt ra tay thì sao? Joyce thần chủ yếu ớt nói. Tất cả thần chủ biến sắc mặt, chúa tể liên thủ quả thực có thể che giấu toàn bộ thế giới nhưng làm vậy với mục đích gì chẳng lẽ chỉ để ẩn tàng một cái danh hiệu thôi sao dương bình đại đế ngưng trọng nói chuyện này ta mong là khoan bẩm báo chúa tể đã các vị thần chủ khác cũng nghiêm trọng gật đầu không ai muốn mình bị người khác tùy tiện hoán đổi ký ức dù đó là chúa tể mà mình thờ phụng cũng không được rít thần chủ lên tiếng chúa tể lại đang hối thúc ta hủy diệt vô tận hư không dương bình đại đế nói cứ để đấy đã rất có thể vĩnh hằng chi chủ có liên quan với vô tận hư không, ta muốn điều tra cho rõ ràng. Những người còn lại khẽ gật đầu, rốt cuộc đối với ký ức nào đó đã bị che giấu đi, ai nấy đều vừa bất mãn vừa ham muốn tìm hiểu. Thiên đỉnh, một vệt kim quang từ đằng xa bay vụt đến chiếu xuống lăng tiêu bảo điện, hình thành một con đường lóng lánh kim quang, thạch hạo mặc long bào đi trên con đường, trực tiếp đến bên long ở ngồi xuống. Chúng thần, phía dưới cúi đầu hô, bái kiến hạo thiên đại đết thạch hạo hỏi thẳng, chuyện thâm uyên thế nào rồi? phương đông trì quốc thiên vương tiến lên một bước cung kính nói khởi bẩm bệ hạt. hết thảy đều thuận lợi đã có một phương thế giới được cứu vớt đến vô tận hư không thạch hạo cười nói rất tốt chuyện sau này liền làm phiền chư khanh địa phủ phật môn cũng đang cứu vớt những thế giới trầm luân trong thâm uyên khác trẫm không muốn thấy thiên đình chúng ta lạc hậu hơn người tất cả thần linh đều cung kính đáp vâng đạo chủ giảng đạo trẫm lĩnh hội rất nhiều dự định bế quan đột phá đại la chi cảnh chuyện thâm uyên liền giao cho năm vị thiên đế phụ trách thanh hoa đại đế trường sinh đại đế câu trần đại đế tử vi đại đế trấn ma đại đế cùng nhau đi ra cung kính đáp lĩnh mệnh thân ảnh thạch hạo biến mất khỏi thần vị bên trong đại lôi âm tự ở phương tây lục trượng kim thân phật tổ ngồi xếp bằng trên liên hoa thanh âm hùng vĩ vang khắp đại lôi âm tự bản tọa sẽ bế quan lĩnh hội đại la pháp môn chuyện thâm uyên liền giao cho đại lưu ly phật toàn quyền phụ trách chư phật phụ tá bản tọa không hy vọng phật môn ta lạc hậu hơn thiên đình địa phủ tất cả phật đà đều cung kính đáp tuân pháp chỉ thân ảnh như lai kim thân phía trên liên hoa biến mất bên trong phong đô thần điện ở địa phủ ninh khuyết mặc ám kim sắc cửu long bào nhìn ba người trước mặt nói chấm sẽ bế quan lĩnh hội đại la tri đạo chuyện thâm uyên liền giao cho diêm la vương toàn quyền phụ trách diêm la vương cung kính nói tuân pháp chỉ ninh khuyết khẽ gật đầu nói nhớ lấy địa phủ liên quan đến luân hồi của tam giới không thể vọng động, lúc này lấy ổn thỏa làm chủ. Vâng. Diêm La Vương cung kính lên tiếng. Đi đi. Diêm La Vương, Luân Chuyển Vương, Tần Quảng Vương quay người đi ra ngoài, biến mất ở bên ngoài thần điện. Phong đồ thần điện đại môn ẩm vang đóng lại. Một thời gian sau đó, hồng hoang chúng thần liên tục truyền bá tín ngưỡng ở các thế giới trong thâm uyên. Các tín đồ dựng tế đàn, lặng lẽ dâng hiến một phương thế giới cho vô tận hư không. Bởi vì hầu hết đều là trung đẳng vị diện, thậm chí có cả cấp thấp vị diện. Cho nên trong thời gian ngắn không hề làm kinh động đến Thâm Uyên Ma Thần, càng không kinh động đến Thâm Uyên Lãnh Chúa. Một vị diện thế giới tiến vào vô tận hư không, vô tận hư không bản nguyên cuồn cuộn không ngừng tăng cường, nhưng thế giới cứ liên tục biến mất như thế, cuối cùng vẫn bị Thâm Uyên Lãnh Chúa phát hiện ra điểm dị thường. Trên Thâm Uyên, trong một phương thế giới, vô số u hồn đang quỳ gối cầu nguyện trước một tòa tế đàn, âm phong gào thét. Một bức tượng thần đứng vững trên tế đàn, thân người đầu trâu, tay cầm một sợi xích một nữ tử xinh đẹp đang quỳ gối dưới tế đàn kích động nói ngư đầu thần tôn vĩ đại ta nguyện lấy vong linh chi tâm làm tế mổ ra cánh cửa tiến về thế giới yên bình tét 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 vô số tiếng hô vang lên trong thế giới đó tượng thần trên tế đàn tỏa ánh hào quang mông lung một đạo quang mang phóng lên tận trời chiếu xạ phía trên bầu trời khiến bầu trời dập dành như gợn sóng bất chợt giữa vô tận hư không và thâm uyên bị xé rách một hắc sắc quang trụ bắn vào trong khe hở thật can đảm tiếng gầm giận dữ vang vọng trên không thế giới bầu trời u ám sáng lên một đôi mắt đỏ ngòm ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vô số u hồn bên dưới nữ tử xinh đẹp vội vàng ngẩng đầu vừa nhìn thấy ánh mắt hung ác kia nàng lập tức tuyệt vọng sợ hãi thì thầm thâm uyên ma thần sao lại kinh động đến thâm uyên ma thần chứ bên ngoài thế giới một tôn thâm uyên ma thần hiển hiện ánh mắt đầy lửa giận nhìn trừng trừng thế giới phía trước cũng dám phản bội thâm uyên ư trong tay ma thần lập tức xuất hiện một thanh quỷ đầu đại đao phía trên ấp ủ thực lực kinh khủng. Ma thần đột nhiên vung đao chém xuống thế giới ở nơi xa, đao quang khủng bố càn quét mấy vạn dặm ập tới. Ánh mắt ma thần lạnh lùng, đã phản bội thâm uyên thì không cần tồn tại nữa. Thế giới bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đại môn đen nhánh, từ trong đại môn, một thần linh thân người đầu châu bước ra. Ngài đưa tay chộp một cái, đao quang vạn dặm lập tức rơi vào tay ngài, đao quang ngưng trệ chẳng khác nào thực thể, ong ong run rẩy. Con người thâm uyên ma thần co lại, hắn kinh hãi hô lên địa phủ ngươi là địa phủ ngư đầu ma thần ngư đầu dùng sức nắm một cái đao quang răng rắc vỡ nát ngài trầm giọng nói xem như ngươi cũng có chút nhãn lực nhưng ta không phải ma thần ta chính là thần thâm uyên ma thần lập tức quay người bỏ chạy giữa các ma thần ở thâm uyên vẫn hay lưu truyền về uy thế hiển hách của địa phủ ngư đầu mã diện hắc bạch vô thường một ma thần bình thường như hắn tuyệt không đối phó nổi ngư đầu vung xiềng xích trong tay ra xiềng xích ầm ầm đánh tới giống như một đạo hắc quang đảo qua phập một tiếng đâm sâu vào cơ thể thâm uyên ma thần ai thâm uyên ma thần kêu thảm một tiếng thân thể lập tức trì trệ ánh mắt toát lên một tia tàn nhẫn kiên quyết oanh ma thần nháy mắt tự bạo thần lực cuồng bạo tiết ra một viên thần cách từ trong trung tâm vụ nổ phóng đi ngư đầu biến sắc vội vàng phóng thích thần lực hình thành nên một vách ngăn phía trước thế giới thần lực cuồng bạo ập đến đâm vào vách ngăn phát ra tiếng vang ầm ầm giống như sóng biển đập phải ngọn núi, ngọn núi sừng sững không ngã, sóng biển cũng hoàn toàn bị ngăn cản. Sau một lát, uy lực do ma thần tự bạo hoàn toàn mất đi, ngư đầu triệt hạ thần lực phòng ngự, thì thầm, sắp bại lộ rồi. Ngài quay đầu nhìn về phía thế giới kia, không kịp suy nghĩ nhiều thêm, lập tức dùng thần lực kéo lấy thế giới tiến về phía hư không thông đạo. Trong thâm uyên có một thế giới tràn ngập hỏa diễm, bên trong đây dãy nham thạch lẫn dung nham, bên trong dung nham sinh trưởng từng gốc hắc thụ xấu xí, một tòa thần điện tọa lạc vững chãi như một tổ chim giữa dung nham một đoàn hào quang màu đen từ bên ngoài bắn vào rơi xuống trước tổ chim thần điện hóa thành một tôn thâm uyên lãnh chúa quỳ một chân xuống đất thâm uyên lãnh chúa lớn tiếng nói thâm uyên lãnh chúa vũ ngạn cầu kiến ma vương điện hạ một đầu hắc phượng hoàng bước ra từ trong thần điện đạm mạc nhìn thâm uyên lãnh chúa quỳ ở bên dưới vũ ngạn cung kính nói ma vương bệ hạ rất nhiều cấp thấp vị diện bên trong lãnh địa của thuộc hạ liên tiếp biến mất thuộc hạ phái ma thần đi dò xét phát hiện ra là hồng hoang thần hệ đang xâm lấn thâm uyên chúng ta. Chúng không ngừng trộm mang thâm uyên thế giới đến vô tận hư không? Mong bệ hạ định đoạt. Hắc Phượng Hoàng uy nghiêm nói, ta đã hiểu rõ, ngươi về đi. Vâng. Vũ Ngạn đứng dậy, hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Hắc Phượng Hoàng đi vào trong tổ chim tiếp tục cắm đầu ngủ say. Thế giới các ngươi bị trộm thì liên quan gì đến ta? Ta mới không ngu đi trêu chọc vào hồng hoang thần hệ. Tại một nơi phồn hoa trong thâm uyên, dạ vũ đang nằm trên ghế dài đứng trước mặt nàng là một lão già bụng bự trên mặt có hình xăm khô lâu chính là cơ ngạ khô lâu tham thực ma chủ tham thực ma chủ cung kính nói chúa tể bệ hạ mấy vị ma vương đến báo vô tận hư không thần linh đang sấm lấn thâm uyên chúng ta cướp đoạt thế giới chúng ta dạ vũ nhìn về phía hắn kiềm chế phẫn nộ nói từ trước đến nay đều là thâm uyên xâm lấn thế giới khác khi nào lại bị người ta xâm lấn ngược lại tham thực ma chủ vội vàng quỳ xuống hô là thuộc hạ vô năng Dạ vũ ngồi dậy, chào phúng nói, đạo chủ, ngươi không khỏi quá tự tin rồi. Vô tận hư không ta tạm thời không làm gì được ngươi, nhưng ở thâm uyên, ta có thể đơn giản bóp chết ngươi như bóp chết một con kiến. Tham thực ma chủ cung kính nói, bệ hạ nói rất đúng. Dạ vũ lạnh giọng nói, tham thực ma chủ, lần này ngươi tự mình xuất thủ, ta muốn đám người vô tận hư không có đến mà không có về. Nếu đạo chủ xuất hiện thì cũng giữ hắn lại, ta muốn hắn phải quỳ gối trước mặt ta, như chó vẫy đuôi mừng chủ. Tham thực ma chủ cung kính đáp, vâng. Bên trong Tam Thanh Quan, đám người Lý Bình An, Thanh Tuyết, Thạch Hạo đang ăn điểm tâm. Thạch Hạo ngẩng đầu nói, sư phụ, hình như hành động của chúng ta ở Thâm Uyên đã bại lộ. Ninh Khuyết cũng nói, mấy lần gần đây đều gặp phải Thâm Uyên ma thần. Lý Bình An để chén đỗ xuống, cười nói, có thể giấu giếm thời gian dài như vậy, đã vượt quá dự liệu của ta rất nhiều. Thanh Thạch, con từng nói tính đầu của con chiếm lĩnh một cao đẳng vị diện. Thạch Hạo liên tục gật đầu đắc ý nói đúng vậy con không ngờ bọn họ lại tài giỏi như thế vậy liền kéo cao đẳng vị diện đó qua đi cũng tới lúc giao phong chính diện một lần rồi thạch hạo gật đầu đáp vâng thâm uyên trong một cao đẳng vị diện thế giới đột nhiên có một đạo quang trụ phóng lên tận trời hình thành nên một vòng xoáy bên ngoài thế giới nam thiên môn từ trong vòng xoáy bay ra hư không pháp tắc thông qua thiên môn xâm lấn thâm uyên bao phủ một mảnh thâm uyên hư không đấu bộ chủ thần dạ nhiễm bước ra từ trong thiên môn, đi vào trong thế giới này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ông, chung quanh thế giới đột nhiên xuất hiện đông đảo ma thần, thậm chí còn có mười mấy tôn thâm uyên lãnh chúa. Vũ ngạn lãnh chúa lạnh giọng nói, cũng dám thò tay tới cao đẳng vị diện của thâm uyên. Hồng hoang thần linh, lá gan các ngươi đúng là càng lúc càng lớn. Chẳng nhẽ các ngươi không sợ chết sao? Dạ nhiễm nhìn quanh bốn phía, cười nhạo một tiếng nói giết ta dựa vào các ngươi thì còn thiếu nhiều lắm đấy cuồng vọng vũ ngạn nổi giận gầm lên một tiếng sau một khắc thiên môn đột nhiên mở rộng năm tôn thiên đế dẫn đầu đi ra ngay sau đó là đấu bộ chúng thần lôi bộ chúng thần hỏa bộ chúng thần hào quang thần linh lấp lánh trong thâm uyên thần uy hiển hách uy áp chúng ma thần ánh mắt chúng ma thần lập tức trở nên ngưng trọng nếu ở trong vô tận hư không thâm uyên ma thần đại biểu cho nặng nề sợ hãi thì ở thâm uyên hồng hoang thần linh cũng uy danh hiển hách trần vũ đại đế quát giết chúng thần đồng thời giết tới vũ ngạn lãnh chúa cũng hồ giết không để sót bất kỳ tên nào chúng ma thần giống giận giết ra ầm ầm trận chiến lập tức được khai hỏa thần ma chỉ chiến không thể coi thường hai bên đánh đến khi không gian hỗn loạn thần ma đẫm máu chiến trường trải rộng khắp hư không ngay rìa chiến trường cao đẳng vị diện được quang mang bao phủ chậm rãi bay về phía đại môn giữa hư không trận chiến vẫn diễn ra thâm uyên và thiên đình liên tục gia tăng binh lực chiến trường ngày càng khốc liệt một lão giả ôm cái bụng bự bất chợt xuất hiện trên chiến trường nhưng tất cả mọi người đều làm như không thấy mà lão giả đợi mãi cũng không đợi được người muốn đợi hiện tại tham thực ma chủ không có tính nhẫn nại hắn đột nhiên nắm chặt tay lại một cái chiến trường lập tức bị giam cầm cho dù là thần ma hay thần thuật ma pháp đều ngừng lại giống như thời gian đình chỉ tham thực ma chủ nhìn đại môn lạnh giọng nói đạo chủ ta biết ngươi đang nhìn nếu ngươi còn không xuất hiện ta sẽ giết chết tất cả bọn hắn một tên cũng không chừa mặc dù chúng thần đang bị giam cầm nhưng ý chí không hề đình trệ tất cả đều thấy chết không sờn nhìn tham thực ma chủ chết thì chết ai sợ ai không giết thì là tôn tử tham thực ma chủ đột nhiên giật mình nói hình như đám hồng hoang chúng thần các ngươi có thể phục sinh vậy ta liền hủy diệt phương đại thế giới này mà trong đại thế giới này đều là tín đồ của các ngươi chúng thần đột nhiên trợn to mắt ánh mắt cực kỳ phẫn nộ một thanh âm truyền ra từ trong đại môn đường đường là ma chủ trí tôn lại xuất thủ đối phó đám tiểu bối là sao cũng không sợ bị mất mặt lý bình an mặc đạo bào bước ra từ trong thiên môn đi theo sau hắn là ba người bạch hiểu thuần ninh quyết và thạch hạo tham thực ma chủ nhẹ nhàng buông tay toàn bộ thâm uyên không gian như sống lại trong nháy mắt thần thuật ma pháp ầm ầm thi triển chúng thần và thâm uyên ma thần lại tiếp tục đại chiến tham thực ma chủ quay đầu nhìn về phía lý bình an cười khạc khạc nói đạo chủ lá gan ngươi thật sự rất lớn dám tiến vào thâm uyên sao một thế giới sâu kiến đối với ngươi lại quan trọng như vậy mỗi một sinh mệnh đều chân quý lý bình an vừa dứt lời tham thực ma chủ liền há miệng hút vào trong miệng hắn xuất hiện một lỗ đen từ trong lỗ đen phát ra lực hút cường đại tác dụng ngay trên người lý bình an lý bình an lập tức khó mà chống cự bay về phía tham thực ma chủ thần vương tuy vô địch nhưng trước mặt thần chủ lại không có chút sức chống cự nào thạch hạo ninh khuyết bạch hiểu thuần lập tức biến sắc mặt cả kinh cùng hô lên sư phụ cả ba đằng không đuổi theo sau chúng thần nghe tiếng đều quay đầu nhìn lại ai nấy mặt mày hoảng sợ đạo chủ mọi người trong vô thức đều muốn chạy đi cứu viện đạo chủ nhất định không thể xảy ra chuyện được thân hình lý bình an đột nhiên khựng lại giữa không trung mặc cho tham thực ma chủ phát ra lực hút vô tận đều không thể lay động được đối phương thạch hạo ninh khuyết bạch hiểu thuần tức thì lao tới mau chóng ngăn ở trước người lý bình an cảnh giác nhìn tham thực ma chủ tham thực ma chủ khép miệng lại giận dữ nói làm sao có thể trong mắt đen nhánh đây vẻ không dám tin ha ha đương nhiên là thủ đoạn của bản cô nương rồi nếu để cho ngươi giết đạo chủ ngay trước mặt bản cô nương chẳng phải xấu hổ chết ta một tiếng cười khẽ vang lên giữa thâm uyên tham ăn ma chủ đột nhiên ngẩng đầu kinh sợ kêu lên ai giữa hư không đột nhiên hiển hiện một mảnh sơn hà hư ảnh một đầu thanh loan bay lượn một vòng trong sơn hà hư ảnh hóa thành một nữ tử mặc thanh y đứng trên bạch vân hai tay chống lạnh nói bản cô nương thanh loan tham thực ma chủ ngẩng đầu nhìn về phía sơn hà hư ảnh trên không trung trong mắt đen nhánh lộ ra ý cười tàn nhẫn tìm thấy ngươi rồi hắn lập tức phóng lên tận trời tiến vào trong sơn hà hư ảnh bên trong sơn hà hư ảnh hai người nháy mắt triển khai đại chiến hóa thành hai đạo quang mang một tối một xanh dây dưa lẫn nhau thạch hạo trừng to mắt nói Sư phụ, Thanh Loan này là ai? Lý Bình An giải thích, Thanh Loan tiên tử, thiếp thân thị nữ của nữ oa nương nương. Bạch Hiểu Thuần đột nhiên lên tiếng, vậy Sơn Hà hư ảnh này chẳng phải là. Lý Bình An nói thầm, hẳn là Sơn Hà xã tắc đồi. Khóe miệng Bạch Hiểu Thuần co giật một chút, nói, cũng dám tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ, ma chủ này khờ đến cỡ nào chứ? Lý Bình An nói, trước không cần quan tâm hắn, thanh lý chiến trường đi đã, đẩy phương thế giới này vào vô tận hư không? Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cùng kêu lên, vâng. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang xông ra, một kim một thanh một hắc, ba đạo lưu quang lướt qua chiến trường. Tất cả ma thần đều phanh 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 hóa thành từng đám huyết vụ. Trận chiến kết thúc rất nhanh, chúng thần mang theo thế giới đó cùng tiến về vô tận hư không. Bên trong thâm uyên chỉ còn lại lý, bình an đứng trước nam thiên môn. Hắn ngẩng đầu nhìn sơn hà hư ảnh ở nơi xa, bên trong hư ảnh, một khô lâu cao vạn mét đang gầm thét đại chiến cùng một đầu thanh loan thanh loan từ trên trời giáng xuống sẹt ngang qua khô lâu cao vạn mét tức thì văng ra nện lên một ngọn núi cao phanh ngọn núi vỡ nát khô lâu cùng bạo bay thẳng lên trời hắn há mồm phun ra một viên hắc châu đánh về phía thanh loan bên trên hắc châu bừng bừng hỏa diễm thanh loan há miệng một thanh tiên kiếm bay ra từ trong miệng trên thân tiên kiếm dày đặc ma long vảy trên chuôi kiếm viết hai chữ nhị long nhị long tiên kiếm sẹt ngang không trung hóa thành một đầu thần long thần long há miệng táp tới hắc châu oanh dãy núi bên trong sơn hà xã tắc đổ sụp đổ tiên kiếm và hắc châu va vào nhau rằng có giữa không trung nháy lại lại hóa thành hai đạo quang mang một tối một xanh giao thoa va chạm giữa không trung tham thực ma chủ gầm lên thần chủ rốt cuộc ngươi là thần chủ phương nào hồng hoang thanh loan thanh loan khổng lồ tung hai cánh khe khuất bầu trời giống như một hung cầm cắn nuốt thiên địa lao thẳng xuống dưới tham thực ma chủ ngẩng đầu nhìn thanh loan bành thân thể khô lâu cao vạn mét đột nhiên nổ tung đám khô cốt vỡ ra tổ hợp lại thành một cái miệng lớn đầy răng nhọn, nó phóng lên tận trời táp tới thanh loan. Đông, cả hai đụng vào nhau, toàn bộ sơn hà hư ảnh đều rung động, hỏa diễm ngập trời bao phủ vạn dặm sơn hà, một khô lâu hung thú dãy ruộa la hét bên trong hỏa diễm. Thân ảnh thanh loan tiên tử từ trong biển lửa dâng lên, nàng ngưng trọng nói, phong ấn, thân thể lập tức hư hóa, bên trong biển lửa hiển hiện vô số đường vân. Tham thực ma chủ sợ hãi kêu lên, ngươi dám, ta là thâm uyên ma chủ bạo cho ta. Ma châu đen nhánh ầm vang nổ tung, nháy mắt đánh bay nhị long tiên kiếm, lực lượng tự bạo của thần khí ngưng tụ thành một điểm, đột phá sơn hà hư ảnh, truyền đến nơi sâu trong thâm uyên. Ông, hỏa diễm đột nhiên co vào, một tòa đại trận hiện lên trong sơn hà hư ảnh, đại trận vây quanh một khô lâu miệng lớn. Thâm uyên rung động, từng ý chí vĩ đại vượt qua vô tận hư không mà đến, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong sơn hà hư ảnh, mấy đạo khí tức cuồng bạo phẫn nộ dâng lên từ nơi sâu trong thâm uyên sơn hà hư ảnh co vào hình thành một quyển họa trục trên bức họa vẽ một đầu thanh loan bay múa phía dưới thanh loan là một khô lâu cự nhân đang ngẩng đầu gầm thét lý bình an khẽ vẫy tay họa trục tự động cuốn lên bay về phía lý bình an rơi vào trong tay hắn đạo chủ một thanh âm tức giận vang lên người quá làm càn lại thêm một thanh âm khác mau thả tham thực một thanh âm nữa vang lên mấy cỗ khí tức thâm thúy nhanh chóng tiếp cận như thể tùy thời đều có thể từ trong thâm uyên phóng tới, cắn nuốt đạo chủ. Ha ha! Lý Bình An cười một tiếng, tay cầm họa trục đi vào trong thiên môn. Thiên môn đột ngột co vào, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, mấy thân ảnh liên tiếp hiển hiện, sau lưng mọc 12 cánh chim đen nhánh đọa lạc thiên sứ ngạo mạn ma chủ, bao phủ trong hắc bào bất diệt u hồn đấu kỳ ma chủ, tử sắc ác ma phẫn nộ ma chủ khổng lồ, khôi phục tử thi lười biếng ma chủ, thân người đầu rồng vong linh cự long tham lam ma chủ, thâm uyên mị ma sắc dục ma chủ. Bất diệt u hồn bên trong hắc bảo yếu ớt nói, tham thực bị phong ấn rồi. Thâm uyên mị ma sắc dục ma chủ liếm môi đỏ gợi cảm, ngón tay điểm vào trước mặt một cái, thâm uyên pháp tắc khuấy động, chiếu ra toàn bộ tình cảnh ban nãy. Sơn hà hư ảnh, vô địch thanh loan, tham thực ma chủ tuyệt vọng bị phong ấn. Thâm uyên mị ma sắc dục ma chủ nói, các ngươi có ai nhận ra vị thần chủ này? Tất cả ma chủ đều lắc đầu. Thâm uyên mị ma sắc dục ma chủ cười khanh khách, sỉ mê nói, Thanh Loan. Tên thật đẹp, người thật đẹp, thật muốn ôm vào ngực yêu thương một phen. Phẫn nộ ma chủ lạnh giọng nói, nàng ở ngay vô tận hư không hồng hoang, ngươi có thể tìm đến đó. Ách, thâm uyên mị ma sắc dục ma chủ lập tức im miệng, tham thực ma chủ còn bị chấn áp trong phút chốc, mình lại không bằng tham thực ma chủ, hoàn toàn đánh không lại. 12 cánh đọa lạc thiên sứ ngưng trọng nói, sao vô tận hư không lại có thần chủ. Vong linh cự long cũng cảm thấy hoang đường, nói vô tận hư không có thể tồn tại thần vương đã rất là khó khăn sao lại còn tồn tại được thần chủ hơn nữa còn là thần chủ mà chúng ta hoàn toàn không hay biết phẫn nộ ma chủ nói ê lười biếng ma chủ ngươi có ý kiến gì không lười biếng ma chủ ngáp một cái uể oải nói vẫn là trở về ngủ đi đánh tới đánh lui mệt mỏi quái vong linh cự long tham lam ma chủ thận trọng nói ra ta muốn biết thời điểm vô tận hư không xuất hiện lần nữa thì chúng ta nên làm gì nếu không có đối sách tốt tham thực chính là tiền lệ chúng ma chủ hai mặt nhìn nhau người hai cánh đọa lạc thiên sứ lạnh giọng nói dám can đảm xuất hiện ta một kiếm chém giết tham lam ma chủ cười lạnh nói ngạo mạn chứ đừng có vô tri với thực lực mà thanh loan thần chủ đã bày ra người chém giết được nàng sao lười biếng ma chủ uể oải nói đi thôi tìm chúa tể bệ hạ định đoạt thân ảnh sáu vị ma chủ lặng lẽ biến mất khỏi thâm uyên hư không trong một thế giới âm u đặc biệt ở thâm uyên Dạ Vũ đứng tại hư không nhìn xuống sáu tôn ma chủ phía dưới, phẫn nộ nói: "Sao lại thành ra thế này? Sao Vô Tận hư không lại biến thành như thế? Rốt cuộc các ngươi đều đang che giấu ta điều gì?" Sắc Dục Ma chủ cung kính nịnh nọt nói: "Bẩm chúa tể vĩ đại, chúng ta không dám che giấu gì cả." Thân ảnh Dạ Vũ lóe lên xuất hiện ngay trước mặt Sắc Dục Ma chủ, băng lãnh nói: "Vậy ngươi nói cho ta, tại sao Vô Tận hư không lại xuất hiện thần chủ?" Sắc Dục Ma chủ run bắn lên, lắp bắp nói: "Ta Ta cũng không biết, vô tận hư không tuyệt không nên xuất hiện thần chủ mới đúng chứ. Ngay cả thần vương cũng không nên xuất hiện. Dạ vũ lui về phía sau một bước, lâm vào trầm tư, hiện tại nàng đã hoàn toàn không thể nhìn rõ vô tận hư không. Sắc dục ma chủ âm thầm thở vào nhẹ nhõm, dù không phải chân thân của chúa tể vẫn mang đến áp lực nặng nề, như thể sẽ bị cắn nuốt bất kỳ lúc nào. Sau một hồi trầm tư, dạ vũ lạnh lùng nói, ta muốn vô tận hư không bị hủy diệt hoàn toàn, ta muốn hồng hoang đạo môn hoàn toàn biến mất tham lam ma chủ cung kính, chúa tể, dưới tình huống chúng ta không cách nào tiến vào vô tận hư không, thì thầm uyên rất khó hủy diệt vô tận hư không. Dù thâm uyên điều động toàn bộ lực lượng để hủy diệt vô tận hư không, sau đó cũng sẽ bị vĩnh hằng thần giới xâm lấn hủy diệt lại. Dạ vũ cười lạnh nói ra, vậy thì thông chi chuyện này cho vĩnh hằng thần giới đi. Át hẳn đám chúa tể kia vẫn chưa biết chuyện vô tận hư không xuất hiện thần chủ, ta muốn mượn bàn tay vĩnh hằng thần giới để phá hủy hồng hoang đạo môn, sau đó ta sẽ đến cắn nuốt vô tận hư không sáu tôn ma chủ cùng cung kính đáp vâng sáu người cùng lui về sau một bước nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi dạ vũ giơ tay lên lòng bàn tay ngưng hiện một vòng xoáy có thể nhìn thấy trong vòng xoáy một tòa thần điện lấp lánh hào quang nàng âm trầm nói nhất định phải cứu bản thể ra vô tận hư không xuất hiện dị trạng khiến nàng vô cùng bất an lý bình an trở lại tam thanh quan đám người thanh tuyết thạch hạo lập tức nghênh đón thạch hạo đắc ý cười ha hả nói Sư phụ, một cao đẳng vị diện thế giới bị chúng ta kéo qua rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, rồi cũng sẽ có một ngày chúng ta vượt qua Thâm Uyên." Lý Bình An cười nói ra, không ngừng cố gắng. Hắn đưa họa trục trong tay cho Thanh Tuyết. Thanh Tuyết tiếp nhận họa trục, nghi hoặc hỏi, "Sư phụ, đây là cái gì?" Một bức tranh, tìm chỗ treo nó lên. Vâng ạ, Bạch Hiểu Thuần hiếu kỳ hỏi, "Sư phụ, Thanh Loan tiên tử thế nào? Còn cả ma chủ kia nữa?" Những người khác cũng đều tò mò nhìn Lý Bình An lý bình an cười nói thanh loan tiên tử đã phong ấn ma chủ kia ma chủ đã tương hợp cùng thiên địa dù là thanh loan cũng không cách nào chém giết hắn chỉ có thể phong ấn hắn lại bạch hiểu thuần kinh hỉ kêu lên phong ấn ma chủ sao thanh loan tiên tử thật lợi hại thạch hạo lo lắng hỏi sư phụ thanh loan tiên tử phong ấn ma chủ ở đâu nhỡ đâu bị các ma chủ khác cứu mất thì làm sao bây giờ lý bình an nhìn về phía họa trục trong tay thanh tuyết nói ngay tại nơi này thanh tuyết kinh ngạc nói sư phụ ngay trong bức họa này thanh tuyết hơi bối rối nói sư phụ có khi nào con làm hỏng bức họa không cần phải chú ý những gì nếu ma chủ chạy mất thì làm sao bây giờ lý bình an cười nói yên tâm đi trong bức họa này có lực lượng của thanh loan sao con có thể làm hư được cứ tìm chỗ rồi treo lên thôi vâng chuyện được đọc bởi kênh haleji audio thanh tuyết cầm họa trục chạy đến tam thanh đại điện suy nghĩ một hồi vẫn là nơi đó an toàn nhất Sư phụ, con cũng đi nhìn thử. Con cũng đi. Con vẫn chưa thấy qua ma chủ bị phong ấn bao giờ. Mấy đệ tử còn lại cũng vội vàng đi theo. Lý Bình An đi đến hậu viện, trở lại phòng của mình, hắn nhẹ nhàng ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng hơi chút chờ mong. Dựa theo tác phong của hệ thống trước giờ, chắc chắn sẽ có phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng. Đinh. Chúc mừng Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, phản kích lại thâm uyên. Đánh giá nhiệm vụ, ất. Ban thưởng nhiệm vụ, Ngọc đỉnh chân nhân hóa thân phù đánh giá thúc chủ chấp trưởng thiên đạo pháp tắc vậy mà không mở nổi lối vào thâm uyên ngươi là heo sao đánh giá ban thưởng ngọc đỉnh chân nhân hóa thân phù có thể triệu hồi ra hóa thân của ngọc đỉnh chân nhân thời kỳ toàn thịnh chuẩn thánh tu vi ngọc đỉnh chân nhân ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn đệ tử từng dùng tuyệt tiên kiếm tìm hiểu ra một loại tuyệt tiên kiếm kiếm ý cầm trong tay chảm tiên kiếm chém xuống quần tiên như sao băng lý bình an giận dữ trong lòng thầm mắng ngươi mới là heo không mở được lối vào thâm uyên là lỗi của ta sao là do thế giới này sai bản nguyên của vô tận hư không quá yếu ta còn cách nào chứ ta có thể nghĩ ra biện pháp mở ra thâm uyên thông đạo đã là tốt lắm rồi liên quan tới chuyện này lý bình an nhất định phải tranh luận với hệ thống cho tới cùng đây không phải lỗi của ta là thế giới này sai ta không phải heo đinh dương tiễn mở ra lối vào thâm uyên đinh na cha mở ra lối vào thâm uyên lý bình an đột ngột trợn to mắt lúc này mới nhớ tới hình như dương tiễn cùng na cha đều từng mở ra lối vào thâm uyên trinh chiến thâm uyên lý bình an có chút chột dạ hỏi hệ thống bọn hắn là làm thế nào mà được đinh tốt bụng nhắc nhở dùng phá giới chi lực có thể mở ra vách ngăn thời không lý bình an cười bồi nói cái kia có thể dạy ta cái này hay không sau này ngươi muốn chửi bới thế nào cũng được đinh cảm nhận được tấm lòng học hỏi mãnh liệt của túc chủ ban thưởng khai thiên nhất kích đánh giá ban thưởng khai thiên nhất kích là do tam thanh thánh nhân lĩnh hội từ chuyện bản cổ khai thiên mà sáng tạo ra có thể là kiếm pháp thủ pháp hoặc đao pháp không có bất kỳ bắt buộc gì khai thiên nhất kích nghe qua rất mạnh lý bình an vội vàng nói trong lòng nhận lấy ban thưởng khai thiên nhất kích nguyên thần lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn độn một đạo quỹ tích sáng tỏ xẹt ngang hỗn độn hỗn độn bị chia cắt mạnh mẽ thanh khí lên cao chọc khí hạ xuống quỹ tích kia càng ngày càng rõ ràng trong đầu cuối cùng hóa thành một đạo kiếm ý sắc bén vô song tràn ngập trong não. Mặt trời lên mặt trời lặn, năm tháng như thoi đưa, sau mấy tháng Lý Bình An hoảng hốt vươn tay, dùng ngón tay làm kiếm sẹt ngang một đường trước mặt, thì thầm, khai thiên nhất kích. Một đạo hào quang sáng rực vụt qua, oanh, một tiếng vang vọng khắp căn phòng, căn phòng hơi rung lên, trên vách tường trước mặt xuất hiện một vết kiếm, trong nháy mắt đã được sửa chữa khôi phục bộ dáng bắt đầu. Lý Bình An bừng tỉnh, vậy mà lại phá được cả tam thanh quan. Hắn kinh hỉ thầm nghĩ thật mạnh, lại duỗi tay ra, Thất tinh thần kiếm lập tức bay ra rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Đại môn kéo kẹt mở ra, Lý Bình An từ bên trong bay ra ngoài, lơ lửng trên không tam thanh quan. Thất tinh thần kiếm trong tay hắn keng một tiếng ra khỏi vỏ, hắn dùng tâm thần cảm ứng kim cô ở thâm uyên, thất tinh thần kiếm trong tay bất chợt vung ra, xẹt ngang không trung theo một đường quỹ tích sáng tỏ. Hư không trước mặt lặng lẽ bị xé rách, một khe hở xuất hiện trước mặt hắn, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy được vẻ mặt kinh hãi của ảnh ma hoắc thương khe hở biến mất trong nháy mắt, ánh mắt Lý Bình An đầy vui mừng, quả thực khai thiên nhất kích có thể chém mở tinh bích. Lý Bình An từ trên không trung bay xuống hậu viện, trong lòng thầm nghĩ, nhận lấy ban thưởng ngọc đỉnh chân nhân hóa thân phù. Trước mặt Lý Bình An xuất hiện một vòng xoáy, từ trong vòng xoáy một tấm thẻ chậm rãi rơi xuống. Lý Bình An vươn tay chộp lấy tấm thẻ, vòng xoáy lập tức biến mất. Hắn cầm tấm thẻ đưa lên trước mặt quan sát, trên mặt thẻ vẽ một ngọn núi hùng vĩ, một lão đạo đứng ở trên đỉnh núi ánh mắt thâm thúy nhìn về phương xa một đầu tóc hoa dâm tung bay theo gió trên vai lão đạo vác một thanh tiên kiếm cả người tỏa ra khí chất cô đơn tiêu điều lý bình an bị hình ảnh trong tấm thẻ ảnh hưởng vẻ mặt hắn hơi hốt hoảng sau đó lập tức bừng tỉnh hắn tranh thủ cất tấm thẻ vào vĩnh hằng thần giới oanh bảy phương thần vực đồng thời rung lên bảy ý chí vĩ đại đồng thời thức tỉnh trong chốc lát phong vân biến ảo thất thải thần quang bao phủ toàn bộ vĩnh hằng thần giới Tất cả chúng thần trong Vĩnh Hằng Thần Giới đều run lên, ánh mắt sợ hãi nhìn thiên địa đại biến. Võ Thần Thần Vực, Dương Bình Đại Đế mở to mắt, thân ảnh lóe lên xuất hiện bên trong Võ Thần Điện. Hắn xoay người thi lễ, cung kính nói: "Cung nghênh Võ Chi Chúa Tể." Trong chốc lát thời không biến hóa, Dương Bình Đại Đế biến mất khỏi Võ Thần Điện, xuất hiện lại trong một hư không vĩnh hằng yên tĩnh. Một nam tử trung niên cường tráng tóc rối đang ngồi xếp bằng giữa hư không, đây chính là Võ Chi Chúa Tể Hạng Vũ võ chi chúa tể hạng vũ cười, Dương Bình, đến ngồi. Dương Bình đại đế nhẹ nhàng đi đến trước mặt võ chi chúa tể, ngồi xuống xếp bằng. Võ chi chúa tể búng ngón tay, trước mặt xuất hiện một đoàn thần hỏa, hắn lại đưa tay sang bên cạnh chảo một cái. Giống. Ngao ơi là ai? Tiếng thú giống hoảng sợ phẫn nộ vang lên. Trong tiếng thú giống, một đầu thần vương yêu thú bị lôi ra, nó hoảng sợ ra sức dãy ruộng. Võ chỉ chúa tể đưa tay bắn một cái, đầu của yêu thú lập tức nổ tung, hắn tiện tay ném thi thể yêu thú cho Dương Bình, nói, đã lâu rồi không ăn đồ nướng. Dương Bình đại đế thuần thục xẻ thịt yêu thú, gỡ chân sau của yêu thú ra, nướng nó trên thần hỏa. Võ chi chúa tể hỏi, rốt cuộc vô tận hư không đã xảy ra chuyện gì? Dương Bình đại đế rắc ra vị lên trên chân yêu thú, nói, vô tận hư không đột nhiên xuất hiện một hồng hoang thần hệ, thống nhất toàn bộ vô tận hư không. Đốc chiến thần vương chúng ta phái xuống đều bị chém giết, ngay cả liên quân được phái đi cũng, tổn thất hầu như không còn. Ồ, Võ chi chúa tể nhướng mày hỏi, lai lịch của Hồng Hoang thần hệ này là gì? Dương Bình Đại đế lắc đầu nói, chúng ta không biết, cứ như đột nhiên xuất hiện vậy. Thâm Uyên cũng từng thảo phạt vô tận hư không, phái đi hơn 30 vị ma vương cùng một vài tồn tại trên cả ma vương khác, tất cả đều không công mà về. Trải qua trận đại chiến kia, chúng ta nhất trí quyết định tạm hoãn chừng trị vô tận hư không. Võ chi chúa tể hỏi, vì sao? Dương Bình Đại đế ngưng trọng nói, bởi vì lần này thâm uyên xuất hiện một nữ ma vương rất quỷ đị rõ ràng là ma vương chỉ cảnh lại có thể phát huy được thực lực trên cả ma vương có thể đánh đến lưỡng bại câu thương với hồng hoang thần hệ chi chủ cho nên chúng ta quyết định tạm hoãn đối phó vô tận hư không để đạo chủ đi ngăn cản thâm uyên võ chi chúa tể không thèm để ý chút nào nói thần vương có mạnh hơn nữa cũng chỉ là hạng sâu kiến nhưng người có biết vô tận hư không còn có thần chủ dương bình đại đế quả quyết đáp tuyệt không có khả năng thâm uyên chúa tể truyền tin đến vô tận hư không thần chủ thanh loan phong ấn tham thực ma chủ ngay tại thâm uyên dương bình đại đế ngơ ngác nhìn võ chi chúa tể quên cả chuyển động chân yêu thú trong tay võ chi chúa tể ngưng trọng cường điệu nói tiếp đây là sự thực dương bình đại đế thì thầm vô tận hư không có thần chủ vô tận hư không căn bản là không cách nào để thần chủ tồn tại không có gì là không thể không phải trước đó cũng cho rằng vô tận hư không không có khả năng tồn tại thần vương sao nhưng thần vương và thần chủ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dương Bình Đại Đế lại lập tức hỏi, "Chúa tế, thần chủ này đến từ đâu? Là viễn cổ dư nghiệt sao? Không phải thời kỳ viễn cổ, bảy vị chúa tể liên thủ hủy diệt vô tận hư không, không một thần chủ nào còn tồn tại?" Dương Bình Đại Đế đột nhiên nói ra, "Có phải là Vĩnh Hằng chi chủ?" Võ Chỉ Chúa Tể sắc mặt đại biến, khí tức cuồng bạo càn quét toàn bộ hư không, thần hỏa trước mặt lập tức bị dập tắt khi thể yêu thú hóa thành cho tàn dưới khí tức khủng bố. Dương Bình Đại Đế ngồi xếp bằng trên đất, tóc dài bay múa, áo bào bay phất phới. Võ Chi Chúa Tể nghiêm túc nói: vì sao ngươi lại biết đến vĩnh hằng chi chủ? Dương Bình Đại Đế hỏi ngược lại: chúa tể, vì sao trí nhớ của ta không được đầy đủ? là ngươi xóa đi trí nhớ của ta. khí tức của Võ Chi Chúa Tể ngừng lại, khí thế cuồng bạo cũng được thu về. hắn nghiêm nghị nói: ta không xóa đi trí nhớ của ngươi, là tám tôn chúa tể liên thủ ẩn giấu thiên cơ làm biến mất đi mọi chuyện liên quan đến vĩnh hằng chi chủ. Tám tôn chúa tể, bao gồm cả thâm uyên chúa tể. Đúng thế Dương Bình Đại Đế liền vội vàng nói, vì sao chứ? Chúa tể, rốt cuộc vĩnh hằng chi chủ là cái gì? Sao ta cảm thấy nó rất quan trọng? Hắn do dự một chút mới thận trọng nói tiếp, còn quan trọng hơn cả ngày nữa. Võ chi chúa tể ung dung nói, nếu ngươi đã biết, hôm nay ta liền nói rõ hết mọi chuyện với ngươi, đỡ cho ngươi suy nghĩ sai lệch. Đa tạ chúa tể võ chi chúa tể ngưng trọng nói ra, vĩnh hằng chi chủ chính là sáng thế thần của thế giới chúng ta. Trong đầu dương bình đại đế như nổ vang lên, hắn hốt hoảng một chút, sợ hãi hô, sáng thế thần. Trái tim hắn đập bình bịch. Sáng thế thần mở ra thế giới chúng ta giữa vô tận hỗn độn này, ngài sáng tạo ngàn vạn chủng tộc, điểm hóa thần linh, chính là phụ thần của chúng ta, một tồn tại vĩ đại và bất hủ. Dương Bình Đại Đế liền vội vàng hỏi, Chúa Tể, Vĩnh Hằng Chi Chủ đang ở đâu? Võ chỉ Chúa Tể lạnh nhạt nói, đã chết. Dương Bình Đại Đế đần mặt ra nhìn Võ Chỉ Chúa Tể, ngài vừa mới nói ngài ấy là tồn tại vĩ đại bất hủ mà. Dương Bình Đại Đế thì thầm, sao lại như vậy? Sao sáng thế thần lại chết? Hắn ngẩng đầu kinh hãi nhìn Võ Chỉ Chúa Tể, chẳng lẽ là tám tôn Chúa Tể liên thủ lại đánh bại sáng thế thần? Võ Chi Chúa Tể đen mặt, nói, chớ suy nghĩ lung tung, vĩnh hằng chi chủ chết không liên quan gì đến chúng ta cả. Ngài ấy là bỏ mạng bên trong hỗn độn, khi ấy ta xuyên qua vô tận hỗn độn, mơ hồ nhìn thấy một tôn huyền hoàng sắc bảo tháp, có 30 tầng trấn áp sáng thế thần. Sau khi sáng thế thần chết, ngài chỉ truyền về một câu, bí mật thành tựu vĩnh hằng chính là vô tận hư không. Chính là vô tận hư không bị chúng ta phá diệt liên tục. Võ chi chúa Tể tiếp tục nói, sau khi sáng thế thần ngã xuống, đám chúa Tể bọn ta đều hốt hoảng tâm thần, trở nên sợ hãi hỗn độn thâm thúy kia cực độ. Thế là tám chúa Tể chúng ta liền liên thủ phong ấn thế giới, cũng che đậy mọi tin tức liên quan tới sáng thế thần. Sau này tám chúa tể chúng ta đều toàn lực dò xét vô tận hư không, tìm kiếm bí mật thành tựu vĩnh hằng. Nhưng dù cho chúng ta đã tìm kiếm mỗi tác đắc của vô tận hư không, vẫn không đạt được bất kỳ kết quả nào. Dường như bí ẩn thành tựu vĩnh hằng chi chủ chỉ là một hồi âm mưu. Vạn năm sau, thâm uyên chúa tể đột nhiên nổi điên, bắt đầu dùng thâm uyên cắn nuốt vô tận hư không. Chính vì vậy đã gây nên chúa tể chi chiến, thâm uyên chúa tể bị chúng ta chấn áp. Nhưng chuyện của Thâm Uyên Chúa Tể cũng đã thức tỉnh chúng ta, nếu đã không tỉnh được, vậy thì hủy diệt triệt để đi. Phá hủy vô tận hư không, biết đâu thứ bị ẩn nấp bên trong lại vì thế mà xuất hiện. Dương Bình Đại Đế thì thầm, đây chính là nguyên nhân bảy tôn chúa tể hợp lực hủy diệt vô tận hư không, thời kỳ viễn cổ. Vô tận hư không thân chủ đẫm máu, thần vương rên rỉ, ngàn vạn sinh linh kêu khóc. Võ chi chúa tể Hạng Vũ nghiêm nghị nói, vì thành tựu vĩnh hằng, có hy sinh lớn hơn nữa cũng đáng đừng nói chỉ là một cái vô tận hư không, dù phải phá hủy cả vĩnh hằng thần giới này cũng không tiếc. Vậy đã tìm được phương pháp thành tựu vĩnh hằng chi chủ chưa? Võ chi chúa tể hạng vũ cười ha ha nói, đương nhiên tìm được rồi. Sau khi vô tận hư không bị hủy diệt, thiên địa bản nguyên của đại thế giới hiển hiện rõ ràng, nó được thai ngén tân sinh dưới sự hủy diệt. Thế giới, sinh mệnh, pháp tắc, tất cả đều được sinh ra, xuất hiện ngay trước mắt, Mỹ diệu đến thiết đại thế giới bản nguyên giao hòa cùng ta khoảnh khắc đó ta sẽ hóa thân thành vĩnh hằng chi chủ, ta sẽ thấy được sự huyền ảo và vĩ đại của vĩnh hằng chi chủ. Các chúa tể khác cũng như thế sao? Đương nhiên, nếu không ngươi nghĩ vì sao chúng ta lại phải phát động chư thần chi chiến liên tục, chính là để thiên địa bản nguyên hiển hiện. Chúng ta tin chắc, chỉ cần không ngừng hấp thu lĩnh ngộ thiên địa bản nguyên, liền có thể bước vào vĩnh hằng chỉ cảnh, mà điều đó đã không còn xa nữa. Võ chi chúa tể hạng vũ nhìn Dương Bình Đại Đế, nghiêm túc nói, vì con đường vĩnh hằng của ta, nhất định không thể để vô tận hư không bị thâm uyên cắn nuốt. Dương Bình Đại Đế nghiêm túc gật đầu đáp, ta hiểu được. Võ Chi Chúa Tể cười nói, vậy nên làm thế nào? Thân chủ không cách nào hạ giới, thần vương lại không phải đối thủ của vô tận hư không. Hiện tại vô tận hư không cũng đã vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, mọi chuyện rơi vào bế tắc. Dương Bình Đại Đế nhìn thẳng Võ Chỉ Chúa Tể, nói, nếu thâm uyên muốn mượn tay chúng ta hủy diệt vô tận hư không, vậy chúng ta liền làm như mong muốn bọn hắn, chen vào một tay. Chen như thế nào? giúp vô tận hư không cắn nuốt thâm uyên chỉ cần vô tận hư không cắn nuốt hết thâm uyên bản nguyên của nó sẽ được tăng cường đến lúc đó chúa tể có thể giáng lâm trực tiếp xuất thủ xóa sổ toàn bộ biến số một lần nữa đưa vô tận hư không vào trong tầm kiểm soát mà vô tận hư không bản nguyên tăng cường lại càng có lợi cho sự ngộ đạo của chúa tể ngộ đạo võ chỉ chúa tể hạng vũ thì thầm cười ha ha nói không sai chính là ngộ đạo đại đạo huy hoàng của ta cùng lúc đó trong một thần vực khác tại một thế giới hoàn toàn là nước, một đóa hoa hồng mở ra. Bên trong hoa hồng khổng lồ đặt một cái bàn, có hai người đang ngồi đối diện nhau, thủy vực chung quanh có rất nhiều cá bơi tung tăng, cá heo đuổi nhau, thỉnh thoảng còn có con nhảy ra khỏi mặt nước, hình ảnh hết sức an hòa. Joyce trừng to mắt, khó có thể tin nói, chỉ một nhánh trà cây đã giết chết sáng thế thần. Thủy chỉ chúa tể boy ung dung nói, ta chỉ thấy được một nhánh trà cây, nó tản ra thất thải bảo quang, đánh bại sáng thế thần vĩ đại. Joyce, bên ngoài rất nguy hiểm, cho nên ta cần vĩnh hằng chi chủ lực lượng, ngươi phải giúp ta. Joyce gật đầu ngưng trọng nói, vâng. Chúa tể, ngài muốn ta làm thế nào? Boy cười nói, Joyce, ta muốn ngươi trợ giúp vô tận hư không cắn nuốt thâm uyên, để vô tận hư không khôi phục sự cường thịnh. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Joyce nói, sau đó lại để Chúa tể xuất thủ xóa sạch toàn bộ dị số. Boy ôn hòa nói, Joyce. Chờ đến khi ta thành tựu vĩnh hằng, ngươi sẽ là tân thủy chi chúa tể. Joyce cảm kích nói, đa tạ chúa tể. Không lâu sau đó, từng tôn thần chủ đi ra từ trong thần vực của bảy đại chúa tể. Tất cả chúng thần đang âm thầm chú ý chuyện này đều cảm thấy bất an. Bảy vị chúa tể đồng thời có hành động, đây là sắp xảy ra đại sự rồi. Vô tận hư không, bên trong một tòa thần điện, bảy tôn chúa tể hóa thân đồng thời mở to mắt. Võ chi chúa tể ngưng trọng nói, các ngươi đều biết rồi. Phong thần vực Sarah thần chủ thì thầm, vĩnh hằng chi chủ, sáng thế thần, tại sao sáng thế thần vĩ đại lại bỏ mạng? Joyce nhân mày không vui nói, không được tùy tiện gọi lên danh hiệu đó. Trong lòng Sarah thần chủ lập tức nghiêm nghị, ngậm miệng ngay. Muốn giết chết một kẻ đạt cấp độ thần chủ đã là tất khó. Năm đó đó dù bảy vị chúa tể liên thủ đánh bại thâm uyên chúa tể, cũng không cách nào giết chết đối phương, huống chỉ là tồn tại sáng thế thần vượt xa chúa tế. Dù sáng thế thần đã chết cũng không được tùy tiện gọi thẳng tên. Dương Bình Đại Đế nói, Thâm Uyên muốn mượn sức mạnh vĩnh hằng thần giới tiêu diệt vô tận hư không? Đây ngược lại là ý kiến hay, nhưng đúng là đã quá xem thường vĩnh hằng thần giới chúng ta rồi. Hiện tại chúa tể muốn chúng ta giúp vô tận hư không tiêu diệt Thâm Uyên. Quang Minh thần vực hơ ti thần chủ, ôn hòa nói, Thâm Uyên chính là tà ác chỉ địa, cắn nuốt thì cắn nuốt đi. Hòa thần điện tinh lan đại đế ngưng trọng nói, nhưng tốt nhất là đừng để đạo chủ phát giác. Một khi đạo chủ phát giác có chúng ta nhúng tay, với trí tuệ của đạo chủ không khó để đoán ra ý nghĩ của chúng ta, sợ rằng đạo chủ sẽ không thuận theo, thậm chí liên thủ với thâm uyên cùng đối phó chúng ta cũng không phải là, không có khả năng. Thổ thần vực rít thần chủ liên tục gật đầu nói, không sai, đạo chủ thực sự là quá lợi hại. Các thần chủ còn lại đều khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trong thâm uyên, dạ vũ còn chưa biết, nàng mưu đồ vĩnh hằng thần giới, ngược lại bị bảy vị chúa tể của vĩnh hằng thần giới kia nhắm vào, năm đó đã không chơi lại bọn hắn, hiện tại cũng không, thật đáng thương. Thâm uyên có ngàn vạn chủng tộc, trong đó tại một phương đại thế giới có một chủng tộc gọi là hắc ám địa tỉnh, bởi vì bọn họ nhỏ yếu nên vẫn luôn biến thành đồ ăn của những chủng tộc khác, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể trốn xuống mặt đất, giấu mình trong các địa huyệt âm u ẩm ướt, trải qua cuộc sống nơm nớp lo sợ. Nhưng có một ngày, đột nhiên một địa tỉnh mang theo Thái Dương tỉnh quân vinh quang trở về, đem ánh sáng mặt trời và sự ấm áp đến dưới mặt đất, truyền thụ võ kỹ, dạy bảo tư tưởng, cũng chính nhờ vậy mà vận mệnh địa tinh phát sinh thay đổi. 40 năm sau, địa tinh đi ra khỏi lòng đất âm u, đối diện với thế giới bên ngoài. Trong thế giới thâm uyên tràn ngập quỷ ma ấy, địa tinh giết ra một đường máu, chiếm lĩnh vạn dặm non sông, thành lập địa tinh quốc gia. Oanh! Một thủ trào đầy lông từ trên bầu trời u ám giáng xuống, một thành trì hoàn toàn bị hủy diệt dưới thủ trào đó, mùi máu tanh tràn ngập. Trên trời mây đen cuồn cuộn, ngưng kết thành một gương mặt khổng lồ, nó nhìn xuống thành trì phía dưới, mở miệng quát, địa tinh thấp kém cũng xứng thành lập văn minh cho các ngươi lựa chọn thần phục hoặc là bị hủy diệt địa tinh quốc gia địa tinh tộc vương đi ra khỏi cung định theo sát phía sau hắn là một đám trưởng lão ai nấy mặt mày bi phẫn nhìn lên gương mặt khổng lồ kia thâm uyên ma thần quỳ xuống vô số năm tránh né vô số năm hiện tại còn muốn chúng ta ngục lạn trong bùn đất của các ngươi để sinh tồn tuyệt không có khả năng sau một lát gương mặt của thâm uyên ma thần biến mất địa tinh vương phẫn nộ nói đi đi thần điện Hắn mang theo một đám trưởng lão đi về phía xa. Phía dưới thành chỉ có một không gian dưới đất, trong không gian đó thờ phụng một bức tượng thần, trên trán tượng thần tỏa hào quang chói mắt, chiếu sáng toàn bộ không gian lòng đất. Một tiểu địa tinh nhỏ tuổi đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trước tượng thần, trong miệng niệm tụng đạo kinh. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, tiểu địa tinh lập tức mở to mắt, trong ánh mắt cháy lên bạch sắc hỏa diễm. Địa tinh vương mang theo một đám địa tinh trưởng lão đi đến trước tượng thần, quỳ xuống đất vái ba vái, thành kính thi thầm tân dương thái dương tinh quân tán dương thái dương tinh quân tiểu địa tỉnh cũng nhỏ giọng niệm một tiếng sau đó đứng dậy nói sao vương và chư vị trưởng lão lại đến đây bên ngoài đã xảy ra chuyện sao địa tinh vương cùng các vị trưởng lão đứng dậy ngồi xếp bằng trên bồ đoàn địa tinh vương nói bởi vì địa tinh tộc chúng ta tiếp nhận sự dạy bảo của thái dương tinh quân nên đã chống lại được ngoại địch càng ngày càng có nhiều thâm uyên chủng tộc đầu nhập chúng ta để cùng được tắm rửa trong hào quang của thái dương tinh quân tiểu địa tinh mừng rỡ nói như thế rất tốt địa tinh vương âm trầm nói tiếp chính vì chúng ta càng ngày càng cường thịnh dạo gần đây đã hấp dẫn sự chú ý của thâm uyên ma thần thâm uyên ma thần tự mình xuất thủ hủy diệt một tòa thành trì của chúng ta muốn chúng ta thần phục thâm uyên ma thần tiểu địa tỉnh giật mình lại vội vàng hỏi là ma thần nào hạ vị ma thần lục tý bạo viên căn bản là bây giờ chúng ta không đủ lực lượng ngăn cản thâm uyên ma thần tiểu địa tinh lẩm bẩm sau đó lại hỏi cho nên các ngươi dự định là địa tinh vương ngưng trọng hỏi thần sứ ngài từng nói chỉ cần đủ tế phẩm là có thể cử hành hiến tế mở ra thiên môn triệu hoán thần linh giáng lâm tương trợ tiểu địa tinh gật đầu nói đúng thế hắn do dự một chút lại nói nhưng chúng ta cũng không có vật phẩm nào thật sự chân quý để mà hiến tế dựa vào tế phẩm hiện tại của chúng ta nhiều nhất cũng chỉ mở được một chút thiên môn mời được một tôn thiên binh cấp thấp nhất đã là cực hạn và thực lực cụ thể thế nào chúng ta cũng không rõ ràng địa tỉnh vương cắn răng một cái nói thần sứ ta muốn liều một chút ta không muốn lại trở thành đồ ăn nữa các trưởng lão còn lại đều gật đầu ánh mắt kiên định nhìn thần sứ thần sứ gật đầu nói được vậy ngày mai hiến tế địa tỉnh vương cùng chư vị trưởng lão đều đứng dậy cung kính cúi đầu cảm kích nói đa tạ thần sứ ban đêm ở thâm uyên hết sức lạnh mà ban ngày thì sương mù mông lung tại không gian dưới đất mấy ngàn thái dương tinh quân tín đồ quỳ gối trước tượng thần thành kính cầu nguyện địa tinh thần sứ nâng một khối hắc thạch đi đến trước tế đàn đặt nó lên trên tế đàn sau đó thành kính cúi đầu lại lui về quỳ xuống bồ đoàn dập đầu nói thái dương tỉnh quân vĩ đại ngài là quang minh ngài là ân điển ngài là nguồn sinh mệnh của vạn vật vô tận vinh quang đều là của ngài tín đồ của ngài ở đây cầu nguyện mong quang mang của ngài vẩy xuống thâm uyên để tín đồ của ngài tắm rửa trong ánh hào quang chúng ta nguyện dâng lên hắc long thạch làm tế phẩm cả tộc tế tự thỉnh cầu ngài cứu rỗi các địa tỉnh còn lại cũng kích động nhau nhau thì thầm chúng ta nguyện dâng lên hắc long thạch làm tế phẩm cả tộc tế tự thỉnh cầu ngài cứu rỗi ông tế đàn sáng lên hắc long thạch bất chợt biến mất từ trên tế đàn phát ra một đạo quang trụ bé nhỏ xuyên qua mặt đất bắn về phía không trung không trung lập tức phát sinh vạn vẹo từng đạo quang mang lưu chuyển giống các ngươi đang làm cái gì một thanh âm tức giận vang lên ngay sau đó một cự chảo đầy lông kéo dài cả ngàn dặm xuất hiện chụp về phía thành trì trên không trung quang mang lưu chuyển đột nhiên vỡ ra một cái khe một bóng người lao ra từ trong khe lấy gió làm thương toàn thân rực lửa oanh ngọn thương vung lên đâm xuyên cự chảo đầy lông cự chảo khổng lồ dài cả ngàn dặm lập tức gãy đôi máu tươi phun ra ngao ôi tiếng gầm rú đầy thống khổ vang lên bóng người đó dừng giữa không trung hiện rõ là một thiên binh mang thần giáp màu đỏ áo choàng sau lưng tung bay khuôn mặt kiên nghị trên trán in hình hỏa diễm thiên binh vung tay lên nửa cự chảo kia lập tức biến mất, có thế nào cũng là vật liệu cấp tiên thần, không thể lãng phí. Giống, một thân ảnh viên hầu cao 10 mét xuất hiện, phía sau nó là năm cánh tay hoàn hảo và nửa cánh tay đẫm máu. Hầu viên phẫn nộ vọt về phía thiên binh trên trời, năm cánh tay sau lưng giang ra, trong tay lần lượt xuất hiện các loại vũ khí như lang nha bổng, diều, bạch cốt trùy. Thiên binh nhìn hắn, Kinh miệt nói, nghiệt xúc, áo choàng sau lưng tung bay, nháy mắt phóng lên tận trời. Oanh 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 hai tôn thần linh ở trên trời triển khai đại chiến, thân ảnh rực lửa giao thoa với thân ảnh màu đen, chiến đấu xảy ra rất đột nhiên, kết thúc cũng vô cùng nhanh chóng. Trên trời vang lên tiếng gào thét của bạo viên, đồng thời có máu tươi bắn ra, một thân ảnh rực lửa từ trên trời giáng xuống, tựa như một quả thiên thạch đè ép bạo viên rơi xuống, một tiếng ầm vang lên thẳng ở ngoài thành. Trong chốc lát mặt đất rung lên, đất đá tung bay vài trăm mét. Các cường giả trong thành vội vàng bay đi lao ra khỏi thành vừa ra ngoài thành, hầu như đồng tử mọi người đều co rụt lại, chỉ thấy bên ngoài thành xuất hiện một cái hố lớn rộng cả trăm mét, lục tí bạo viên nằm dài trong hố, trên trán bị một thanh trường thương xuyên thủng, đứng bên cạnh hố là một thiên binh uy vũ mặc giáp đỏ, trên thân không nhuốm bụi trần, không có lấy chút vết máu. Địa tinh vương vội vàng quỳ xuống, kích động kêu lên, bái kiến thượng sứt những người khác như tỉnh lại từ trong mộng, tất cả lập tức quỳ mọp xuống đất, kích động kêu lên, bái kiến thượng sứ. Thiên binh duỗi tay ra, thần thương nháy mắt rút ra khỏi chán bạo viên, bay về tay thiên binh. Thiên binh vung tay lên, thi thể bạo viên ở trong hố lập tức biến mất. Thân ảnh thiên binh lóe lên một cái xuất hiện trước mắt địa tinh thần sứ, mở miệng nói, ngươi chính là tín đồ của Thái Dương tinh quân ở thế giới này. Địa tinh thần sứ cung kính nói, vâng, đều đứng lên đi. Thiên binh ra lệnh một tiếng, mọi người liền đứng lên ngay, có chút khẩn trương nhìn thiên binh. Thiên binh nói, ta là thiên binh phòng thủ bên ngoài thần điện của Thái Dương tinh quân lần này phụ mệnh hạ giới giúp các ngươi một chút sức lực. Địa tinh thần sứ cảm kích nói, đa tạ đại nhân. Những người còn lại cũng đều vui sướng, vẫn luôn biết Thái Dương tinh quân rất mạnh, nhưng mạnh bao nhiêu thì chưa có một khái niệm chính xác. Hiện tại thấy một thiên binh, phòng thủ của Thái Dương tinh quân lại có thể chém giết một ma thần. Vậy thì Thái Dương tinh quân chí ít cũng phải là ma thần cấp bậc thiên ma, thậm chí còn có thể là thâm uyên lãnh chúa. Thiên binh lại không vui nói, nhưng tế phẩm các ngươi cung cấp thật sự là quá kém, thiên môn mở được quá hẹp lúc ta đến đây vô cùng miễn cưỡng đám người địa tỉnh vương vội vàng sợ hãi bái lại nói chúng ta có tội không tính là sai lầm gì nhưng lần sau nhất định phải chuẩn bị tế phẩm kỹ càng một chút thiên binh đưa tay vỗ lên trên người địa tinh thần sứ hai người nháy mặt biến mất một giây sau đã xuất hiện trước tượng thần của thái dương tỉnh quân dưới lòng đất thiên binh quay người nhìn về phía địa tinh thần sứ nói các ngươi cần phát triển mau chóng tìm kiếm tế phẩm có thể đại biểu cho vị diện thế giới này gấp rút mở ra thiên môn địa tinh thần sứ cung kính nói đại nhân thực lực của chúng ta không đủ trước đó chỉ có thể phát triển cẩn thận chính là sợ khiến thâm uyên ma thần chú ý hiện tại đã có đại nhân đến đây chúng ta không cần sợ gì nữa cả thiên binh lắc đầu nói không ảnh hưởng của các ngươi ở thế giới này quá nhỏ tín ngưỡng không đủ để thái dương tinh quân tượng thần bao phủ ra ngoài địa tinh quốc gia của các ngươi cho nên ta không cách nào bước ra khỏi địa tinh quốc gia địa tinh thần sứ kinh hoàng nói kia vậy phải làm thế nào tuyên truyền tín ngưỡng tìm kiếm thần vật nếu có thể mở ra thiên môn hư không pháp tắc xâm lấn chung quanh thâm uyên thì sẽ không còn bị bó chân buộc tay nữa địa tinh thần sứ liên tục gật đầu kiên định nói nhất định chúng ta sẽ hết sức thiên binh ngừng trọng nói tiếp cần phải nhanh lên vì chuyện ta giáng lâm sẽ không giấu được lâu thời gian tiếp theo địa tinh quốc gia bắt đầu phát triển liên tục chủ động truyền bá tín ngưỡng khởi xướng chiến tranh tìm kiếm tài nguyên tiến hành hiến tế địa tinh quốc gia cấp tốc khoách trương, khiến thâm uyên ma thần chung quanh chú ý. Lần lượt có một vài tôn ma thần đến đây, nhưng đều bị các thiên binh giáng lâm hạ sát. Trong thời gian mấy năm, địa tình quốc gia khoách trương đến toàn bộ phương Bắc, chiếm cứ một phần tư cương thổ của thế giới, giống như một quái vật khổng lồ liên tục xâm chiến ra bốn phía. Thâm uyên, trong một không gian dưới lòng đất, một dòng huyết hà chảy xiết uốn lượn quanh một tòa cung điện, bên trong cung điện có một huyết trì, toàn bộ huyết trì được bao phủ bởi màn che màu đỏ. Bên trong huyết trì, một mị ma xinh đẹp đang ngồi trên người một kẻ cường tráng vận động gấp gáp, tiếng thở dốc trầm thấp xen lẫn với tiếng kêu vui thích truyền ra, thân ảnh của hai người in bóng lên trên màn tre, khí tức sắc dục tràn ngập đại điện. Bên ngoài màn tre, hai ác ma mặt mày sưng vêu đứng yên lặng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Sau một lát, trong một tiếng kêu thỏa mãn, thân ảnh ác ma cường trán trên màn tre khô cạn với một tốc độ mà mắt Trần có thể thấy được, từ trong cơ thể bắn ra máu, văng khắp màn tre cuối cùng biến thành một thân ảnh khô cạn nhỏ gầy chìm xuống huyết trì. Một dáng người uyển chuyển nhảy ra từ trong huyết trì, một bóng đen ở bên cạnh bay lên, bao phủ lấy dáng người uyển chuyển kia. Màn che được kéo ra, một nữ mị ma khoác sa mỏng từ bên trong bước ra, xuyên qua sa mỏng có thể thấy được cảnh xuân ẩn hiện. Nữ mị ma đi đến chủ vị, nằm nghiêng trên thần tọa, một chân vung lên gác trên cái đùi của chân còn lại, lộ ra da thịt trắng bóng. Hai ác ma vội vàng quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói, bái kiến cấp Huyết Thiên Ma miện hạ. Nữ mị ma duỗi ngón tay bén nhọn của mình, đưa lên trước mặt quan sát, lại yếu ớt nói, hai thượng vị ma thần lại thua dưới tay mấy tên hạ vị ma thần, các ngươi nói xem, ta nên xử trí các ngươi thế nào đây? Nữ mỹ ma nhìn bọn hắn, liếm liếm bờ môi đỏ máu, nói, nếu không liền ban thưởng các ngươi thị tầm đi. Hai ác ma kia lập tức quỳ hẳn xuống, nằm dạp trên mặt đất toàn thân run rẩy. Lục giác ác ma kích động kêu lên, miệng hạ tha mạng. Là ta chủ quan, thời điểm hắn đánh tới ta không hề tránh, nên mới không cẩn thận rơi vào thế hạ phong, cầu miệng hạ lại cho ta một cơ hội, ta nhất định lấy thần cách của bọn hắn dâng lên cho miệng hạ. Nữ mi mà ung dung nói, không tránh sao? Vậy còn ngươi? Ngươi cũng không tránh. Hai cánh ác ma bên cạnh ngẩng đầu cười ngượng ngùng nói, cái kia, cũng là ta chủ quan, bị bọn hắn đánh lén, người trẻ tuổi không nói chuyện võ đức, đột nhiên ra tay đánh lén khiến ta không cẩn thận bại trận. Hai người đồng thời kêu lên, câu miệng hạ lại cho ta một cơ hội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ mi ma lạnh lùng nói, còn muốn cơ hội gì, lại bại một lần sao? Nữ mị ma xoay người ngồi dậy, lạnh giọng nói, lần này ta muốn tự mình đi xem, thật muốn xem xem là ai dám đối nghịch với ta, một đám tiểu địa tinh cũng dám lật trời. Hai ác ma lết nhau, trong lòng thả lỏng, rốt cuộc sống lại rồi. Mấy ngày sau, lúc trời tờ mờ sáng, bầu trời phương Nam tràn ngập huyết sắc, dần dần di chuyển về phương Bắc, mùi huyết tinh bao phủ thiên địa, khiến ai ngửi thấy đều muốn ói, những nơi đi qua ma thần nhao nhao biến sắc huyết sắc càng đến gần, mùi huyết tỉnh càng nồng đậm, thanh ầm ầm như vạn thú lao qua từ không trung chuyển đến. Một vài cường giả có thực lực cao trong địa tỉnh quốc gia lập tức cảm nhận được, ở đâu ra huyết vân chứ? Rõ ràng là một dòng huyết hà dậy sóng ập đến. Phía trên huyết hà có một hoa thuyền, từ trong hoa thuyền truyền ra tà âm, vô số sinh linh phía dưới nghe được tà âm này đều dao động tâm thần, trong đầu xuất hiện đủ loại huyễn tượng. Sáu vị thiên binh thiên tướng mặc thần giáp đi ra từ trong địa tinh vương cung, hóa thành sáu đạo thần quang bay thẳng lên trời dừng lại một tiếng hét lớn vang giữa thiên địa tất cả chúng sinh bên dưới đều chấn động tâm thần lập tức tỉnh lại từ trong đủ loại huyễn tượng sáu vị thiên binh thiên tướng giao thoa trên không trung lại hét lớn một tiếng một thiên la đại trận cỡ nhỏ được hình thành tạo nên lưới thần lực ngăn trước huyết hà huyết hà đang chảy mãnh liệt lập tức dừng lại tả âm trong thuyền hoa biến mất một thân ảnh vũ mị đột nhiên xuất hiện ở đầu thuyền ngưng trọng nhìn sáu thân ảnh trước mắt chậm rãi nói ra Thiên Đình, kể từ khi Hồng Hoang thần hệ xuất hiện tại Vô Tận hư không, những ma thần từng giao thủ với Hồng Hoang đều hiếm khi trở về. Ngay cả lần hành động rầm rộ xâm lấn Vô Tận hư không khi trước, cũng chỉ có mấy chục tôn thần vương vĩ đại trở về được, chứ còn Thâm Uyên lãnh chúa thì một đi không trở lại. Cho nên, số Thâm Uyên ma thần biết đến uy danh của Hồng Hoang Thiên Đình địa phủ là rất nhiều, nhưng chân chính gặp được Thiên Đình địa phủ lại rất ít, không giống với hai tên ma thần nhà quê kia cấp huyết thiên ma thật sự từng gặp qua hồng hoang thiên đình, địa phủ thần linh, mặc dù chỉ thấy qua hình chiếu được ghi chép lại, nhưng nàng ta tuyệt đối không thể quên những thân ảnh sát phạt vô địch đó. Trong sáu người trước mắt này, có một người là thiên tướng và năm người là thiên binh, cấp nhấp nhất trong thiên đình thần linh. Cấp huyết thiên ma trong lòng hốt hoảng, có thế nào cũng không nghĩ ra vì sao thiên đình lại đến thế giới của mình. Mặc dù thiên binh thiên tướng không đáng sợ, mình chỉ cần vẫy tay một cái là có thể hủy diệt hết bọn hắn, nhưng thực lực sau lưng thiên binh thiên tướng lại không thể coi thường. Thiên binh giáng lâm, chứng tỏ thiên đình đã chú ý đến thế giới này rồi. Thiên tướng cầm đầu ngưng trọng quát, người đến là ai? Cấp huyết thiên ma lập tức lấy lại tinh thần, cười mị hoặc một tiếng, nói, tiểu ca ca đừng hung ác như thế chứ, người ta đi nhầm chỗ thôi, sẽ rời đi ngay. Hoa thuyền chìm vào trong huyết hà, huyết hà cuồn cuộn đảo lưu chảy về hướng ngược lại, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Sáu vị thiên binh thiên tướng liếc nhìn nhau, nhất thời không có manh mối, vốn đang định liều chết đánh một trận, kết quả nàng ta lại bỏ chạy, chẳng lẽ đi nhầm chỗ thật. Thiên tướng nhấc tay, nói, trở về. Năm tôn thiên binh cùng hô, vâng. Thiên la đại trận giải thể, hóa thành sáu đạo thần quang bay vụt xuống. Huyết hà đảo lưu, ầm ầm sông vào lòng đất. Ngay sau đó, một tòa thần điện phá không lao đi, trực tiếp rời khỏi thế giới này. Hai ma thần ngẩng đầu nhìn thần điện đã biến mất không còn tâm tích, cả hai hoàn toàn câm nín, thiên ma miệng hạ chạy trốn sao đúng không bị địa tỉnh quốc gia dọa chạy hẳn là vậy đi vậy chúng ta làm sao bây giờ cũng thoát khỏi thế giới này hai cánh ác ma lắc đầu vô cùng cơ chí nói không ta muốn đi đầu quân cho địa tinh quốc gia thế lực có thể khiến thiên ma phải sợ hãi nhất định rất mạnh nói không chừng là thâm uyên lãnh chúa có lý lắm chúng ta cùng đi thôi hai người lập tức bay về phía địa tinh quốc gia cấp huyết thiên ma chính là người mạnh nhất ở thế giới này sau khi cấp huyết thiên ma thoát đi, không còn bất kỳ thế lực nào uy hiếp được địa tinh quốc gia nữa. Mặc dù quá trình khoách trương vẫn rất khó khăn, nhưng không còn nguy hiểm như trước. Một năm sau, địa tỉnh vương nâng một khối cự thạch kích động đi xuống thần điện dưới lòng đất. Sáu tôn thiên binh thiên tướng trong thần điện đồng loạt mở to mắt, nhìn cự thạch trong tay địa tỉnh vương. Địa tỉnh vương mong chờ nói, thượng sứ vĩ đại, khối hắc ma thạch này chính là bảo vật vẫn được lưu truyền trong thế giới chúng ta, có thể dùng nó làm tế phẩm mở ra thiên môn hay không? thiên tướng cầm đầu khích lệ nói người làm rất tốt có thể mở ra thiên môn dẫn dắt thái dương thần quang rồi địa tinh vương kích động nói đây là vinh quang của chúng ta đồng thời bên trong thâm uyên tĩnh mịch ẩn giấu từng khí tức mơ hồ kể từ khi cấp huyết thiên ma thoát đi tin tức hồng hoang thần hệ đang mưu đồ thế giới này đã không còn là bí mật dạ vũ ra lệnh một tiếng vô số ma thần lãnh chúa ma vương kể cả ma chủ đang mai phục chung quanh đều nhau nhau hương ánh mắt về thế giới này ông từ trong thế giới đó đột nhiên bắn lên một đạo quang trụ, chiếu thẳng ra bên ngoài thế giới, hình thành nên một vòng xoáy vạn vẹo, bên trong vòng xoáy xuất hiện một đại môn uy nghiêm, phía trên viết ba chữ lớn Đông Thiên Môn. Một tôn tinh quân mặt kim sắc quan bào bước ra từ trong thiên môn. Ngài đưa mắt ngắm nhìn thâm uyên hư không vực chung quanh, lại đưa tay chỉ về phía Đông Thiên Môn một cái, kính chiếu yêu trên Đông Thiên Môn lập tức bắn ra một đạo hào quang sáng tỏ, vô cùng bắt mắt giữa thâm uyên đen tối này hào quang tỏa dạng thâm uyên, từng tôn ma thần đều bại lộ. Tỉnh quân khẽ cười, nói, thật không ngờ mão nhật tinh quân ta đến thâm uyên lại được hoan nghênh như vậy. Đông đảo ác ma xếp hàng chào đón, thật sự là được sủng mà sợ. Đáng chết, một thanh âm thẹn quá thành giận vang lên, bản thân đường đường là một tôn thâm uyên lãnh chúa, lại bị một thiên thần nho nhỏ bước ra. Một đại thủ chộp về phía mão nhật, tinh quân, giống như thiên khung chi thủ bóp chết một con run dế. Ông, từ trong đông thiên môn bay ra một sợi lông vũ, trên lông vũ cháy lên bạch sắc hỏa diễm. Phốc, lông vũ tựa mũi tên xuyên qua đại thủ của ma thần, thái dương chân hỏa nhanh chóng lan khắp cánh tay hắn. Đáng chết, đây là lửa gì? Thâm uyên lãnh chúa kinh hãi quát lớn, cấp tốc vung tay chém luôn cánh tay kia đi. Cánh tay vừa rơi xuống liền bị thái dương chân hỏa bao trùm, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Một vầng thái dương từ trong thiên môn bay ra, lan tỏa nhiệt lượng vô cùng vô tận, quang mang rực rỡ chiếu sáng toàn bộ thâm uyên, đông đảo ma thần đều phải lấy tay áo che mặt, tránh nề quang mang trướng mắt đó. Thái Dương thu nhỏ lại, hóa thành một thanh niên tuấn Mỹ mặc kim sắc thần bào, vẻ mặt vô cùng uy nghiêm. Ngay sau đó, từng tôn tinh thần bay ra khỏi thiên môn, tổng cộng 365 tôn chủ thần cùng mấy ngàn phụ thần, đông đảo dày đặc đứng khắp thâm uyên. Thái Dương tinh quân, Thái âm tinh quân cùng hô lên, bay chư thiên tinh đấu đại trận. Vâng, chư tinh thần cùng lên tiếng, hóa thành từng khỏa tinh thần xuyên khắp thâm uyên trong nháy mắt đã biến chung quanh thâm uyên thành một vũ trụ tinh hải tất cả thâm uyên ma thần đều bị vây trong vũ trụ tinh hải đó rồi sau đó đám người thạch hạo bạch hiểu thuần ninh khuyết ngao minh kiếm chủ bước ra từ trong thiên môn tiến vào trong chư thiên tinh đấu đại trận đối phó ma vương chư thiên tinh đấu đại chiến có thể tạm thời vây khốn ma vương nhưng nếu muốn đánh bại thậm chí là chém giết ma vương thì bây giờ vẫn không làm được cần có tồn tại tương tự thần vương xuất thủ nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha